Trình Tại Thuận trong thời gian đảm nhiệm chức thị trưởng, lấy cưỡng chế phá dỡ và thủ đoạn cứng rắn mà nổi danh. Theo lời của dân chúng địa phương, Trình Tại Thuận còn cấu kết với giới giang hồ, còn xưng huynh gọi đệ thủ lĩnh băng đảng xã hội đen lớn nhất địa phương. Mà trong thời gian giữ chức tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước, Trình Tại Thuận cũng tràn đầy khí phách, đi đến đâu cũng có tiền hô hậu ứng, uy phong không ai sánh bằng. Cũng có không ít tin đồn nói, năm đó hầu như toàn bộ anh cả có tiếng tăm trên giang hồ của thành phố Lỗ, trước mặt Trình Tại Thuận đều vâng vâng dạ dạ, cam tâm tình nguyện đi theo y làm tùy tùng để cống hiến sức lực. Việc đối nhân xử thế của Trình Tại Thuận, bởi vậy mà có thể mở rộng. Chấm, từ lời tự thuật của Ngô Thiên Tiếu, và theo lời bổ sung của tài xế, hình tượng của Trình Tại Thuận trong mắt Hạ Tưởng dần dần hình thành đầy đủ. Trước đó từ những tài liệu liên quan, Hạ Tưởng đã một mặt hiểu được câu chuyện của Trình Tại Thuận, đối với cách đối nhân xử thế của y trước hết là đã có ấn tượng trực quan, hôm nay, lại trải qua tiếp xúc chính diện, với sự miêu tả của Ngô Thiên Thiếu, trong cảm nhận của Hạ Tưởng, hình tượng lại càng thêm rõ rệt. Phương hướng cũng càng kiên định hơn. Các cậu sau này cũng nên cẩn thận một chút, đừng để người ta đào mồ chôn mình. Hạ Tưởng nhắc nhở Ngô Thiên Tiếu và tài xế một tiếng. Hôm nay Ngô Thiên Tiếu và tài xế ra tay làm bị thương tài xế của Trình Tại Thuận. Trình Tại Thuận sau khi bị làm cho chấn động, quên mất việc truy cứu việc tài xế bị đánh. Nhưng theo phỏng đoán của Hạ Tưởng về cách xử lý của Trình Tại Thuận, cùng với tính cách của Trình Tại Thuận theo lời Ngô Thiên Tiếu vừa kể, xem ra việc này đến đây chưa thể chấm dứt. Ngay lúc đó không truy cứu, không có nghĩa là sau này sẽ không truy cứu. Huống hồ qua hiệp giao đấu đầu tiên ngày hôm nay, Hạ Tưởng rất rõ thắng bại chưa định, tuy rằng lúc ấy đã làm Trình Tại Thuận kinh hãi tại chỗ, nhưng Trình Tại Thuận tự tin rằng ở tỉnh Tề đã là thâm căn cố đế rồi, sẽ không dễ dàng nhận thua. Tin rằng sẽ có lần giao đấu thứ hai. Ngô Thiên Tiếu và tài xế cùng lúc gật đầu. Anh Hạ yên tâm, dây vào chủ nhiệm Trình không được thì vẫn có thể trốn được mà. Hạ Tưởng tự tin cười. Trốn cũng không cần trốn. Nói không chừng chẳng được bao lâu, chủ nhiệm Trình cũng sẽ trốn các cậu mà đi rồi. Một đêm, đã xảy ra bao nhiêu chuyện, không chỉ là một lần gặp mặt bất ngờ ở thành phố Lỗ, dẫn đến việc đọ sức sớm giữa Hạ Tưởng và Trình Tại Thuận, dưới va chạm bước đầu, một lần thăm dò, đã khiến hai bên đều có nhận biết trực quan về đối phương. Cuộc đọ sức chính diện giữa người với người, đôi khi ấn tượng đầu tiên là cực kỳ quan trọng. Lần đầu va chạm, ai có khí thế tốt, ai chiếm giữ ưu thế. Có thể trong những cuộc đọ sức tiếp theo sẽ đoạt trước một bước. Khí thế con người là rất quan trọng, trong những giao tiếp thông thường, ai chiếm thế chủ động, người đó được quyền định đoạt. Trong chính trị, thực ra cũng như vậy, dưới những điều kiện tương đồng, ai càng có khí chất thì người đó nắm giữ được tiết tấu. Cho dù thân là kẻ bề trên, một người lãnh đạo quá mức ôn hòa cũng sẽ bị cấp dưới ức hiếp. Đương nhiên, lúc nào cứng nhắc khí thế, lúc nào mềm mỏng ôn hòa cũng cần phải có kỹ xảo. Cũng là một trong những kỹ năng cần được chuẩn bị của người làm quan. Lần chạm trán đầu tiên giữa Hạ Tưởng và Trình Tại Thuận, thắng bại chưa phân, kết quả vẫn còn chưa lộ rõ. Vài tiếng sau, Tiêu Ngũ và Nguyên Minh Lượng ở Phẩm Đô, liền gặp phải một trận rắc rối. Hơn nữa còn là rắc rối không nhỏ. Phẩm Đô cách thành phố Lỗ một lộ trình 2 giờ đồng hồ, buổi tối khoảng tầm 10 giờ, Tiêu Ngũ cùng một nhóm đến Phẩm Đô, tới nghỉ ở khách sạn lớn ở Phẩm Đô. Nghỉ ngơi xong, liền xuống nhà ăn dưới lầu ăn cơm. Nhóm Tiêu Ngũ cũng không ít, tổng cộng 6 người, Tiêu Ngũ cũng dễ nói chuyện, là người tỉnh Yến, so với người tỉnh Tề cũng không có gì khác biệt, không nghe nói chuyện cũng không biết là người ngoại tỉnh. Còn Nguyên Minh Lượng là người phương Nam, người ngoài nhìn một cái là biết là dân ngoại tỉnh. Cũng không phải nói dân Phẩm Đô có tính bài trừ dân ngoại tỉnh. Là một thành phố du lịch, người phương Nam người nước ngoài đến đây cũng nhiều. Vì thế hội mấy người Tiêu Ngũ lúc ngồi ăn cơm không để ý đến mấy cặp mắt cứ nhìn họ chăm chăm không rời. Ăn cơm xong, Nguyên Minh Lượng thân là dân phương Nam vốn quen ngủ muộn, đề xuất đi dạo phố Phẩm Đô, ngắm một chút, thưởng thức một chút cảnh đêm ở Phẩm Đô. Tiêu Ngũ đồng ý, dù sao cũng không có việc gì làm, ngày mai mới chính thức bắt tay vào làm công tác điều tra, buổi tối nghỉ ngơi thư giãn một chút cũng là chuyện thường. Một nhóm mấy người đang dạo bước trên đường phố Phẩm Đô, Tiêu Ngũ nhìn ngắm linh tinh. Trong lòng đang nghĩ điều tra tình hình Phẩm Đô nên bắt đầu từ đâu. Nguyên Minh Lượng thì lại để ý cuộc sống về đêm ở Phẩm Đô có phong phú hay không, muốn nhân dịp tìm tòi cơ hội làm ăn, bởi vì mấy lần gã tiếp xúc với Lý Đinh Sơn, cảm thấy Lý Đinh Sơn là người không ham muốn vật chất,
Lý Đinh Sơn đảm nhiệm bí thư thành ủy Phẩm Đô, quả là gã sẽ khó mà có được cơ hội làm ăn. Đi được một lúc, Tiêu Ngũ liền phát hiện có điều khác thường, cảm thấy đằng sau có người đang bám theo. Ban đầu, gã vẫn tưởng là loại lưu manh trộm cắp vặt, lúc sau mới phát hiện ra là không phải, bởi vì đối phương không những có đông người, mà còn rất cảnh giác, rất chuyên nghiệp, hơn nữa rõ ràng là đã theo dõi được khá lâu rồi, chắc chắn là không có ý tốt. Tiêu Ngũ liền ra ám thị với Nguyên Minh Lượng. Tài xế kiêm vệ sĩ của Nguyên Minh Lượng thân thủ không tồi, hơn nữa trong hội đi cùng Tiêu Ngũ có hai người cũng có bản lĩnh, lại đang trên đường phố náo nhiệt. Nguyên Minh Lượng cũng chưa thèm để ý, không nghĩ gì nhiều. Nhưng Tiêu Ngũ thì cảnh giác hơn, dù gì so với Nguyên Minh Lượng gã cùng từng trải qua nhiều phong ba hơn, lập tức liền nghĩ tới một vấn đề, đối phương có chuẩn bị mà đến, nói cách khác, đối phương quen biết mấy người bọn họ vừa đến Phẩm Đô, liền có người theo dõi. Rốt cuộc là loại người nào? Và vì mục đích gì? Lúc đi ngang qua một quán rượu, Nguyên Minh Lượng nổi hứng, muốn vào quán uống vài cốc. Hiếm thấy người tóc đã điểm hoa dâm như Nguyên Minh Lượng cũng có chút hứng thú của tuổi trẻ, Tiêu Ngũ đương nhiên sẽ không từ chối, vui vẻ bằng lòng. Mấy kẻ bám đuôi phía sau cũng theo vào. Quán rượu có tên Nhung Tơ Ngầm, cụ thể có ý nghĩa gì, cũng không nằm trong suy nghĩ của Tiêu Ngũ. Gã phân tích một hồi rồi rút ra kết luận, bất luận đối phương có lai lịch như thế nào, chắc chắn không có thiện ý. Nếu như thực sự có liên quan tới mục đích đến Phẩm Đô của gã, thì đã chứng minh đối phương quá thần thông quảng đại rồi, bởi vì lúc Phó Bí Thư Hạ đưa ra quyết định bảo gã bí mật đến điều tra Phẩm Đô, bên cạnh không có mấy người. Không có khả năng để lộ ra tin tức, vậy thì đối phương đang theo sát sau lưng kia, là muốn gây sự hay muốn cảnh cáo. Tiêu Ngũ vốn định cùng Nguyên Minh Lượng bàn bạc kế sách ứng phó, ai dè Nguyên Minh Lượng hình như đối với mấy người đang uy hiếp phía sau không chút bận tâm, còn đặt một phòng, gọi mấy em bồi rượu, muốn mời Tiêu Ngũ thư giãn một chút. Tiêu Ngũ thật thà thì thật thà, nhưng cũng không phải ngốc, biết rằng cũng phải có việc xã giao, cũng không câu nệ, chọn lấy một em bồi rượu nhỏ nhắn dễ thương, mấy người mỗi người một em, bắt đầu uống rượu. Bọn theo đuôi phía sau cũng có mấy tên, cũng đặt một phòng kế bên, thế trận bày ra chính là muốn kiên trì theo dõi tới cùng. Tiêu Ngũ vừa uống rượu, vừa lặng lẽ phân tích tình hình. Bây giờ chỉ có gã một mình nắm quyết định, Nguyên Minh Lượng suy cho cùng là thương nhân, thích chơi thích uống rượu không thể nói là việc xấu, nhưng lúc này mà cứ thấy rượu là thích, một chút cảm nhận nguy hiểm cũng không có, khiến cho Tiêu Ngũ đối với Nguyên Minh Lượng có chút bất mãn. Nguyên Minh Lượng thì lại rất phong lưu, đừng nói trên đầu đã đầy tóc hoa dâm, nhưng lúc giở trò trên người mấy cô em bồi rượu, so với bọn thanh niên thì thuần thục hơn nhiều, quả đúng là gừng càng già càng cay. Lúc uống xong gần mười mấy chai bia, Nguyên Minh Lượng hẳn là con sâu rượu, một chút men say cũng không có, còn mấy cô em rót rượu đều hầu như bị gã chuốc cho say mềm. Tửu lượng của Tiêu Ngũ cũng khá, cũng không một chút men say, xem đồng hồ cũng thấy muộn rồi, liền nhắc nhở Nguyên Minh Lượng chuẩn bị về thôi. Nguyên Minh Lượng cũng không lưu luyến, tiện thể vuốt ve cô em bồi rượu mấy cái rồi nhét tiền bao ơ, đứng dậy rời đi. Vừa ra cửa, Nguyên Minh Lượng liền thay đổi điệu bộ, nói nhỏ với Tiêu Ngũ. Bọn người theo dõi chúng ta đều là bọn lăn lộn trên giang hồ ở Phẩm Đô, tên cầm đầu tên là Cường Tử, là thuộc hạ của Lão Thiết. Lão Thiết là ai, vẫn chưa dò hỏi ra được, nhưng Cường Tử trong tay Lão Thiết là tên trùm chuyên quản các quán bar và trung tâm tắm hơi. Tiêu Ngũ kinh ngạc. Anh Nguyên, thật không nhìn ra, lợi hại, thật là lợi hại. Tiêu Ngũ liền hiểu ra, vừa rồi Nguyên Minh Lượng ôm cô bồi rượu, liên tục to nhỏ, trêu cô em cười ngả cười nghiêng. Gã vẫn tưởng Nguyên Minh Lượng được dịp mua vui, hóa ra là mượn cớ hỏi chuyện. Quả đúng là kẻ lõi đời trên giang hồ, vẫn còn điểm mà gã không bì kịp. Tiêu Ngũ lập tức kính nể Nguyên Minh Lượng hẳn lên. Nguyên Minh Lượng cũng một lòng một dạ khoát tay. Tôi lăn lộn Bắc Nam kiếm miếng cơm, điều cần xem trọng là hòa khí, đi đến đâu, đều cần phải nghe ngóng nhân vật trên đường là ai, nếu không việc kinh doanh sẽ không làm nổi. Việc này cũng không có gì gọi là bản lĩnh. Chỉ là kỹ năng mưu sinh mà thôi. Tuy rằng đã nghe ngóng được đối phương là ai, nhưng bọn Tiêu Ngũ vừa ra khỏi cửa, đối phương vẫn theo sát phía sau, chỉ cách phía sau có mười mấy mét, không nhanh không chậm mà bám theo. Đối phương tổng cộng có 4-5 tên, Tiêu Ngũ thầm nghĩ cứ chơi trò trốn tìm cũng không phải là cách, liền thương lượng với Nguyên Minh Lượng, Nguyên Minh Lượng đồng ý. Hội Tiêu Ngũ liền đi tới chỗ vắng vẻ, cố ý làm cho bọn theo sau phải lộ diện. Kế sách quả nhiên có hiệu quả,
Vừa đến chỗ tối, đối phương 4-5 người liền ngay lập tức hiện thân, tuy rằng số người ít, nhưng vẫn vây quanh được mấy người Hội Tiêu Ngũ. Người ở chính giữa hẳn là Cường Tử, tuổi tác khoảng trung tuần, đầu đội một chiếc mũ, tối muộn rồi còn bày đặt đeo kính. Tuy nhiên nhìn kỹ mới biết chỉ có gọng kính chứ không có mắt kính, lại nhìn cách ăn mặc toàn thân, không những tân thời mà còn rất ngạo mạn. Xem ra Cường Tử đã từng xem bộ phim truyền hình Giả Con Trai, bị vài tên bịp bợm giả làm nam thanh niên lừa phỉnh rồi, cho nên mặc dù lăn lộn trên đường đời, cũng là xã hội đen thế hệ mới không lấy sự vô liêm sỉ làm kinh động thiên hạ, mà lấy phong tao động thế nhân. Người nơi khác đến, phẩm độ không hoan nghênh các anh, mời sáng mai rời đi. Cường Tử nho nhã lễ độ nói, còn rất phong cách chỉnh lại mũ, dường như muốn thể hiện như thể y rất tao nhã. Đáng tiếc là ở phẩm đô đến tận tháng 10 còn đeo không nổi khăn quàng cổ, nếu không nói không chừng Cường Tử còn đeo thêm một chiếc khăn, rồi lại rất oai phong mà quấn mấy vòng. Tuy nhiên phải nói thật, nếu buộc khăn quàng cổ có khi lại là chuyện tốt. Nhìn từ con mắt chuyên nghiệp của Tiêu Ngũ, khăn quàng lúc đánh nhau sẽ trở thành vũ khí đắc lực để chế ngự đối phương của gã. Cường Tử, phẩm đô là thành phố du lịch, tiếp đón khách tám phương, làm sao mà lại không nghênh đón chúng tôi được? Tiêu Ngũ rất khách khí đáp lại một câu. Cường Tử rõ ràng sửng sốt, thật không ngờ đối phương vừa bắt đầu đã gọi ra tên mình, trong lòng y rất bồn chồn, lẽ nào y ăn diện quá đẹp trai đến độ người ngoại tỉnh vừa đến phẩm đô liền biết có một anh đẹp trai. Đương nhiên, ý niệm tự kỷ ấy chỉ chợt lóe lên rồi qua ngay, y liền ý thức được mấy người trước mặt không hề dễ đối phó. Người dân phẩm đô rất nhiệt tình, người được hoan nghênh là du khách, chứ không phải người ngoại tỉnh đến đây với ý đồ xấu. Tôi xin khuyên các vị một câu, khẩn trương rời đi, nếu không, tôi cũng không khách khí nữa. Cường Tử cũng biết tao nhã chỉ là giả dạng, muốn làm xong việc, vẫn phải dựa vào vũ lực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không ngờ y vừa dứt lời, bỗng nhiên trước mắt lóe lên một bóng đen, cái gì vậy? Trong tích tắc chết lặng chưa kịp tránh, một chiếc giày thối bay vào giữa mặt. Cường Tử nổi giận, y hận nhất kẻ khác phá hoại hình tượng của y, do vậy mà tất cả những hành động làm hỏng tóc tai và trang điểm của y, đều bị y coi là vô cùng nhục nhã. Xông lên, lên hết đi. Cường Tử lập tức nhảy lên, dẫn đầu cả bọn xông vào Tiêu Ngũ. Một trận hỗn loạn từ đó bắt đầu. Cường Tử đã xem nhẹ thực lực của mấy người Hội Tiêu Ngũ, y cứ tưởng mang theo 4-5 tên là hoàn toàn có thể cho đối phương ăn một trận như tử, và lại mấy tên y mang theo cũng thuộc dạng biết đánh nhau nhất. Không ngờ đối phương toàn là những tay gạo cội, chỉ vừa giao thủ, đã bị lép vế. Mấy phút sau, thuộc hạ của anh Cường Tử phong cách, tất cả đều nằm bẹp dưới đất không nhúc nhích. Mấy tên khác đều ngã không dậy nổi, Cường Tử vẫn cứng rắn bám vào tường gượng dậy, nói một câu độc địa. Các anh nhớ lấy, đắc tội với lão thiết, phẩm đô không có chỗ cho các anh dung thân. Tiêu Ngũ đã dám chủ động ra tay thì chẳng sợ ai uy hiếp, gã đang định tiến lên tóm lấy Cường Tử hỏi cho rõ ràng, Nguyên Minh Lượng lại giành trước một bước. Vừa nãy lúc đánh nhau, Nguyên Minh Lượng trước tiên nhảy sang một bên, khoanh tay đứng nhìn. Sau khi đánh xong, đến Tiêu Ngũ còn chả phát hiện gã từ chỗ nào nhảy ra, song động tác mà gã xuất hiện trước mặt Cường Tử mới làm Tiêu Ngũ thực sự chết lặng. Nguyên Minh Lượng không túm lấy cổ áo Cường Tử, cũng không hề đá cho một cước, mà là chìa tay thay Cường Tử phủi phủi bụi trên áo, lại thân thiết như anh em trong nhà đỡ Cường Tử sang một bên, sau đó mới bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện. Cụ thể nói những gì, Tiêu Ngũ không hề nghe ra, nhưng từ nét mặt đầy sửng sốt của Cường Tử có thể rút ra kết luận, y đã bị làm cho ngơ ngác rồi. Không bao lâu sau, Cường Tử vung tay, một đám tàn binh bại tướng rút chạy tháo thân. Nguyên Minh Lượng còn đầy ắp nhiệt tình tiễn biệt Cường Tử. Cường Tử, đi cẩn thận, hoan nghênh tới thăm. Suýt chút nữa làm Tiêu Ngũ cười sặc sụa. Nhưng Tiêu Ngũ biết, Nguyên Minh Lượng hẳn đã hỏi ra được điều gì. Quả nhiên Nguyên Minh Lượng trên đường đi không nói một lời, vừa vào khách sạn lập tức trả phòng, cả bọn đổi một khách sạn xa hơn nhưng yên tĩnh, sau khi vào ở, Nguyên Minh Lượng mới nói rõ chân tướng. Thực ra cũng chẳng có chân tướng gì cả. Nguyên Minh Lượng vừa dụ dỗ vừa lừa gạt, vừa đánh đòn tâm lý, lợi dụng đặc điểm văn thanh của Cường Tử lại khá là để ý chuyện hình tượng, tăng thêm đòn tâm lý. Sau cùng ra sức đánh cho Cường Tử mất tinh thần, phá vỡ phòng tuyến tinh thần của Cường Tử, lộ ra mấy điểm nội tình. Thứ nhất, Cường Tử nhận chỉ thị của đích thân Lão Thiết, đến đây theo dõi, đồng thời đe dọa Hội Tiêu Ngũ phải rời khỏi phẩm đô.
nếu như không đi, đánh. Thứ hai, Cường Tử biết Tiêu Ngũ là ai, không biết Nguyên Minh Lượng là ai. Thứ ba, Lão Thiết vì sao muốn tống cổ Tiêu Ngũ, y không biết, chỉ biết tuân lệnh làm việc. Thứ tư, hôm nay thất bại, ngày mai lại đến, dù sao ở đất phẩm đô này, không có việc gì Lão Thiết làm không thành. Có lẽ vì từ chuyện bên lề chứng minh quan điểm của y, mà Cường Tử còn kể một chuyện với Nguyên Minh Lượng, chính là việc năm đó một nhóm người nào đó đến phẩm đô, từng mở một siêu thị cách xù, kết quả bị Lão Thiết mang người đến đánh cho tan tác, tổn thất cao ngất ngường, từ đó về sau, nhóm người đó vẫn chưa gượng dậy nổi ở phẩm đô. Tiêu Ngũ, đặc điểm nhận diện của anh quá rõ ràng rồi, dễ nhận thấy đối phương đã nhìn chằm chằm vào anh rồi. Cũng phải, anh ở bên Phó Bí Thư Hạ đã quá lâu rồi, đều biết anh hết rồi. Nguyên Minh Lượng vỗ vỗ vai Tiêu Ngũ. Việc chúng ta đến phẩm đô, không có mấy người biết, làm sao vừa đến phẩm đô đã bị theo dõi rồi. Nên đề phòng nội gián một chút. Nguyên Minh Lượng nói cũng có lý, Tiêu Ngũ cũng không rõ mắt xích nào xảy ra sai sót, gã biết có một số chuyện phải để Phó Bí Thư Hạ quyết định, liền nói. Tôi báo cáo với Phó Bí Thư Hạ một chút, còn nữa, ở cùng tôi đã không còn an toàn nữa rồi. Anh với tôi tốt nhất là nên tách ra. Tiêu Ngũ nghĩ Nguyên Minh Lượng ít nhiều cũng sẽ từ chối một chút, bởi vừa mới gặp chuyện đã bỏ chạy, thì hiển nhiên không phải bằng hữu gì, nhưng Nguyên Minh Lượng lại không hề mơ hồ mà đồng ý luôn. Được, bây giờ tôi sẽ đổi khách sạn, chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé. Nói đi là đi, Nguyên Minh Lượng cũng rất thức thời. Tiêu Ngũ cũng không hề oán trách gì Nguyên Minh Lượng, dù gì nhiệm vụ của Nguyên Minh Lượng cũng không phải là điều tra tình hình. Cũng không nhất thiết phải kéo Nguyên Minh Lượng cùng xuống nước. Hạ Tưởng về đến nhà, đang chuẩn bị ngủ, nghe xong điện thoại báo cáo của Tiêu Ngũ, trong tâm tư thấp thỏm lo âu, nhưng cũng không cho rằng sẽ nguy hiểm gì nhiều. Dù gì phẩm đô cũng có Lý Đinh Sơn, đành bảo Tiêu Ngũ chú ý an toàn nhiều hơn, trước tiên là gặp mặt Diệp Hiểu Đồng, sau đó lại gặp gỡ Lý Đinh Sơn, tùy cơ ứng biến là được rồi. Tiêu Ngũ gặp mặt các cán bộ nhà nước, sẽ nhắc nhở đối phương, cảnh cáo bọn chúng không được hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có điều rốt cuộc lại để lộ ra tin tức, Hạ Tưởng cũng nhất thời chưa có đầu mối. Mọi việc, phải đợi đến ngày mai mới có kết quả. Ngày mai, muốn xem khả năng tiếp nhận chất vấn của Tôn Tập Dân và trình độ làm khó dễ của Trình Tại Thuận, có thể chứng minh cuộc hội ngộ đêm nay, rốt cuộc có thể đánh một hồi chuông cảnh báo tới Trình Tại Thuận hay không, có điều chỉ đánh hồi chuông cảnh báo với Trình Tại Thuận xem ra vẫn chưa đủ. Đã đến lúc ra tay cảnh cáo Tần Khản rồi. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Ngũ tại phẩm đô gặp Diệp Hiểu Đồng. Diệp Hiểu Đồng vô cùng vui vẻ, không chỉ vì Tiêu Ngũ là người được Ôn Tử Tuyền giới thiệu, mà còn vì cô và Ôn Tử Tuyền có quan hệ rất thân thiết, càng vì Tiêu Ngũ là người được Hạ Tưởng tin cẩn, và cũng có quan hệ cực kỳ phức tạp với Lý Đinh Sơn. Diệp Hiểu Đồng nhỏ hơn Ôn Tử Tuyền 3 tuổi, tuy không thâm thúy như Ôn Tử Tuyền có hương vị con gái bao trùm làm người ta suy nghĩ viển vông. Nhưng tự mình cũng có một sự tao nhã đặc biệt, những lúc nhấc tay đưa chân cực kỳ phong tình, cũng xem như một phụ nữ đoan trang hiếm thấy trốn quan trường. Diệp Hiểu Đồng rất rõ Ôn Tử Tuyền đang mở cho mình một cánh cửa lớn, cơ hội trước mắt nếu như có thể nắm chắc, cô sẽ mượn cơ thiết lập quan hệ tốt đẹp với Lý Đinh Sơn, thậm chí tiến thêm một bước trong việc đặt quan hệ với Phó Bí Thư Hạ, con đường làm quan sẽ rộng lớn vô cùng. Đương nhiên điều kiện trước tiên là, cô phải tận tâm làm tốt công việc của mình. Và trợ giúp Tiêu Ngũ hoàn thành được nhiệm vụ trọng đại. Mục đích Tiêu Ngũ đến phẩm đô lần này, Diệp Hiểu Đồng trong lòng cũng biết, là vì điều tra tình hình phẩm đô mà đến. Trên thực tế, Lý Vinh Thăng trước khi rời chức cũng đã bước đầu điều tra ra manh mối, dù gì Lý Vinh Thăng cũng đảm nhiệm chức vụ ở phẩm đô nhiều năm, đối với các thế lực hắc ám ở phẩm đô nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ có điều còn chưa kịp xử lý, Lý Vinh Thăng đã bị điều nhiệm làm phó chủ tịch tỉnh. Sau khi Lý Đinh Sơn lên nhậm chức, Diệp Hiểu Đồng vẫn chưa có cơ hội báo cáo với Lý Đinh Sơn. Dù sao Lý Đinh Sơn cũng là nhân vật số một, phía dưới có thị trưởng, phó thị trưởng và vô số phó thị trưởng, cùng với phần đông ủy viên thường vụ, đều phải báo cáo với Lý Đinh Sơn, làm sao đến lượt một phó trưởng ban thư ký thành ủy như cô được. Lúc Lý Vinh Thăng còn đương nhiệm, quan hệ giữa cô và bí thư Lý coi như cũng khá, bây giờ Lý Đinh Sơn lên nhậm chức, đồng nghĩa với việc bí thư Lý đối với cô mà nói. Đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tiêu Ngũ liền trở thành cây cầu nối kết cô và Lý Đinh Sơn, quyết định việc giữa cô và Lý Đinh Sơn có thể xây dựng quan hệ tốt đẹp được hay không. Diệp Hiểu Đồng đối với sự ghé thăm của Tiêu Ngũ liền hết sức niềm nở.
Tiêu Ngũ đối với người ở chốn quan trường, mắt thấy tai nghe nhiều rồi, cũng hiểu rõ đằng sau những sự nhiệt tình niềm nở cũng có dụng ý của nó. Nếu Phó Bí Thư Hạ đã không phản đối việc gã và Diệp Hiểu Đồng gặp mặt, đã chứng tỏ Diệp Hiểu Đồng là người đáng tin, gã liền trực tiếp nói rõ mục đích đến đồng thời kể lại sự tình tối qua. Diệp Hiểu Đồng nghe xong liền nhíu mày, tình thế so với sự tưởng tượng của cô còn nghiêm trọng hơn vài phần, bởi vì đối phương đã ra tay quá nhanh. Cô nghĩ ngợi một lúc, thử thăm dò một câu. Anh Tiêu, anh có phải muốn gặp mặt Bí Thư Lý? Lý Đình Sơn đến Phẩm Đô đúng vào lúc chuyển giao, bận tối mày tối mặt, có gặp Tiêu Ngũ hay không? Diệp Hiểu Đồng trong lòng không dám chắc, càng không dám chủ động thay Tiêu Ngũ giới thiệu gặp mặt, cô cũng không có gan lớn như vậy. Tiêu Ngũ lại nói, việc đó còn phải mong trưởng ban thư ký giúp tôi báo một tiếng. Diệp Hiểu Đồng bị làm khó, Tiêu Ngũ nói rất thoải mái, cô đến hiện tại chỉ muốn gặp mặt Lý Đinh Sơn còn không có cơ hội, càng không dám chủ động gọi điện thoại đến xin chỉ thị, nhưng Tiêu Ngũ dù gì cũng nói cương quyết như thế rồi, cũng phải thử một lần vậy. Điện thoại là do thư ký Lã Vệ Đông của Lý Đinh Sơn nghe, Lý Đinh Sơn là cán bộ cấp phó tỉnh, có thể trực tiếp đưa thư ký lên làm việc. Bí thư Lý đang bận, trưởng ban Diệp muốn báo cáo thì phải đợi sắp xếp. Lã Vệ Đông ngữ khí không nóng không lạnh, rõ ràng là giải quyết việc công. Không phải tôi báo cáo công tác. Đừng nói Diệp Hiểu Đồng là phó trưởng ban thư ký thành ủy. Trên thực tế, địa vị ở thành ủy còn không bằng Lã Vệ Đông. Cho nên cô lo sợ Lã Vệ Đông cúp máy, vội vã nói một câu. Là một người bạn của Phó Bí Thư Hạ muốn gặp Bí Thư Lý. Tên tuổi của Hạ Tưởng quả nhiên có tác dụng, Lã Vệ Đông lập tức hỏi ngay. Ồ, là ai? Tiêu Ngũ. Anh Tiêu đến sao? Giọng điệu Lã Vệ Đông thay đổi hẳn, lập tức niềm nở vô cùng, như thể biến thành một người khác. Anh Tiêu đến còn xin phép gì nữa, trực tiếp đến văn phòng Bí Thư Lý là được rồi. Buông điện thoại, ánh mắt Diệp Hiểu Đồng nhìn Tiêu Ngũ dường như tỏa sáng. Đến giờ cô mới biết, Tiêu Ngũ đến thành ủy gặp cô trước, không phải muốn được cô giúp, mà là vinh hạnh cho cô. Nói đúng hơn, cô có thể giúp Tiêu Ngũ làm được việc chính là cái may của cô. Tin tức Tiêu Ngũ gặp mặt Diệp Hiểu Đồng ở thành ủy, đồng thời sau đó cũng gặp mặt Lý Đinh Sơn, ngay tức khắc đã lọt vào tai Lão Thiết. Lão Thiết sẽ phản ứng như thế nào, Hạ Tưởng không biết, Hạ Tưởng chỉ biết rằng, bước làm việc tiếp theo ở Phẩm Đô, e rằng sẽ không nhẹ nhàng như thế nữa. Không lâu sau, cũng quả thực chứng minh được suy đoán của Hạ Tưởng, nhưng từ đó mà dẫn đến những phản ứng dây chuyền, cũng là phong ba khiến người ta không chuẩn bị kịp. Hạ Tưởng sau giờ làm việc buổi sáng, liền liên tiếp sắp xếp mấy việc, sau khi nói chuyện với Khâu Nhân Lễ, hắn lại cùng với Chu Hồng Cơ gặp gỡ tại phòng làm việc. Nửa giờ sau, Tôn Tập Dân tới Hội đồng Nhân dân tiếp nhận chất vấn. Tôn Tập Dân vừa đi, Tần Khản liền nhận được thông báo, Khâu Nhân Lễ có việc tìm gã. Đến văn phòng của Khâu Nhân Lễ, Tần Khản vẫn một bộ dạng bình tĩnh tự nhiên, vừa đến liền nhẹ nhàng bâng quơ hỏi han. Bí thư Khâu có chỉ thị gì? Khâu Nhân Lễ sắc mặt không hề hòa nhã, lạnh lùng lên tiếng. Ngồi đi. Tần Khản thản nhiên ngồi xuống, làm dáng bộ chăm chú lắng nghe. Khâu Nhân Lễ không nói nữa, dường như đang trầm tư. Lại dường như đang thất thần, dù sao không khí cũng bỗng chốc trầm mặc mà quái dị. Thủ pháp thường dùng của kẻ bề trên chính là im lặng, lấy im lặng để thể hiện quyền uy, lấy im lặng để tạo áp lực. Bởi vì thân là cấp dưới, đối mặt với người có thể quyết định vận mệnh tiền đồ của mình, khó tránh khỏi sẽ có tâm lý thấp thỏm lo lắng. Nhưng Tần Khản lại vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tiếp tục làm dáng bộ khiêm tốn, kiên nhẫn chờ đợi chỉ thị của Khâu Nhân Lễ. Tất nhiên, Khâu Nhân Lễ làm bí thư tỉnh ủy, không thể làm khó vận mệnh tiền đồ của Tần Khản, nhưng lại có thể trực tiếp làm suy yếu quyền lực trong tay Tần Khản. Vì vậy lúc Khâu Nhân Lễ nhìn thấy bộ mặt vẫn y nguyên như thế của Tần Khản, trong lòng bỗng không hiểu sao bỗng cảm thấy khinh miệt. Thật ra dựa theo cấp bậc và tâm tính hiện nay của Khâu Nhân Lễ, cùng với trình độ nhìn xa trông rộng của gã, không nên có thành kiến cá nhân với Tần Khản. Cũng sớm thấy được rất nhiều loại người chỉ vì lợi ích cá nhân của mình trong chốn quan trường. Nhưng hôm nay vẫn không thể kiềm chế được sự không vui trong lòng, bởi vì Tần Khản đã quá làm ầm ĩ rồi, lại có quá nhiều mưu kế. Quan trọng là, trước đây Tần Khản có làm ầm ĩ và gây sức ép đi nữa, thì cũng chỉ nhằm vào Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ, nhưng bây giờ đã không còn như thế nữa rồi. Vấn đề Đại hội Hội đồng Nhân dân đã động chạm đến lợi ích của gã rồi, thậm chí sẽ làm gã phải chịu liên lụy, Khâu Nhân Lễ liền nổi giận.
phải nói, đặt bất kỳ ai vào vị trí này cũng sẽ tức giận. Từ trước tới nay, Khâu Nhân Lễ ở tỉnh Tề thi hành chính sách tôi tốt bạn tốt mọi người đều tốt, vừa không gây thù với các thế lực địa phương, cũng không kết oán với người khác, có thể lôi kéo được sẽ tận lực lôi kéo, có thể hóa giải được sẽ hết mực hóa giải, vạn bất đắc dĩ mới tính đến việc chèn ép. Lần đầu tiên, Khâu Nhân Lễ phải giơ cao quyền lực đánh mạnh, tạo áp lực với Tần Khản. Đồng chí Tần Khản, kinh tế tỉnh Tề năm nay tuy rằng tốc độ phát triển khá, nhưng khoảng cách với tỉnh xếp trên tỉnh ta vẫn hơi xa một chút. Chúng ta trước nay vẫn tự nhận là tỉnh kinh tế mạnh đứng thứ hai, thực ra sau vài năm vẫn chỉ xếp thứ ba. Lẽ ra, nhân dân tỉnh Tề không hề lười biếng hơn so với các tỉnh anh em, kết cấu kinh tế của tỉnh Tề cũng rất hợp lý, thu hút đầu tư nước ngoài, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, kiến thiết và đầu tư các hạng mục quan trọng, đều xếp hạng đứng đầu cả nước, tại sao trước giờ vẫn không bước lên nổi vị trí thứ hai? E rằng vẫn là do nguyên nhân nội bộ bất hòa. Bất kể là đến từ đâu, chỉ cần thân làm cán bộ tỉnh Tề, đều cần phải thương yêu tỉnh Tề, xây dựng tỉnh Tề, làm đẹp cho tỉnh Tề. Toàn tâm toàn ý vì tỉnh Tề phục vụ, chứ không phải hờ hững trần trừ, kén cá chọn canh, thậm chí không ngần ngại bôi nhọ hình tượng tỉnh Tề, lấy sinh mệnh của người dân vô tội ra mà đánh cược. Đồng chí Tần Khản, công việc của đồng chí tại tỉnh Tề mấy năm nay, tỉnh ủy cũng rõ như ban ngày. Đối với công tác của đồng chí, Trung ương cũng có thái độ rõ ràng, hy vọng ở nhiệm kỳ cuối này, có thể duy trì là một đảng viên có lương tri và nguyên tắc, không được vì nhất thời hồ đồ, mà gây ra sai sót nguy hại tới danh dự cả đời. Tần Khản trịnh trọng đứng dậy, bày tỏ thái độ. Tôi nhất định ghi nhớ lời bí thư Khâu dạy bảo, sẽ luôn yêu cầu nghiêm ngặt với bản thân, vì sự phát triển của tỉnh Tề tạo ra những cống hiến to lớn hơn nữa. Khâu Nhân Lễ gật gật đầu. Đồng chí hiểu được là tốt rồi, hy vọng đồng chí không còn gánh nặng tâm lý nữa, tiếp tục trên cương vị công tác mới, vì sự phát triển kinh tế tỉnh Tề mà cống hiến hiệu quả. Tần Khản cuối cùng nghe ra được điều gì, hỏi. Bí thư Khâu, có phải phân công của tôi có điều chỉnh? Đại khái có một ý định sơ bộ, đợi đồng chí tập dân trở về, sẽ có quyết định cuối cùng, đồng chí phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tôi xin phục tùng sự bố trí của tỉnh ủy. Thái độ Tần Khản vô cùng nghiêm chỉnh. Tôi là một viên gạch của đảng, đảng đặt chỗ nào thì tôi sẽ ở chỗ đó. Tốt, đồng chí có tư tưởng giác ngộ như vậy là việc tốt. Khâu Nhân Lễ lúc này cũng không thể không biểu hiện ra khuôn mặt tươi cười, quả thực khâm phục sự làm bộ làm tịch của Tần Khản. Tần Khản sắc mặt bình lặng bước khỏi văn phòng Khâu Nhân Lễ, từ đầu chí cuối duy trì phong thái thong dong, sau khi trở về văn phòng, mới cuối cùng dỡ bỏ vẻ ngụy trang, vô cùng phẫn nộ đập tay xuống bàn. Tuy rằng việc Khâu Nhân Lễ điều chỉnh phân công của y đã sớm ở trong dự liệu, nhưng điều không ngờ đến là Khâu Nhân Lễ lại trực tiếp gặp mặt y để nói chuyện. Nếu Khâu Nhân Lễ chỉ đưa ra quyết định điều chỉnh phân công, thì có nghĩa chỉ có chủ tịch tỉnh tạo áp lực. Bây giờ thì vui rồi, tương đương với hai nhân vật đứng đầu liên kết lại với nhau nhằm vào y mà chèn ép, khiến cho Tần Khản cảm thấy áp lực gia tăng gấp bội, hơn nữa có phần thẹn quá hóa giận. Ngồi ở văn phòng được một lát, điện thoại lại reo, một tin càng làm y phẫn nộ vừa truyền đến, Hạ Tưởng và Trình Tại Thuận đêm qua xảy ra mâu thuẫn, còn nữa, hai người nói chuyện riêng hơn mười mấy phút, cụ thể đã nói chuyện gì thì không thể nào biết được. Nhưng có thể biết rõ một điều là, Trình Tại Thuận sau khi gặp mặt Hạ Tưởng, cực kỳ không vui, thậm chí còn nổi giận. Thậm tệ hơn, tài xế của Hạ Tưởng còn đánh tài xế của Trình Tại Thuận bị thương nặng. Sao mà ra nông nỗi này? Tần Khản sau khi bị Khâu Nhân Lễ đá móc, lại nghe được tin Hạ Tưởng và Trình Tại Thuận xung đột, cuối cùng cũng tức giận. Nhưng sự việc vẫn chưa coi như là xong đâu, điện thoại lại reo, tin truyền đến là nhóm Tiêu Ngũ ở Phẩm Đô bình an vô sự, hơn nữa còn tạm thời thoát ra khỏi tầm theo dõi, không một tung tích. Nhưng có một điểm có thể xác định, chính là Tiêu Ngũ đã tiếp xúc với phía ủy ban, không những đã gặp Lý Đinh Sơn, mà còn gặp mặt nói chuyện riêng với Diệp Hiểu Đồng. Hạ Tưởng thật sự động chạm đến giới hạn của y rồi, Tần Khản không thể kìm nổi cơn phẫn nộ nữa. Hạ Tưởng lúc nào cũng đối nghịch với y, nhất là việc nhúng tay vào tình hình của Phẩm Đô, chính là điều khiến y không thể chấp nhận nhất, bởi vì nếu như tình hình dịch bệnh ở Phẩm Đô được điều tra rõ chân tướng thì... Sau khi Tôn Tập Dân đến Hội đồng Nhân dân, là đúng 10 giờ sáng, thời gian không sớm cũng không muộn. Nhưng không biết là cố ý hay vô tình, Trình Tại Thuận lại vẫn chưa đến, bởi vậy... Y bắt buộc phải đợi một chút. Tôn Tập Dân cũng rõ trong lòng, Trình Tại Thuận đang cố ý thờ ơ với y. Tốt thôi,
một tên phó chủ tịch dám tỏ thái độ cho chủ tịch tỉnh xem, đồng chí lão thành cá biệt tỉnh tề, thật đúng là cậy già lên mặt quá lợi hại. Tuy không vui, Tôn Tập Dân cũng nắm chắc chủ ý phải tỏ thái độ, y cũng muốn xem, Trình Tại Thuận rốt cuộc có thể làm khó y tới mức nào. Đợi đủ nửa tiếng, Trình Tại Thuận mới chậm chạp tới, nhưng điều làm Tôn Tập Dân khó hiểu là, Trình Tại Thuận không hề có vẻ đắc ý, mà mặt mày ẩn chứa bực tức, có vẻ cao có, dường như gặp phải chuyện gì không vui vậy. Tôn Tập Dân không phải Hạ Tưởng, nếu là Hạ Tưởng có lẽ sẽ nói, lão Trình, có chuyện gì không vui, nói ra cho tôi vui một chút. Tôn Tập Dân chỉ hờ hững nhìn Trình Tại Thuận một cái, mở miệng nói. Phó Chủ tịch Trình, tôi đợi anh nửa tiếng rồi. Trình Tại Thuận đáp lại một câu một cách không đồng ý. Trên đường kẹt xe, xin lỗi, Chủ tịch tỉnh Tôn. Thật ra Trình Tại Thuận không phải kẹt xe, mà là khó chịu trong lòng. Lái xe bị đánh cho nhập viện rồi, Hạ Tưởng chẳng những không tỏ chút thái độ, còn mở miệng nói lời uy hiếp với y, thật sự xem người tỉnh tề y cả đời trải qua trên cả quan trường thương trường và trải qua thăng trầm đời người không phải là cán bộ sao. Y là đồng chí lão thành không sai, chứ không phải là lão già. Tuy rằng sự uy hiếp của Hạ Tưởng rất thẳng thắn, rất mạnh mẽ, trúng thẳng điểm chí mạng của y, nhưng y cũng không sợ Hạ Tưởng sẽ có thể làm gì y. Với nền móng và thế lực của y ở tỉnh tề, Hạ Tưởng vẫn thật không lay động nổi ngọn núi cao này. Hạ Tưởng không biết, Hà Giang Hải nhiều lắm chỉ là một cây đại thụ, mà y lại là ngọn núi cao. Đại thụ có thể ngã, núi cao cao không thể với tới. Quả đúng như Hạ Tưởng suy nghĩ, sau khi Trình Tại Thuận đi về, suy đi nghĩ lại không có ý nghĩa, y là ai, còn bị Hạ Tưởng uy hiếp. Thật sự càng già càng lùi thì Hạ Tưởng xem là thứ gì, muốn triển khai công việc ở tỉnh tề, còn muốn quát tháo với y, quá tự cao tự đại rồi. Trình Tại Thuận quyết định không để ý tới sự uy hiếp của Hạ Tưởng, chẳng những phải đòi lại công bằng chuyện lái xe bị đánh, mà còn muốn chất vấn làm khó dễ vấn đề câu tập cụ đến cuối cùng. Hôm nay y vốn dĩ không nghĩ sẽ đến muộn nửa tiếng cố ý thờ ơ Tôn Tập Dân, mà trên đường xảy ra một tình huống, nói chính xác, là giữa đường sau khi biết được một tin, khiến Trình Tại Thuận không dễ chịu lắm, bảo lái xe dừng xe bên đường, gọi cuộc điện thoại hết nửa buổi. Tin tức dường như không liên quan đến lời uy hiếp Hạ Tưởng đã nói, thật ra vẫn là những việc không dễ bày ra mặt bàn của y, xảy ra chút tình trạng không lớn, chỉ là nói đã có tác dụng cảnh cáo, lại khiến y không đến nỗi đau đến mức dậm chân. Hàm ý cũng rất rõ ràng, nếu y không rút lui, đối phương tiến thâm một bước làm sự việc ầm ĩ hơn. Trình Tại Thuận rất không hiểu, Hạ Tưởng dựa vào cái gì lại muốn bảo vệ lợi ích của Tôn Tập Dân, hiện tại gây khó dễ là Tôn Tập Dân chứ không phải gây khó dễ thẳng đến Khâu Nhân Lễ, càng không phải đối đầu với hắn, hắn sao cứ thích lo chuyện bao đồng như vậy. Hơn nữa Tôn Tập Dân lại không cùng phe cánh với hắn, hắn sao lại tràn đầy chính nghĩa hay là ăn no hóa rảnh. Cũng là Trình Tại Thuận trong lúc bực tức quá, bỏ qua một điểm quan trọng Hạ Tưởng nhắc đến lúc nói chuyện với y, cũng dẫn đến tiến thêm một bước mở rộng tình thế tiếp sau. Trình Tại Thuận mang tức giận đến Hội đồng Nhân dân, có sắc mặt tốt mới lạ, cho dù Tôn Tập Dân là chủ tịch tỉnh, nhưng việc chất vấn hôm nay, rõ ràng sẽ không có bất kỳ dấu hiệu hữu nghị nào. Sau đó, Trình Tại Thuận và mấy vị phó chủ tịch cùng mười mấy vị ủy viên thường vụ, thay phiên nhau, chất vấn Tôn Tập Dân ở vấn đề tỉnh tề áp dụng một loạt phương pháp đối ứng thi thố hoặc là ứng đối không tích cực, hoặc là phòng bị không đủ lực hoặc là hao phí của công, v.v. Tóm lại một câu, bất luận Tôn Tập Dân giải thích thế nào, Hội đồng Nhân dân đều không chấp nhận cách nói của Tôn Tập Dân. Mùi vị gây khó dễ không sót một cái gì. Đến cuối cùng, Tôn Tập Dân cũng không còn kiên nhẫn nữa, ném xuống một câu bực tức. Giải thích của tôi chỉ thế thôi, nếu Hội đồng Nhân dân cho rằng công việc của tôi làm không tốt, hoặc là tôi không đủ xứng đáng với chức vụ, có thể đệ trình chương trình nghị sự không tín nhiệm tôi. Tôi tiếp nhận bất kỳ hình thức giám sát và chất vấn nào của Hội đồng Nhân dân. Trình Tại Thuận thấy sự việc tương đối căng rồi, đúng ý nguyện của mình bèn nói. Chủ tịch Tôn đối với công tác của Hội đồng Nhân dân có tâm trạng mâu thuẫn, không xem trọng đại biểu Hội đồng Nhân dân thực thi quyền giám sát xây dựng pháp chế. Đối với điều này, tôi rất lấy làm tiếc. Nếu Chủ tịch Tôn tiếp tục kiên quyết cách nghĩ này, công tác của Hội đồng Nhân dân sau này cũng không có cách nào triển khai. Rõ ràng là gây khó dễ y trước, lại cắn ngược lại một cái, nói y không ủng hộ công tác của Hội đồng Nhân dân, từng thấy vô sỉ rồi nhưng chưa từng thấy vô sỉ như vậy, Tôn Tập Dân dường như không có cách nào hình dung tâm trạng của mình.
nhưng Trình Tại Thuận lại thật sự cố hết sức chặn đứng miệng của y thật sự không dễ giải thích. Hiến pháp quy định hội đồng nhân dân lớn hơn chính phủ, y thân làm chủ tịch tỉnh, vẫn thật sự không thể nói ra lời vi phạm hiến pháp, nếu không càng làm người khác có cớ. Không ngờ lại bị hội đồng nhân dân gắt gao chặn cổ, Tôn Tập Dân bực tức nhưng khó bộc lộ, giận dữ nhưng khó trút ra, lần nữa cảm nhận được thế lực địa phương mạnh mẽ của tỉnh Tề, bởi vì ở tỉnh khác, không có khả năng xuất hiện tình huống hội đồng nhân dân muôn miệng một lời. Sau khi về đến tỉnh ủy, Tôn Tập Dân vẫn cứ tức giận bất bình, bởi vì y biết sự việc chưa thể kết thúc, Trình Tại Thuận chẳng những hiện tại chưa thật sự có suy nghĩ muốn rút lui, hơn nữa rất rõ ràng, muốn đợi đến tháng 1 năm sau mở cuộc họp toàn thể hội đồng nhân dân, nói không chừng sẽ tàn bạo chặn cổ y một lần nữa. Nếu trúng cử, y sẽ trở thành chủ tịch tỉnh trúng cử đầu tiên trong nước, trò đùa lớn rồi, lại thêm vào việc y từng trải qua việc nhận lỗi từ chức ở tỉnh Yến, vậy thì là người đầu tiên là vị quan duy nhất hai lần mất chức quan sau khi Trung Hoa thành lập, y sẽ ghi danh trong lịch sử. Làm sao đây, Tôn Tập Dân cầm điện thoại lên gọi về Bắc Kinh. Cùng lúc khi Tôn Tập Dân gọi điện, Hạ Tưởng sau khi nghe Tôn Tập Dân bị đối xử ở Hội đồng Nhân dân thế nào, cũng gọi đi mấy cuộc điện thoại, bởi vì hắn biết, có đôi khi không dùng sức, không đánh cho mấy người đau, sự việc sẽ không có cách nào phát triển theo chiều hướng đúng đắn được, bởi vì có vài người vẫn chưa thấy Hoàng Hà thì chưa thôi ý định. Sau khi gọi điện thoại xong, tâm trạng Hạ Tưởng tốt lên rất nhiều, uốn mình một cái, lại nhận được điện thoại của Tào Thù Lê nói sắp trở về, tâm trạng càng tốt hơn nữa. Cũng nên về rồi. Sắp tới quốc khánh rồi. Khi tan tầm, Hạ Tưởng cân nhắc có nên cùng ăn trưa nói chuyện với Chu Hồng Cơ một lần nữa không, vừa tính đi ra, điện thoại lại reo lên không đúng lúc. Bình thường mà nói, điện thoại lúc sắp tan tầm đều không có chuyện gì quan trọng, hoặc là mời ăn cơm, hoặc là không phải chuyện gì tốt đẹp. Hạ Tưởng lại vẫn nghe điện thoại, bởi vì ánh mắt hắn lướt qua liền phát hiện số gọi đến là từ Bắc Kinh. Không ngờ, lại là một âm thanh đã lâu vừa xa lạ lại quen thuộc. Phó Bí Thư Hạ, vẫn khỏe chứ? Giọng Diệp Thiên Nam vượt qua cự ly mấy ngàn cây số truyền đến tai Hạ Tưởng, vẫn rõ ràng y như ở bên tai, khiến Hạ Tưởng bỗng ngây người đi. Điều ngạc nhiên không phải là cuộc điện thoại của Diệp Thiên Nam mà là thời cơ Diệp Thiên Nam gọi đến, thật sự quá mẫn cảm đi, cũng bởi vì Diệp Thiên Nam hiện tại trong mắt hắn, đã trở thành Diệp Tam Biến, không phải ý nghĩa giống như Liễu Tam Biến trong Liễu Vĩnh, mà là chỉ lập trường thay đổi bất định lúc thế nọ lúc thế kia của đồng chí Diệp Thiên Nam. Cũng không trách Diệp Thiên Nam trở thành Diệp Tam Biến, thật sự là tình thế mạnh hơn người, trừ khi là mâu thuẫn địch và ta thật sự không thể hòa giải được, nếu không thì mãi mãi chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có bạn bè vĩnh viễn. Lần điện thoại này của Diệp Thiên Nam, là muốn làm thuyết khách, hay lại đặt điều kiện? Hạ Tưởng đáp lại một câu với giọng điệu thờ ơ. Ra là anh Thiên Nam, lâu rồi nhỉ, lần trước chia tay ở thành phố Lỗ, sức khỏe anh Thiên Nam có lẽ cũng không việc gì nhỉ. Chớp mắt đã qua mấy tháng rồi. Hạ Tưởng thật ra mới cách đây không lâu có gặp Diệp Thiên Nam ở Bắc Kinh, cố ý chọn cách quên lần gặp mặt ở Bắc Kinh mà chỉ nhắc đến cú ngã ở thành phố Lỗ, chính là cố ý ghê tởm Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam cũng nghe ra gì đó, ngượng ngùng cười. Phó Bí Thư Hạ nói đùa rồi, tôi điện thoại là có việc muốn xin ý kiến Phó Bí Thư Hạ một chút. Xin ý kiến của người năm đó xếp hạng không bằng y, công phu kiềm chế của Diệp Thiên Nam quả thật quá giỏi. Tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn quy kết thành kiềm chế, có lúc cúi đầu trước lợi ích thỏa hiệp trước tình thế, cũng là một loại kỹ năng sinh tồn. Xin ý kiến gì, thật không thích hợp cho lắm, anh Thiên Nam có gì cứ nói là được rồi. Hạ Tưởng vẫn nói chuyện thờ ơ vô vị như vậy. Ý của tôi là, Phó Bí Thư Hạ khi nào thu xếp công việc bớt chút thời gian đến Bắc Kinh một chuyến, có vài lời cần gặp mặt nói mới rõ ràng mới có thành ý. Diệp Thiên Nam vô cùng khách sáo. Thái độ vô cùng đàng hoàng. Hoặc nếu Phó Bí Thư Hạ không tiện đến Bắc Kinh, thì tôi đến thành phố Lỗ cũng được. Hạ Tưởng hiểu rồi, Diệp Thiên Nam là muốn chuyển lời, không cần nghĩ, là muốn lôi kéo hắn, hứa cho ưu đãi, cho hắn lựa chọn trung lập, từ đó có thể có được sự thuận lợi một phát lật đổ Tôn Tập Dân. Sau khi Tôn Tập Dân lật đổ, Tần Khản sẽ thật sự có thể thuận lợi lên chứ? Không đến mức như thế. T, R, U, I. E-N-I-I-C-O-M. Tuy rằng trên chính trị, có lúc vì lên chức, sẽ không từ thủ đoạn nào, hoặc là vì đả kích danh tiếng nhiệm kỳ trước, vừa lên nhậm chức, liền phủ định toàn bộ sách lược chính trị của nhiệm kỳ trước, đồng thời một phát quét sạch hết thế lực còn lại của nhiệm kỳ trước,
lấy danh cứu giúp cho dân, gây bất hòa khắp nơi cũng như bôi đen sự thật. Nhưng nếu xảy ra ở địa phương khác, Hạ Tưởng sẽ không quan tâm, nhưng xảy ra ở tỉnh Tề, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ, hắn lại không phải là người có thể ngồi yên không để ý, không quan tâm đến đại cục tỉnh Tề. Diệp Thiên Nam trước đây bỏ mặc không để ý đến hắn, vào lúc hắn mới để lộ ra dấu hiện thủ đoạn rõ ràng liền lập tức ra mặt, cũng quá thực tế và vị lợi. Thật ngại quá, anh Thiên Nam, gần đây thật sự không có thời gian. Đợi lúc tôi có thời gian đi Bắc Kinh, nhất định sẽ thông báo trước cho anh. Nếu không tính tình hình bệnh dịch phẩm đô, không tính người cố ý gây khó dễ cho Tôn Tập Dân, thì tình hình tỉnh Tề hiện tại về cơ bản là lúc trời thu trong xanh, khí trời mát mẻ, tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, chuẩn bị nghênh đón nhiệm kỳ chính phủ mới sang năm. Sau khi Tôn Tập Dân nhận chất vấn, Hội đồng Nhân dân không có động tác tiến thêm bước nữa, dường như tạm thời bước vào thời kỳ yên tĩnh. Bên phẩm đô cũng vậy, Tiêu Ngũ sau khi đánh lui sự đe dọa của Cường Tử, Lão Thiết, nhân vật được gọi là đứng sau màn không lộ diện, Cường Tử cũng không xuất hiện biểu hiện sự giả vờ của y nữa, dường như bỗng chốc mai danh ẩn tích vậy. Trên thực tế, tuyệt đối không phải là đối phương lùi bước, mà là chuẩn bị cho lần tấn công lớn hơn tiếp theo sau, nếu Hạ Tưởng đoán không nhầm, sự yên tĩnh tạm thời của Hội đồng Nhân dân, là Trình Tại Thuận bị đạp một chân, biết đau rồi, tạm thời dừng tay. Nhưng với sự thấu hiểu của hắn đối với Trình Tại Thuận, tin rằng Trình Tại Thuận còn sẽ ngóc đầu trở lại. Trình Tại Thuận thâm hiểm hơn Hà Giang Hải nhiều, mà nền móng ở tỉnh Tề cũng vững chắc hơn Hà Giang Hải, bởi vì Hà Giang Hải không có sự trải nghiệm làm chủ tịch doanh nghiệp nhà nước, mạng lưới quan hệ trong giới kinh doanh không rộng. Hơn nữa Hà Giang Hải suy cho cùng thâm niên làm quan không dài bằng Trình Tại Thuận, lại thêm phân tích về tính cách, Trình Tại Thuận so với Hà Giang Hải âm mưu có thừa lại thiếu thẳng thắn, tức là nói. Hà Giang Hải rất dễ bị Hạ Tưởng nhìn thấu, còn Trình Tại Thuận không dễ bị hắn nhìn rõ được. Bởi vậy, có thể ngồi xuống nói chuyện với Hà Giang Hải, nhưng với Trình Tại Thuận, thì phải gặp nhau bằng đao kiếm. Con đường làm quan của Trình Tại Thuận thay đổi nhanh chóng, lại mất vợ khi tuổi trung niên, trải nghiệm đời người phong phú, bởi vậy sự âm thầm chịu đựng trong tính cách và nhân tố không xác định cũng nhiều. Hạ Tưởng vững tin, lần thứ hai giao chiến giữa hắn và Trình Tại Thuận sẽ mãnh liệt hơn lần đầu tiên rất nhiều. Mà Tần Khản, cực giống với Trình Tại Thuận ở rất nhiều điểm, ví dụ như đều rất là âm thầm chịu đựng, làm việc rất không rõ ràng, cơ mưu rất thâm, không dễ chung sống. Bởi vậy khi Cường Tử sau khi tấn công không chúng lập tức mất dạng, Hạ Tưởng lại không cho rằng là Tần Khản thấy tình thế không ổn nên lập tức điều chỉnh sách lược mà là đang ấp ủ chuẩn bị cho một lần phản công quan trọng, phải bao vây tiêu trừ triệt để mấy người Tiêu Ngũ. Hạ Tưởng liền nhắc nhở Tiêu Ngũ, bảo Tiêu Ngũ tiếp tục âm thầm điều tra nhưng càng phải chú ý an toàn. Nhưng hoặc là Tần Khản cũng chú ý thấy tình thế có hơi chuyển biến, bất thình lình, tình hình bệnh dịch phẩm đô liền có được sự khống chế hiệu quả, không có xu hướng lan rộng thêm nữa. Động thái này cũng thêm một bước chứng minh dự đoán của Hạ Tưởng, tình hình bệnh dịch thật sự có người đứng sau giật dây. Lại liên tưởng đến Tần Khản lúc đó đã nói thế lực bên ngoài thêm dầu vào lửa. Bèn không loại trừ y đánh lừa dư luận đồng thời cố ý di chuyển tầm mắt. Hạ Tưởng liền thêm kiên định suy nghĩ phải cùng tính nợ cũ nợ mới với Tần Khản, chỉ là một loạt hành động đối đầu với Tôn Tập Dân hoặc Chu Hồng Cơ, hắn còn có thể lý giải, người trong quan trường không đè ép người khác thượng đài, cũng không bình thường, nhưng lấy sinh mệnh của dân chúng làm tiền cược chính trị, thì quá đê tiện vô sỉ, hoàn toàn chạm đến giới hạn của Hạ Tưởng. Không để Tần Khản biết đau, không để Tần Khản được giáo huấn. Hắn quyết định không dừng lại. Quả thật trong nước phần đứng đằng sau sự cố quan trọng, ít nhiều cũng có bóng dáng đọ sức chính trị, nhưng cách Hạ Tưởng quá xa, hắn sẽ không quan tâm, cũng không quản được, Tần Khản lại làm đi làm lại ở ngay trước mắt hắn, còn gây ầm ĩ bụi đất bay mịt trời, làm mờ mắt Hạ Tưởng. Chưa thấy Hoàng Hà chưa thôi ý định, được, vậy cùng đi xem Hoàng Hà. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng được. Vậy đóng một chiếc quan tài xem ai dám nhảy vào bên trong trải nghiệm một chút. Nhưng nếu tạm thời đều yên tĩnh, việc nên làm vẫn phải tiếp tục làm, công việc nên tiến hành vẫn phải tiếp tục tiến hành, quốc khánh ngay trước mắt, Hạ Tưởng cũng nên thả lỏng một chút. Hôm nay là ngày Tào Thù Lê trở về, Hạ Tưởng lái xe đến sân bay đón vợ. Vừa từ cổng tỉnh ủy bước ra, liền chú ý thấy sau lưng có đuổi bám theo sự việc Ngô Thiên Thiếu và lái xe kết hợp đánh người lần trước. Tuy sau việc Hạ Tưởng cảm thấy hơi ngại, thật ra chỉ ngại một giây, bởi vì hắn biết rõ lái xe của Trình Tại Thuận là thứ gì,
đánh quá nhẹ rồi, nên thẳng tay khiến y nửa đời còn lại không thể tự lo liệu được mới phải. Tuy nhiên vẫn phải tuân theo quy tắc đánh chó phải ngó mặt chủ, nếu y không phải là lái xe của Trình Tại Thuận, kẻ trên người toàn chuyện thối nát như y còn dám chủ động động đến tay Hạ Tường. Hạ Tường không trực tiếp hủy hoại y, Hạ Tường chính là quan liêu gặp sao hay vậy rồi. Đương nhiên, Ngô Thiên Tiếu và lái xe vẫn là dùng thái độ cần có đi thăm lái xe của Trình Tại Thuận, còn trong quá trình thăm hỏi có xảy ra chuyện chừng mắt nhìn nhau hoặc xung đột từ ngữ hay không, Hạ Tường không bận tâm, tin rằng Ngô Thiên Tiếu có thể thong thả đối phó mấy việc nhỏ nhặt không đáng kể này. Mà Trình Tại Thuận cũng không vì chuyện này mà ra mặt tìm hắn nữa, không biết là muốn đến tỉnh ủy tố cáo hắn, hay là muốn đứng sau lưng hại hắn. Vừa bước ra cửa sau lưng đã có đuôi bám theo, Hà Giang Hải vẫn luôn không dám dùng thủ đoạn đe dọa với hắn, Trình Tại Thuận muốn ra tay rồi. Ra đến nội thành, chiếc xe phía sau vẫn theo sát không ngừng, xe rất tàn, biển số lại rất dữ, lại là biển số thường. Hạ Tưởng qua kính chiếu hậu chỉ có thể thấy rõ lái xe là một người đàn ông chọc đầu, khoảng hơn 30 tuổi, mặt rất tròn, hơi giống ca sĩ nào đó, nhưng ánh mắt rất dữ. Thật sự là muốn đe dọa hắn. Hạ Tưởng quan sát đối thủ, trong lòng nghĩ nếu lui ngược lại lúc ở thành phố Lang, hắn nói không chừng cũng có thể tay không quật ngã đối phương xuống đất, nhưng hiện tại suy cho cùng là phó bí thư tỉnh ủy rồi, thân thủ cũng kém hơn lúc trước, nói về vũ lực e rằng không giải quyết nổi tên ruồi bọ phía sau. May mà con người phải dùng trí tuệ để sinh tồn ở trên thế giới, chứ không phải dùng vũ lực và thể lực. Hạ Tưởng không thể để đối phương cùng đến sân bay, liền im lặng gọi một cuộc điện thoại. Đến một giao lộ, đèn đỏ, Hạ Tưởng lúc còn cách giao lộ khoảng mười mấy mét, chậm rãi đạp phanh xe, hắn vừa hay xếp ở vị trí đầu tiên, trong trường hợp bình thường, chắc chắn sẽ dừng ở giao lộ đợi đèn đỏ. Cái đuôi theo sát sau xe, cũng dừng lại. Hạ Tưởng liền có thể nhìn rõ trên mặt béo của đối phương, tràn đầy sự hung hãn, lòng nghĩ, chẳng lẽ, muốn dọa hắn sao? Hắn tuy không có Tiêu Ngũ ở bên cạnh, Dương Uy cũng không có, nhưng mình hắn đối phó với một tên tiểu lâu la, vẫn là chuyện nhỏ. Huống hồ lại đang lái ô tô, lại có thể bất cứ lúc nào cũng có cách dùng được. Lúc thấy đèn đỏ đếm ngược còn 10 giây, Hạ Tưởng nhắm chuẩn cơ hội, nhấn ga một phát, trong tiếng xe gầm rú, đột nhiên vượt lên phía trước. Vượt đèn đỏ, giống như con ngựa hoang tuột cương vậy, trước nay chưa từng có. Xe sau chắn chắn không ngờ tới đường đường một phó bí thư tỉnh ủy lái xe, không những mạnh mẽ hơn người, còn dám mạo hiểm tính mạng vượt đèn đỏ. Cũng phải, năm đó lúc Hạ Tưởng tay trắng bắt đầu sự nghiệp, nói ra người ở sau đoán chừng nói thế nào cũng sẽ không tin. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến y sợ ngây người, sau một lát, làm một hành động khiến y hối hận cả đời cũng nhấn ga một phát. Phấn khởi hăm hở tiến lên. Thật ra y cũng phụng mệnh theo dõi Hạ Tưởng, cố ý cảnh cáo Hạ Tưởng đồng thời gõ chuông cảnh tỉnh, khiến phó bí thư Hạ kiềm chế thích đáng vài phần, không cần phải liều mạng. Nhưng con người vẫn cứ mất khống chế tâm trạng trong thời khắc khẩn cấp, ai cũng không khống chế được sự kích động, vừa thấy Hạ Tưởng muốn chạy, rõ ràng là muốn cắt đuôi y liền vội vàng tức giận liều mạng, cũng vượt đèn đỏ đuổi theo sát nút. Chỉ có điều y bỏ qua một vấn đề quan trọng an toàn. Phó bí thư Hạ trước khi vượt đèn đỏ, đã tính toán chuẩn xác thời gian vượt qua, đồng thời quan sát xe cộ bên đèn xanh, có đủ thời gian để hắn an toàn vượt qua. Có thể bảo đảm để hắn vượt qua an toàn, nhưng có để kẻ ở sau vượt qua an toàn hay không, là một người tốt Hạ Tưởng rõ ràng cũng không đủ thời gian hoặc ý tốt tính toán thay cho xe sau, bởi vậy khi xe của Hạ Tưởng vượt qua giao lộ chưa đến một giây, liền nghe thấy sau lưng vang đến một âm thanh va chạm cực lớn. Một chiếc xe ủi đất chặn ngang tông vào chiếc xe theo dõi phía sau. Mặt bên của ô tô là chỗ mỏng yếu nhất, huống hồ đối phương vì muốn bịt mắt người khác, cố ý dùng một chiếc xe loại kém để theo dõi, kết quả trong tiếng va chạm cực mạnh, chiếc xe theo dõi suýt nữa bị cắt thành hai khúc. Người trong xe cho là không chết, cũng phải hộc máu 3 lít nằm trên giường 3 năm. Xin lỗi, giải quyết sự việc sau đó không nằm trong suy nghĩ của Hạ Tưởng. Đối phương đã mang ý theo dõi thể hiện rõ ý cảnh cáo, hắn có mềm mỏng nhân từ đi nữa, cũng tương đương với việc dung túng đối phương làm việc hung dữ thêm nữa. Đương nhiên, sự việc phát triển đến bước xe hỏng người chết, là kết quả mà ai cũng không ngờ tới. Hạ Tưởng không ngờ, bởi vì hắn không ngờ tới đối phương sẽ lộ liễu vượt đèn đỏ quyết theo cho bằng được. Nhân vật phía sau màn cũng không ngờ tới, bởi vì ai cũng không ngờ tới đường đường một phó bí thư cũng dám lấy thân thử mạo hiểm như vậy. Hơn nữa kỹ thuật lái xe vô cùng cao siêu. Cũng là có vài người trí nhớ không tốt thì thôi vậy,
Hạ Tưởng sớm đã từng nói, hắn là một lái xe tốt, thích cảm giác nắm vô lăng trong tay mình. Hy vọng qua những chuyện này, có vài người có thể sáng mắt ra, đừng làm những việc thăm dò không ra sao nữa. Tuy nhiên cũng qua những chuyện này Hạ Tưởng ý thức được thành phố Lỗ không còn là một nơi tốt để an cư lạc nghiệp nữa, liền quyết định sắp xếp cho Tào Thù Lê rời khỏi thành phố Lỗ, đến Bắc Kinh ở tạm một thời gian. Đến sân bay, đón được Tào Thù Lê. Một khoảng thời gian không gặp, Tào Thù Lê ốm rõ đi mấy phần, lại càng tỏ ra đẹp đẽ lay động lòng người, mặc một bộ đồ đơn giản mà tao nhã, là bộ đồ mà Hạ Tưởng chưa từng thấy, đoán chừng là mua ở nước ngoài. Hạ Tưởng giơ tay ra Tào Thù Lê cho rằng hắn muốn đón lấy hành lý, liền chuyển vali qua cho hắn, không ngờ hắn tránh cái vali, ôm ngay cô vào lòng, không khỏi làm cô vui mừng khôn xiết, miệng lại nói. Đều là vợ chồng già cả rồi, còn ôm cái gì chứ, thật không biết xấu hổ. Anh ít ra cũng là phó bí thư tỉnh ủy rồi, sao lại giống như một đứa trẻ vậy? Hạ Tưởng cảm khái nói. Người đàn ông thỉnh thoảng giống một đứa trẻ trước mặt người phụ nữ của mình, mới thật sự là đàn ông. Ngụy biện. Tào Thù Lê rõ ràng là oán trách, thật ra lại là ngọt ngào trong lòng, bất cứ người phụ nữ nào, bất luận là làm vợ bao lâu, đều hy vọng người đàn ông mình yêu trước sau vẫn ôm cô trong lòng. Trên đường trở về, Hạ Tưởng cứ mỉm cười không nói, nghe Tào Thù Lê nói không dứt, chuyến đi Mỹ của cô phong phú muôn màu, vừa là một chuyến du lịch, cũng làm sâu sắc thêm tình bạn với Liên Nhược Hạm, đồng thời cũng mở mang tầm mắt, có thể nói một công nhiều việc. Hạ Tưởng lại đang cân nhắc làm sao mở miệng bảo Tào Thù Lê rời thành phố Lỗ, vừa không thể khiến cô có cảm giác bị hắn ghét bỏ, lại không thể nói ra nguyên nhân thật khiến cô lo lắng, cũng thật làm người ta khó xử. Sau khi vào nhà, Tào Thù Lê thả đồ xuống rồi bắt đầu thu dọn nhà cửa, cô không thể chịu đựng nhất chính là trong nhà hơi lộn xộn, nhưng một người đàn ông như Hạ Tưởng, trong nhà không thể sạch sẽ gọn gàng rồi, trừ khi trong nhà còn có người vợ hai. Tào Thù Lê vào nhà không quá nửa tiếng, vừa dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, còn chưa ôn tồn với Hạ Tưởng một chút nào, đã nhận được một cuộc điện thoại, sau khó Tào Thù Lê liền khó xử nói với Hạ Tưởng phải rời khỏi thành phố Lỗ. Vừa đúng với ý nguyện của Hạ Tưởng. Chuyện có thể kinh động làm Tào Thù Lê bỏ rơi Hạ Tưởng, không quan tâm tất cả mà rời khỏi thành phố Lỗ, không có mấy chuyện, nói cách khác, trong suy nghĩ của cô, không có mấy người quan trọng hơn Hạ Tưởng. Ngoài cha mẹ ra, không hề nghi ngờ, Hạ Đông xếp vị trí thứ nhất. Bây giờ cha mẹ không còn lo lắng gì, đương nhiên là Hạ Đông có chuyện rồi. Thật ra cũng không thể nói là bản thân Hạ Đông có chuyện, mà là Hạ Đông kiếm chuyện cho Tào Thù Lê cháu gái Tiểu Linh của Tổng Bí Thư lần trước ở chung với Tào Thù Lê vô cùng vui vẻ, cứ nhất định muốn nhận Tào Thù Lê làm mẹ nuôi, lúc đó Tào Thù Lê không đồng ý, không phải là kiêu ngạo, mà là cảm thấy trèo cao. Nhưng cô vừa về nước, cũng không biết làm thế nào mà cô Tề biết tin, gọi điện thoại tới. Bảo là Tiểu Linh lại muốn gặp cô Tào rồi, nhất định quậy đòi Tào Thù Lê đến Bắc Kinh chơi, nhất định muốn nhận mẹ nuôi. Đương nhiên, lời của cô Tề rất khéo léo, cũng rất khách sáo, bảo là bà thực sự rất yêu cháu gái, cũng đã già rồi, cũng chẳng có theo đuổi điều gì to tát, chỉ hy vọng cháu gái bình an vui vẻ. Nói đi nói lại chỉ có một điều, ai bảo Tiểu Linh thích Hạ Đông như vậy, lại thích Tào Thù Lê như vậy, coi như bà hạ mình, cầu xin Tào Thù Lê vậy. Tào Thù Lê rất dễ mềm lòng, cô Tề lại hạ thấp thân phận, cô còn chỗ nào có thể kiên trì thêm nữa. Nên đã đồng ý. Sau khi đồng ý, mới khó xử nói với Hạ Tưởng, bởi vì vừa đến đã lại đi, thật sự có lỗi với chồng, ở đâu có cái lý người vợ không chăm sóc cho chồng. Nhưng suy cho cùng cô Tề đã mở lời rồi. Hạ Tưởng nghe xong, tuy rằng đúng như cầu còn không được, lại vẫn phải giả vờ cảm thán. Bảo rằng lấy một người mà ai ai cũng thích về làm vợ thật sự không phải là một chuyện tốt, đi đến đâu cũng được hoan nghênh, dù sao người tổn thương nhiều nhất lại là hắn. Hắn thậm chí còn hát bài, tại sao người bị tổn thương toàn là tôi, trêu cho Tào Thù Lê vừa cười vừa bối rối, tốt nhất chỉ đành đồng ý đêm nay cố gắng thưởng cho hắn một lần. Đàn ông luôn cảm thấy cảm giác có được hạnh phúc trên thân thể người phụ nữ là được hời, thật ra đàn ông mới đáng thương nhất, rõ ràng mệt nhất hy sinh nhiều nhất. Lại còn tự cho giống như có được nhiều nhất vậy. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng lại đi tiễn Tào Thù Lê. Cũng đừng nói, có vài người tuổi chó, không đánh không đi, hắn lại ra ngoài lần nữa, sau lưng quả nhiên không có đuôi, nếu nói việc theo dõi hôm qua hung hãn như con chó giữ nhe răng trợn mắt, sự hiền lành hôm nay giống như con chó bị đánh cụp đuôi, khiến Hạ Tưởng trong lòng khinh miệt, đến một tên thì xử lý một tên,
đến một cặp thì xử lý một cặp. Tiễn Tào Thù Lê xong, về lại tỉnh ủy, mới nghe vụ tai nạn xe hôm qua đã lan truyền. Đủ loại phiên bản đều có người nói lái xe bị điên, đột nhiên muốn chết. Có người nói xe phía trước là một đại mỹ nhân, cho nên lái xe phía sau mới mê dại đầu óc, đến mạng sống không thiết cũng phải dũng cảm xông lên phía trước. Đủ kiểu nói, đủ kiểu cải biên, Hạ Tường nghe xong đều cười bỏ qua, hắn chỉ quan tâm chuyện kết cục của lái xe. Lái xe trọng thương, đang trong cấp cứu, còn phần đời còn lại có thể tự lo liệu hay không, thì xác suất đó sẽ tỷ lệ thuận với xác suất y tích nước trước đây. Tuy nhiên cũng không phải là vấn đề Hạ Tường quan tâm. Hắn chỉ biết, đối với thành phố Lỗ ngày nào cũng có vô số vụ tai nạn xe xảy ra mà nói, một vụ tai nạn xe vì vượt đèn đỏ mà bị xe ủi đất tông hỏng, sở dĩ kinh động không ít người nhiều chuyện bàn tán ở tỉnh ủy, là bởi vì lái xe Hoàng Đại Dụng từng là lái xe của Trình Tại Thuận lúc đảm nhiệm chủ tịch doanh nghiệp nhà nước. Hơn nữa Hoàng Đại Dụng vẫn luôn là một đầu sỏ vùng ngoại ô Tây Nam thành phố Lỗ, là đầu sỏ rau quả của chợ bán buôn rau quả ngoại ô Tây Nam thành phố Lỗ. Lập nhiều công lao không nhỏ cho việc nâng cao giá cả thị trường rau quả thành phố Lỗ. Cơ bản rau quả bán ra từ tay các bác nông dân, nếu là một hào một cân, thì đến tay dân thành phố Lỗ sẽ vượt quá một đồng, lợi nhuận gấp 10 lần ở trong đó, Hoàng Đại Dụng phải lấy khoảng 3 phần. Đừng xem thường một cân rau kiếm được 3 hào tiền lời bèo bọt, suy cho cùng mỗi ngày chỉ riêng chợ bán buôn rau quả ngoại ô phía nam thành phố Lỗ là có thể có được số lượng 10 mấy tấn, Hoàng Đại Dụng kiếm được số tiền lớn rồi. Tuy nhiên của cải bất chính đến nhanh thì đi cũng nhanh, cũng không biết có đủ phí sinh hoạt nửa đời còn lại cho y không. Trình Tại Thuận lại bị thương nặng, cũng không biết y có kịp thời dừng lại sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ không. Đối với điều này, Hạ Tưởng hoàn toàn không lạc quan, tuy nhiên Hạ Tưởng đã ra tay, không đánh cho Trình Tại Thuận đau, không đánh cho y dậm chân, cũng sẽ không dừng tay. Bởi vì đối thủ dám trắng trợn theo dõi phó bí thư tỉnh ủy, hơn nữa vẫn là dưới tiền đề đánh vào Trình Nhất Dương. Liền khiến Hạ Tưởng hiểu, Trình Tại Thuận vẫn thật sự chưa thấy Hoàng Hà chưa thôi ý định. Vậy thì tiếp tục đánh. Hạ Tưởng còn cho rằng Trình Tại Thuận ít nhiều sẽ kiềm chế một chút, suy cho cùng ở hiệp đầu, hắn đã chỉ rõ một vài chuyện một cách rất xúc tích, tin rằng người thông minh như Trình Tại Thuận, có lẽ sau khi biết tình thế mất kiểm soát, sẽ có hậu quả như thế nào, không ngờ hiệp đầu rồi vụ tai nạn xe thứ hai, vẫn chưa lay tỉnh Trình Tại Thuận. Lúc sắp tan tầm, Hạ Tưởng nhận được cuộc điện thoại kinh hoàng. Hạ Tưởng, anh thật sự ăn no quá sinh rảnh rồi, phó bí thư tỉnh ủy đàng hoàng không làm, cứ nhất định làm ruồi nhặng gớm ghiếc, cẩn thận bị đập một phát chết. Anh chắc chắn là thị lực không tốt, không nhìn rõ bộ mặt vốn có của tôi không phải là ruồi nhặng, là ong vỏ vẽ, có độc. Hạ Tưởng không cam chịu yếu thế, cười qua loa. Điện thoại hù dọa tôi nhận được nhiều rồi, cuộc điện thoại này của anh, là cuộc không có trình độ nhất. Tôi cũng xin khuyên anh, đừng giả thần giả quỷ nữa. Xe ủi đất không phân biệt được người và quỷ, đều có thể tông chết. Đối phương rõ ràng nổi giận. Phó bí thư Hạ, cẩn thận đi đường, đừng để té ngã. Tôi té không ngã, tuổi trẻ cường tráng, không phải như lão già nào đó, người già rồi, nên có uy nghi và tấm lòng của người già, đừng bụng chuột ruột gà, quậy mãi không yên. Thay tôi chuyển một câu, bảo rằng nếu cứ muốn quậy nữa, cẩn thận trước sân nổi lửa, sân sau hao tài. Hạ Tưởng ném điện thoại, trong lòng không hề bị ảnh hưởng bởi sự uy hiếp của đối phương, ngược lại càng tốt hơn, bởi vì hắn đang muốn chuyển lời cho Trình Tại Thuận, kết quả đối phương chủ động tìm đến, cũng bớt đi chuyện của hắn. Nguyên tắc ban đầu là đánh đau đến mức nhận thua, Hạ Tưởng lần nữa gọi mấy cú điện thoại, yêu cầu các bên tăng thêm thế tấn công, tiếp tục tiến hành gây khiếp sợ toàn diện cho Trình Tại Thuận. Đồng thời, cũng điện thông báo Tiêu Ngũ, tiếp tục gia tăng mức độ điều tra, tranh thủ trước Quốc Khánh. Có được chứng cứ quan trọng. Sở dĩ bảo Tiêu Ngũ ra tay chứ không kinh động cảnh sát phẩm đô, là Hạ Tưởng có lý do tin tưởng, cảnh sát phẩm đô cũng có người của Tần Khản, đội ngũ đã. Không thuần khiết nữa. Vẫn là dùng Tiêu Ngũ thì yên tâm hơn. Tuy nhiên tình hình Tiêu Ngũ ở phẩm đô, hơi không ổn, cũng khiến Hạ Tưởng thầm lo lắng, quyết tâm để Dương Uy ra mặt phối hợp với Tiêu Ngũ, hai chỗ thành một chỗ, người đông sức lớn. Nhưng lúc Dương Uy còn chưa kịp đến phẩm đô, Tiêu Ngũ lại gặp phải một nguy cơ to lớn nữa, lão thiết sốt cuộc ra tay rồi. Tại tỉnh ủy tỉnh Tề lúc này, sau khi Tôn Tập Dân nhận chất vấn của Hội đồng Nhân dân, tuy bị Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân gây khó dễ đồng thời nghi ngờ, nhưng tình thế chưa mở rộng thêm bước nữa, cũng tạm thời ngưng lại, lần chất vấn thứ hai chưa lên lịch,
cũng không biết Trình Tại Thuận thấy khó nên rút lui, hay là đang ấp ủ chuẩn bị lần thanh thế lớn hơn tiếp theo. Mà Tôn Tập Dân cũng không chút khách khí, sau khi từ Hội đồng Nhân dân trở về, liền mở cuộc họp thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, điều chỉnh phân công Phó Chủ tịch tỉnh. Mấy phân công dự án quan trọng, đều lấy khỏi tay Tần Khản, phân vào tay Lý Vinh Thăng, đến Chu Vũ Huyên cũng xem xét tới, về cơ bản có thể nói, những phân công quản lý gian hàng thể hiện rõ quyền lực nhất trong tay Tần Khản, toàn bộ đều bị phân chia sạch. Tuyên bố rõ ràng không nhầm lẫn, Tần Khản bị mất hết quyền lực rồi. Là Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, ngoài mấy gian hàng phải quản lý ra, trong phân công quản lý gian hàng những béo bở phong phú khác, quyền lực lợi ích thực tế, toàn bộ đều bị Phó Chủ tịch tỉnh khác phân chia rồi. Tần Khản biểu hiện rất rộng lượng, không thay đổi sắc mặt, lại không lý lẽ tranh giành, ngược lại rất bình tĩnh tiếp nhận sắp xếp của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tôn Tập Dân đem sự tình làm sáng tỏ. Qua tỉnh ủy phê chuẩn, Ủy ban Nhân dân tỉnh lần này điều chỉnh phân công Phó Chủ tịch tỉnh, là căn cứ thế cục và sự phát triển kinh tế của tỉnh Tề trước mắt, làm một lần điều chỉnh có lợi cho sự phát triển lâu dài của tỉnh Tề. Căn cứ nguyên tắc người có khả năng làm nhiều, ai có thể làm ai chịu làm thì thêm nhiều trọng trách, tiến hành điều chỉnh biên độ nhỏ, hy vọng các đồng chí có liên quan đến công tác điều chỉnh, có thái độ đúng, bỏ thành kiến, tiếp tục vì sự phát triển kinh tế của tỉnh Tề, làm nên những cống hiến cần có. Lời của Tôn Tập Dân tỏ rõ lần phân công điều chỉnh Phó Chủ tịch tỉnh này, là dưới sự ủng hộ của tỉnh ủy, là sau khi Bí thư tỉnh ủy Khâu Nhân Lễ gật đầu mới điều chỉnh, là nói với Tần Khản và tất cả Phó Chủ tịch tỉnh một cách rõ ràng không nhầm lẫn. Hiện tại tỉnh Tề có nhân vật số 1 số 2 đạt được nhận thức chung trên nhiều vấn đề, chính là đại kế vì sự ổn định đoàn kết của tỉnh Tề, Bí thư và Chủ tịch tỉnh sẽ kiên định đứng cùng nhau, từ trong nôi xóa bỏ tất cả suy nghĩ không gắn với thực tế của mọi người. Cũng là một lần cảnh cáo trực diện mạnh mẽ đối với Tần Khản. Sau cuộc họp, Tần Khản mặt mày tối sầm về lại văn phòng, ngồi một lúc lâu, mới gọi đi một cuộc điện thoại. Mau chóng giải quyết sự việc ở Phẩm Đô, bên Hội đồng Nhân dân, đợi thời cơ càng chín muồi hãng nói. Dừng lại thích hợp, cho địch thấy yếu, Tần Khản rốt cuộc cũng thay đổi sách lược, dưới sự tấn công của Khâu Nhân Lễ và bị làm cho mất quyền lực bởi Tôn Tập Dân. Càng bởi vì Tiêu Ngũ đang điều tra ở Phẩm Đô, đã bước đầu mò tới ranh giới của chân tướng. So với thất bại của tỉnh ủy, sự điều tra của Tiêu Ngũ mới là một cú đá, nếu xử lý không tốt, trúng ngay vào ngực, nói không chừng y sẽ bị đá hộc máu mà chết. Bởi vậy, Tần Khản nôn nóng rồi. Tuy nhiên phải chú ý chừng mực, tốt nhất đuổi Tiêu Ngũ ra khỏi Phẩm Đô là được, đừng làm gã bị thương. Tần Khản lại nói thêm một câu, nói cho cùng. Y vẫn không dám trở mặt với Hạ Tưởng, Tiêu Ngũ là giới hạn không thể đụng tới của Hạ Tưởng, y thật không dám mạo hiểm thử xem sau khi Tiêu Ngũ bị thương sẽ có hậu quả gì mà y không cách nào chịu đựng được. Nhưng sự việc không chuyển biến theo ý chí của con người, giống như trên chiến trường ai cũng đều không muốn chết vậy, nhưng càng sợ chết thì lại càng nhanh chết, định lý trong cuộc sống cũng giống như vậy, càng sợ xảy ra việc, thì càng dễ xảy ra việc. Tiêu Ngũ ở Phẩm Đô, đã gặp trực diện Lão Thiết. Khi Tiêu Ngũ ở Phẩm Đô sắp sửa cùng Lão Thiết quyết trận sống mái, Trình Tại Thuận lại lần nữa gặp phải lần biến cố lớn trong thăng trầm đời người, vốn dĩ với tuổi tác và vị trí hiện tại của y, đã lui không thể lui được nữa, theo phỏng đoán lẽ bình thường, y trừ khi phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nếu không tuyệt đối có thể an hưởng lúc tuổi già. Nhưng lần này gặp phải thiệt hại nặng trong đời người, không phải bản thân y, mà là con trai của y, cũng chính vì bản thân y đã lui không thể lui được nữa. Nên con trai là toàn bộ hy vọng của y. Trình Tại Thuận coi như cảm nhận được Hạ Tưởng thật sự là một người đã nói là làm, đã làm phải có kết quả. Con trai của Trình Tại Thuận Trình Nhất Dường trong giới con cán bộ, được coi là người có bản lĩnh, mặc dù dựa vào quan hệ của bố đi du học, sau khi đi du học, lại nhờ vào tiền nhà nước không cần trả lại để bắt tay vào buôn bán. Khác với những đứa con cán bộ bê tha khác chỉ xuất ngoại rồi ăn chơi vô độ, thì tiền của gã mặc dù nguồn gốc bất chính, nhưng khi ở nước ngoài buôn bán, thì cũng hướng vào con đường trong sạch. Không đi đường trong sạch cũng không được, pháp luật nước ngoài rất nghiêm, chỉ một chút đi đường ngang ngõ tắt, là bị phạt chết người như chơi. Không giống như ở trong nước, bắt đầu từ sau năm 54, đến cách mạng văn hóa lên đến đỉnh điểm, sau khi những tín ngưỡng dân tộc và truyền thống Mỹ Đức của toàn dân tộc được làm mới lại. Cộng thêm pháp luật hiện tại không hoàn thiện, cho nên giới quan tham tiền tài, kẻ buôn thiếu đạo đức. Xã hội xuống dốc không phanh, trượt dốc tới bến bờ nguy hiểm. Không nói cái khác,
nhưng chỉ nói đến chuyện sữa bột dê phiến dương có chứa mầm bệnh gây ung thư, khiến cho người ta cảm nhận được lương tâm của các công ty sản xuất đã bị chó ăn từ lúc nào rồi. Câu chuyện sữa có melamin amin của sữa tứ ngưu qua không được bao lâu, thì lại đến sữa dê, giống như việc làm thế hệ đi sau thành sỏi đá, trực tiếp mắc những chứng bệnh nan y rồi. Sữa bò là sữa của bò, không phải là sữa của người, thứ mà bò ăn, thì kết cấu dinh dưỡng không có lợi cho người hấp thụ, thế mà vô số người thờ phụng tôn trọng cái lý luận sai lầm gọi là một ly sữa làm hùng mạnh cả dân tộc của các chuyên gia. Thực ra một ly sữa làm thối mặt cả một dân tộc mới đúng. Nếu như ăn thịt uống sữa thật sự có thể làm cho con người ta khỏe khoắn thông minh, thì tình hình hiện nay của Mông Cổ nói lên điều gì? Đừng phớt lờ sự thực, không cần để ý đến những không công nhận sai lầm. Thật ra thế hệ trước sáng lập ra kỹ thuật làm sữa đã sớm biết sữa cũng có một giới hạn dinh dưỡng hữu hạn, mà tác dụng phụ thì vô hạn, cho nên từ lúc đặt tên rất rõ ràng ngấm ngầm nói với người tiêu dùng, sữa tứ ngưu, sữa bò chết, uống hay không uống tùy bạn. Trong tiếng Trung, phát âm của chữ tứ, trong tứ ngưu, giống với chữ tử, chết. Tên của sữa dê phiến dương cũng rất thú vị, không lừa người, lừa dê, thực ra nào phải phiến dương, thuần túy là một con bò lừa người. Phiến, lừa. Sữa từ bò một tên kinh doanh lừa người có chỉ số thông minh không cao cũng có thể uống chăng. Ở hiện tại đến tìm cả người tình đều phải tìm sinh viên như ngày nay, sữa được sản xuất từ một con bò chỉ có thể lừa một con dê, dùng để cho thế hệ sau thông minh hơn. Những người có suy nghĩ này, thì chỉ số thông minh cũng có chút vấn đề. Cho nên Trình Nhất Dương rất kén ăn, gã từ bé không uống sữa bò. Sau khi gã đến Canada thấy không ít con cán bộ xung quanh gã mua xe đẹp tìm bạn gái ngoại quốc, gã cũng hoàn toàn không để tâm. Gã không khỏi nghĩ, những đứa trẻ nếu không uống sữa tứ ngưu thì cũng là sữa phiến dương mà lớn lên, thật là tội nghiệp biết bao. Trình Nhất Dương khá kiêu ngạo, nhưng lại có tư cách để kiêu ngạo. Bởi vì xung quanh gã không ít gia đình có điều kiện hơn gia đình gã, bố cũng có quyền hơn bố gã, thậm chí còn đẹp trai hơn gã, nhưng không được tầm nhìn và quyết đoán như gã, lại càng không có được tinh thần và khả năng được như gã. Trình Nhất Dương cũng ở nhà đẹp, đi xe sang, nhưng tiền do gã tự kiếm được. Tuy rằng lúc đầu tiền của gã không trong sạch, nhưng hiện tại tiền mà gã tiêu đều là lợi nhuận gã bán hàng trên mạng mà kiếm được. Con người đều như vậy cả, đều tìm ra mặt yêu của bản thân. Trong một đám con cái của các cán cấp bộ trưởng thì Trình Nhất Dương có vẻ không hợp, chủ yếu là bởi vì đối phương xem thường gã, gã cũng chướng mắt với bọn con cán bộ cặn bã cứ mang theo tinh thần cũ kỹ phát huy những cái tốt đẹp mà ra nước ngoài đó. Trình Nhất Dương kinh doanh hợp pháp nộp thuế đàng hoàng, không có gì là không trong sạch. Cũng chứng minh một điểm rằng, thật ra người trong nước cũng có thể tuân thủ luật pháp, hà cớ gì trong nước hung hăng như chó mà ra đến nước ngoài lại thật thà như trâu. Là vấn đề khiến người ta phải suy nghĩ. Cho nên kinh doanh ngày một lớn, năm ngoái tổng tiêu thụ 10 triệu đô la, năm nay đã lên đến 40 triệu đô la. Vốn dĩ kinh doanh thuận lợi, dạo gần đây gặp chút ế ẩm, liên tiếp vài lần buôn bán đều tổn thất. Tổn thất thê thảm và nghiêm trọng thế nào cũng chẳng cần phải nói, còn thất bại rất kỳ cục, đến mức gã cũng chẳng còn đầu óc nào, không biết sao khách cũ trước kia còn hợp tác đột nhiên hủy đơn đặt hàng. Sau thất bại ở vụ buôn bán thứ ba, gã đứng ngồi không yên, bởi vì đây là một vụ lớn, đơn đặt hàng đến cả chục ngàn đô, ít nhất cũng gã cũng sẽ kiếm được khoảng 10.000 đô tiền lợi nhuận. Quan trọng không chỉ dừng ở đó, bởi vì đó là một khách hàng lớn từ trước đến nay của gã, chẳng những hủy đơn đặt hàng lần này, còn trực tiếp nói với gã là về sau không hợp tác nữa. Suy nghĩ theo hướng như vậy, tổn thất của gã sẽ lên đến 5 triệu đô. Trình Nhất Dương luôn thắc mắc là nguyên nhân vì sao, bởi vì gã tự nhận nguyên nhân không bắt nguồn từ gã. Khách hàng cũng không nói rõ nguyên nhân do đâu, chỉ bảo gã liên lạc về nước, có thể là nguyên nhân chính trị. Trình Nhất Dương vội vã liên lạc với Trình Tại Thuận, đem sự việc nghiêm trọng này nói với bố. Trình Tại Thuận cuối cùng cũng kinh động rồi. Không ngờ, quả thật không ngờ, hạ tưởng lúc đó trên xe buột miệng nói vậy, vài ngày sau lại trở thành sự thật. Đến nước này Trình Tại Thuận mới biết được cái lợi hại của Hạ Tưởng, nói ra một lời, thì nhất định đã thu được hiệu quả. Đúng, Hạ Tưởng không tự quyết định được tiền đồ của hắn, cũng lái không được vận mệnh của hắn, nhưng lại có thể quyết định thành bại của vụ buôn mấy triệu đô la chỉ bằng một lời nói. Trình Nhất Dương đại bại là toàn bộ thất bại của gã, gã vẫn nghĩ Trình Nhất Dương có thể khác với những đứa con cán bộ khác, ở nước ngoài có thể tự lực cánh sinh mà tự phát triển. Nếu Trình Nhất Dương kinh doanh lần nữa mà vẫn thất bại,
không biết chừng sẽ phá sản. Trình Nhất Dương phá sản thì coi như giấc mộng xuất ngoại lúc về già của gã cũng tan biến, giấc mơ lớn nhất về cuộc sống hạnh phúc về già cũng tan tành mây khói. Trình Tại Thuận thật sự là tức điên lên rồi. Gã cho rằng, gã đã gần đi vào thời kỳ ở ẩn, cuộc sống hẳn là đã bước vào thời kỳ ổn định, sẽ không còn lên xuống trắc trở nữa. Không ngờ, Hạ Tưởng đánh lái xe của gã, sau lại chèn ép con gã có tội tình gì chứ, lại chưa đụng chạm gì đến Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hà cớ gì cứ phải không bỏ qua cho gã chứ? Lẽ nào Hạ Tưởng thực sự lại chuộng nghĩa tràn đầy đến mức thành nạn đến như vậy? Hắn bảo vệ Tôn Tập Dân, công khai lập trường, nguyên tắc của hắn mạnh mẽ đến thế sao? Nếu đã như vậy, được, tạm thời lùi một bước rồi hắn tính, đợi đến cuộc họp Đại hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, lại đưa sự thật ra nói đạo lý, xem anh còn có thể thế nào? Chấm. Khác với việc Tần Khản dốc toàn lực cho việc che giấu chân tướng tình hình dịch bệnh ở Phẩm Đô, Trình Tại Thuận lại lùi bước. Vốn dĩ gã còn muốn kiên trì thêm một thời gian, không thể tỏ ra sợ Hạ Tưởng quá, dường như Hạ Tưởng vừa mới ra chiêu, là gã phải nghe lời ngay vậy. Nhưng sau đó phát hiện, không những lập trường của gã bị buông lỏng, trong những phó chủ nhiệm cũng có một hai người bị dao động, không còn ủng hộ việc chất vấn Tôn Tập Dân nữa. Càng khiến gã bất an chính là... Lại có mười mấy ủy viên cũng biểu thị rõ ràng, sự tình không nên làm căng quá. Trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân là giám sát công việc của ủy ban là không sai, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của Hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân vẫn là giúp đỡ ủy ban triển khai công tác tốt hơn về mọi mặt, chứ không phải gây trở ngại cho ủy ban trong việc nỗ lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Cái gọi là giúp đỡ ủy ban triển khai công việc, nói thẳng ra là phụ giúp. Mặc dù Trình Tại Thuận không rõ đằng sau thái độ dao động của mấy vị phó chủ nhiệm và mười mấy vị ủy viên thường vụ, là thủ đoạn của ai? Là Hạ Tưởng ra tay, hay là Khâu Nhân Lễ làm, hay là Tôn Tập Dân gánh thêm áp lực đồng thời hứa hẹn gì đó? Nhưng có một điều có thể khẳng định rằng, nguyên nhân hậu quả thực ra đều là do nỗ lực phối hợp chỉ đạo của Hạ Tưởng, kế hoạch chất vấn Tôn Tập Dân của Hội đồng Nhân dân, cơ bản đã thất bại rồi. Mà đồng thời phân công phó chủ tịch tỉnh của Tần Khản cũng bị điều chỉnh. Đồng nghĩa với việc Tần Khản mất đi quyền lực trong bộ máy ủy ban nhân dân. Nếu tiếp tục chơi tiếp, quả thật không còn trò gì nữa. Trước mắt mặc kệ đã, để yên ắng một thời gian rồi tính tiếp. Trình Tại Thuận dừng tay rồi, biểu hiện trực tiếp là, Hội đồng Nhân dân trả lời ủy ban nhân dân tỉnh, phụ chất vấn kéo dài thời hạn đến vô hạn, nhưng hy vọng ủy ban sẽ đứng ra giải quyết ổn thỏa hậu quả vụ xe khách năng lượng mới và ngũ đóa hoa kim, cho đến tai nạn hầm mỏ và xử lý bệnh dịch ở Phẩm Đô. Đều cần phải sáng suốt và nhanh chóng. Trả lời của Ủy ban Nhân dân tỉnh rất đường hoàng giải quyết công việc chung, nói rằng dưới sự giám sát của Hội đồng Nhân dân, tiếp tục tận tâm khai triển công việc. Vấn đề cơ bản thì đều giải quyết gần như ổn thỏa rồi, chỉ có vụ dịch bệnh thì chưa khống chế được hết, nhưng đã ngăn chặn được bệnh dịch khuếch tán. Lý Đình Sơn hứa hẹn công khai rằng, bệnh dịch sẽ hoàn toàn được khống chế trong vòng một tuần. Trong điều kiện y học như hiện tại, sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm ác tính hoàn toàn có thể phòng, có thể chống, có thể chữa trị. Tình hình bệnh dịch hiện tại phát tán thưa dần, sẽ bớt lây lan rộng. Nhìn theo một cách toàn diện, tỉnh Tề đã khống chế một cách hiệu quả, thêm vào đó là từ ranh giới khống chế không nổi đã trở về một quỹ đạo bình thường. Nếu như thuận lợi, sang đến cuối năm sau trước bầu cử nhiệm kỳ trung ương, Hạ Tưởng sẽ tiếp tục yên ổn một nhiệm kỳ ở vị trí phó bí thư, sau đó lại có khả năng lên chức phó tỉnh. Chấp thời cơ lên chức chính bộ. Nếu, đằng sau chữ nếu, luôn luôn là bước ngoặt mà người ta không thể ngờ tới. Bởi vì Hạ Tưởng cũng biết rõ, Trình Tại Thuận chỉ tạm thời yên ắng về ở ẩn, sau này có thể gây rối hay không thì không biết, mà Tần Khải ngoài mặt có vẻ thất thế, hiện tại có rút lui hay không? Đáp án là phủ định, bởi vì có tin từ Phẩm Đô báo tới, Tiêu Ngũ khi sắp tiếp cận được với chân tướng sự việc, lại xảy ra chuyện bất ngờ. Thực tế cũng không phải bất ngờ, cũng là đã dự kiến đến, chỉ là đến quá nhanh so với dự đoán. Hơn nữa khiến Tiêu Ngũ khá bất ngờ nên không kịp trở tay. Quan trọng hơn là ở một điểm, Dương Uy vẫn chưa kịp đến Phẩm Đô, khiến cho sự việc có mở đầu rối rắm, quá trình hỗn loạn đến hoa mắt, lại còn một kết cục mà không đoán trước được ra sao. Tiêu Ngũ đến Phẩm Đô, đã được 3 ngày, ngoài ngày đầu tiên chạm trán Cường Tử, thì mọi thế lực ngầm của Phẩm Đô đều chưa lộ diện. Tiêu Ngũ biết rõ, không phải y trốn kỹ, mà là đối phương tạm thời khoanh tay đứng nhìn. Đối phương rốt cục đang chờ thời cơ gì, không thể biết được, Tiêu Ngũ cũng chẳng muốn đoán, bởi vì y dưới sự giúp đỡ của Diệp Hiểu Đồng,
thì cơ bản tiếp xúc với chân tướng của bệnh dịch rồi. Quả thật, bệnh sốt xuất huyết của phẩm đô gần như năm nào cũng phát sinh, là vì bệnh truyền nhiễm từ chuột mà ra. Vì sao mà hàng năm phẩm đô đều xảy ra một đợt dịch, đó là vấn đề mà các giáo sư chuyên gia cũng không giải thích được. Tiêu Ngũ cũng chẳng việc gì phải tốn công vô ích để bận tâm suy nghĩ. Y chỉ cần quan tâm, bệnh dịch năm nay có dấu hiệu có người cố tình phát tán là được rồi. Hơn nữa, Tiêu Ngũ cũng điều tra ra được người đứng đằng sau thúc đẩy việc phát tán dịch bệnh, ngoài mặt là nhóm người của Lão Thiết, mà Lão Thiết còn có mối quan hệ dây mơ dễ má với Tần Khải sau lưng. Nếu chứng cứ vô cùng xác thực và trực tiếp chỉ vào Tần Khản, thì Tần Khản thân là phó chủ tịch thường vụ tỉnh vì làm nhỏ hình tượng của chủ tịch tỉnh, âm thầm thúc đẩy bệnh dịch lan truyền, đem tính mạng của những người dân vô tội ra để đánh cược chính trị, là một thủ đoạn vô cùng ác độc. Tiêu Ngũ không phải là người trong chốn quan trường, nhưng cũng biết rõ, nếu sự tình là thật, cuối cùng cũng sẽ bị công bố, Tần Khản chắc chắn phải sụp đổ. Chứng cứ có thể lật đổ một vị phó chủ tịch thường vụ tỉnh, nhất định sẽ có người đem hết sức mình để ngăn cản gã. Gã biết, một trận ác chiến là khó tránh khỏi. Thành phố Lỗ những ngày gần lễ quốc khánh, sắc thu càng đậm dần, trời ngày một lạnh dần, tâm tư của Hạ Tưởng cũng bình thản hơn khá nhiều. Sau khi Tào Thù Lê đến Bắc Kinh, vừa đáp xuống sân bay liền gọi điện báo đến nơi an toàn, cùng lúc cô Tề cũng gọi điện đến, rối rít tỏ vẻ xin lỗi Hạ Tưởng, nói là mượn Tào Thù Lê một chút, hy vọng Hạ Tưởng không để ý. Cô Tề còn nói, cô vẫn muốn nhận Tào Thù Lê làm con gái nuôi, không biết Hạ Tưởng có đồng ý không? Nếu đồng ý, cô không những gửi tới Tào Thù Lê một bao lì xì, mà còn gửi một cái lì xì lớn hơn đến con rể nuôi. Hạ Tưởng không biết nên khóc hay cười, nói như vậy, hắn còn nhờ vào cái bóng của Tào Thù Lê, làm con rể nuôi. Là cái quái gì nhỉ? Cũng may Hạ Tưởng đối với người khá thân tình, tình bạn luôn luôn coi trọng duyên phận, cô Tề cũng đã có ý vậy. Thì cũng phải xem ý của Tào Thù Lê thế nào, hắn không ủng hộ cũng chẳng phản đối. Cũng phải còn một điều kiện nữa là, phải hỏi thêm ý kiến của Tào Vĩnh Quốc. Nhưng cũng không phải là vấn đề hắn lo lắng, hôm nay người mà hắn lo lắng, là Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu Thì. Đúng vậy, Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu Thì cùng quyết định đến thành phố Lỗ, hắn hôm nay phải đích thân mời hai người đẹp ăn cơm. Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu Thì lần này đến thành phố Lỗ, chắc chắn là có chuyện. Chứ không phải vì hắn mà đến. Trước khi Cổ Ngọc đến, lão Cổ còn đích thân gọi điện đến cho hắn. Nhắc đến mới thấy phải một khoảng thời gian không gọi cho lão Cổ. Hạ Tưởng vẫn đang cân nhắc khi nào có thời gian phải đi Bắc Kinh thăm lão Cổ một chuyến, tính đi tính lại vẫn chưa bỏ được chút thời gian, chỉ có thể chờ đến Quốc Khánh. Quốc Khánh năm nay, hắn cũng không có dự định đi đâu cả, có lẽ chỉ ở Bắc Kinh vài ngày rồi lại quay về thành phố Lỗ thôi, không về thành phố Yến cũng chẳng về Đơn Thành. Thực ra lúc lão Cổ gọi điện, Cổ Ngọc đã xuống sân bay rồi, Hạ Tưởng lúc này chẳng biết tí gì về tình hình cả. Hạ Tưởng, tỉnh Tề có dấu hiệu yên tĩnh rồi, cậu bản lĩnh không nhỏ tí nào cả. Lão Cổ liền khen Hạ Tưởng vài câu, nhưng bên trong câu nói đó có ý trêu chọc. Nhưng tôi cứ có cảm giác hình tượng của cậu có chút cao thượng. Hạ Tưởng cười nói, ông muốn tìm một hình tượng cao thượng thì nhất định đừng tìm đến cháu còn kém xa. Ít nhất cháu làm việc chỉ mong được công minh chính đại, chỉ cầu sự thật chứ không cầu hư danh. Lão Cổ nghe được những ám chỉ trong lời nói Hạ Tưởng, khẽ thở dài. Cậu đừng có nói mạnh miệng, hư danh hay không hư danh, cũng là một bộ phận của công việc chính trị, thanh danh vì dân mà làm, là chính. Thanh danh vì bản thân mà làm, là tà. Tuy nói là vậy, nhưng trong thâm tâm, làm thế nào để công tư phân rành mạch được? Dưới sự nổi danh thì kỳ thực khó phù hợp được. Trí tuệ của cổ nhân, tổng kết rất sâu sắc. Hạ Tưởng bị lão Cổ lôi ra làm đề tài của cuộc nói chuyện, chủ yếu cũng là mọi chuyện gần đây, khiến hắn biết thêm nhiều. Cháu cũng đã từng vì hư danh mà phạm sai lầm. Cũng may, chỉ bị sai lầm vì hư danh, chứ không bị hư danh làm đày đọa. Thực ra người khiến cho cậu bị sai lầm vì hư danh, cái mệt mỏi trong lòng, cậu vẫn chưa biết hết được. Hôm nay lão Cổ nói khá nhiều. Lại đến mùa thu rồi. Mỗi một năm trôi qua thật nhanh, lúc bé thì mong lớn thật nhanh, trưởng thành rồi thì lại không muốn già đi. Sau khi già rồi, lại cứ hồi tưởng lại quá khứ. Thực ra thì thời gian bình quân một đời người không bằng nhau, lúc bé thì luôn nghĩ rằng thời gian quá dài và chậm chạp, nhưng trưởng thành rồi mới thấy, cuộc sống trôi nhanh như tàu lượn siêu tốc, sau khi đến đỉnh điểm thì chính là lúc phi thẳng xuống, chớp mắt một cái là già đi rồi.
Lời nói của lão cổ chứa biết bao triết lý nhân sinh, bởi vì lão cũng đã từng trải qua biết bao sóng gió mạnh mẽ của đời người, ít lại càng ít. Không từng trải qua thì chỉ đúc kết được những lý luận suông. Trên đời có rất nhiều sự tình, đều là dựa vào từng trải, cũng giống như cách lái xe, rõ ràng thấy người khác lái thế nào quẹo thế nào, nhưng bản thân mình chưa từng học lái xe bao giờ, lúc lên xe sẽ căng thẳng. Lão cổ, ông thử nói xem bước tiếp theo tỉnh tề có gió yên lặng sóng không? Hạ Tưởng thử thăm dò ý kiến lão, thử tung ra một câu hỏi khó. Lão cổ không dễ mắc lừa. Tôi cũng không ở tỉnh tề, đừng có hỏi tôi chuyện của tỉnh tề. Tôi chỉ quan tâm một việc, chỉ cần cổ ngọc ở tỉnh tề được bình an vui vẻ là tốt rồi. Còn nữa, Phí Chí Đống hôm qua vừa đến Bắc Kinh thăm tôi, cậu ấy cũng hỏi thăm cậu, hy vọng cậu thân thiết với cậu ấy nhiều chút. Quan hệ của Hạ Tưởng và Phí Chí Đống khá tốt. Nhưng rút ra kinh nghiệm từ đợt giáo huấn ở tỉnh Tương lần trước, sự đi lại giữa hắn và phía quân đội, cũng nên tận lực xử lý âm thầm nhẹ nhàng một chút. Bởi vì quân quyền từ trước đến nay là tối kỵ, không thể nhúng chàm quá sớm, nếu không hậu quả khó lường. Quan hệ với Mạc Phong cũng như vậy, cho dù Mạc Phong rõ ràng biểu hiện đến gần với hắn, Hạ Tưởng vẫn cẩn thận nghiêm chỉnh giữ một khoảng cách nhất định. Bởi vì hắn không muốn khiến cho phe phản đối cảnh giác, cũng không muốn khiến hệ bình dân tóm được điểm yếu của hắn. Trước bầu cử nhiệm kỳ năm sau, phe phản đối cũng tốt, hệ bình dân cũng được, đều không thể bỏ qua bất cứ một cơ hội đảo ngược tình thế nào cả. Hợp tác là hợp tác, nên ra tay là sẽ vẫn phải ra tay, chính trị gia mãi mãi vẫn là kẻ hai mặt, trước khi chưa đạt được mục đích, đừng nói tìm người nối nghiệp và lực lượng đứng đằng sau, ngay cả người nối nghiệp cũng có khả năng xuất hiện sự thay đổi. Chính trị là trường đấu sức lớn nhất. Không đến thời khắc cuối cùng, chỉ cần thấy một tia hy vọng, ai cũng phấn đấu tranh thủ đến cùng. Thực ra thì cũng giống như tranh giành ngôi vị thái tử thời cổ đại, đều là đánh cược chính trị. Càng là lực lượng đứng đằng sau, thì càng trở thành tiêu điểm, ngược lại, càng là đối tượng mà lực lượng phản đối một lòng chèn ép, y không phạm sai lầm còn là tốt, một khi đã phạm sai lầm, sẽ bị người ta đánh bại không còn chút danh tính nào, đồng thời chắc chắn còn có khả năng làm cho y mãi mãi không thể ngóc lên được. Cho nên Hạ Tưởng phải đối mặt với một áp lực khá lớn, cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến hắn rất thận trọng ở tỉnh Tề. Hiện tại hắn đang đối mặt với một nhiệm kỳ quan trọng để từ chức phó bộ lên chính bộ, lại càng phải làm tròn bổn phận, không thể làm mất lòng dân. Cũng giống như Trần Hạo Thiên bây giờ, những ngày ở lĩnh Nam khá khó khăn, có thể nói lĩnh Nam là trốn khói lửa, nhưng cũng chứng minh một điều, Trần Hạo Thiên là một ủy viên chính trị năm sau có hy vọng vào thường vụ. Nhưng có người không cho gã được như mong ước, cho nên mới không ngừng gây khó khăn. Mà khói lửa của tỉnh Tề so với lĩnh Nam rõ ràng còn nhỏ hơn nhiều. Bởi vì Khâu Nhân Lễ không phải vào thường vụ, mà là vào cục, thế lực ít, công kích cũng kém hơn nhiều. Còn một điểm là, ít nhất trước mắt, tất cả các hành động của Tần Khản rõ ràng là không có ý nhằm vào Khâu Nhân Lễ, mà chỉ là kéo Tôn Tập Dân xuống. Nhưng cũng không ngoại trừ đằng sau việc xử lý Tôn Tập Dân. Còn có một nòng súng nhằm vào Khâu Nhân Lễ, cho nên vẫn không thể xem nhẹ được. Có cơ hội thì đi đi lại lại nhiều chút. Hạ Tưởng nói. Lão cổ đương nhiên hiểu tâm tư của Hạ Tưởng, lại nói đến một chuyện khiến Hạ Tưởng khiếp sợ. Ngô Tài Dương muốn cho cậu về Bắc Kinh yên ổn một năm, đó cũng không phải là một ý kiến hay. Trước nhiệm kỳ bầu cử, ở đâu chẳng có phong ba khó khăn, muốn sóng yên bể lặng, là không thể. Tôi thấy cậu lại không phải là đóa hoa trong nhà kính, thật sự không cần phải trốn ở Bắc Kinh. Tôi vừa mới nói chuyện với Lão Ngô, tốt nhất đưa cậu về lĩnh Nam khoảng một năm, còn có lợi cho phát triển của cậu. Hạ Tưởng hoảng sợ nói. Khí hậu tỉnh Tề nửa là lục địa nửa là biển, tôi đã không dễ dàng thích ứng được rồi. Lĩnh Nam là khí hậu biển Á nhiệt đới, tôi là một người miền Bắc đến đó lại càng khó thích ứng, hay là thôi không đi nữa. Ha ha. Lão cổ cười đắc chí nói. Tôi chưa từng thấy cậu lùi bước bao giờ, hôm nay làm sao vậy? Cậu tới lĩnh Nam cùng với Trần Hạo Thiên, chờ cho chuyện năm sau ổn định, thì cậu làm quan to rồi. Trần Hạo Thiên là người chủ chốt của đoàn hệ, hắn giúp Trần Hạo Thiên, không những tổng bí thư ghi tạc trong lòng, cổ thu thật cũng sẽ vui mừng khôn xiết, không ít những nòng cốt trong đoàn hệ đều nhìn hắn bằng một con mắt khác. Nhưng vấn đề là hắn hà cớ gì mà phải hợp tác cùng với Trần Hạo Thiên? Lần trước tiếp xúc với Trịnh Thịnh là một vết xe đổ, hơn nữa, cho dù hợp tác được, bắt tay cùng nhau, nguy hiểm cũng rất lớn. Hạ Tưởng người ở tỉnh Tề, nhưng sóng gió ở lĩnh Nam,
vẫn âm thầm theo dõi. Mục Phong thời gian trước đi lĩnh Nam, sau khi trở về cũng nói qua với hắn vài lời, khiến cho hắn cảm nhận được mùi thuốc súng tràn ngập, các cuộc đại chiến là sự thật. Những sấm vang chớp giật, cứ từng trận lao đến, mạo hiểm và lợi ích không phải là không có quan hệ trực tiếp. Hạ Tưởng cũng là người bình thường, không phải là thanh niên nhiệt huyết, hơn nữa với thực lực và cấp bậc hiện tại của hắn, thì không cần phải vì lấy lòng một bên mà đắc tội một bên được. Lão cổ chắc chắn biết rõ hắn hiện tại nghĩ gì, nhưng vẫn nói, hiển nhiên là có ý gì khác. Tôi hy vọng ở tỉnh Tề làm thật cẩn thận đến hết nhiệm kỳ, Bắc Kinh lạnh quá, lĩnh Nam thì quá nóng, đâu cũng không bằng tỉnh Tề khí hậu ôn hòa. Hạ Tưởng cười xòa nói. Cổ Ngọc tới thành phố Lỗ, chắc đã đến sân bay rồi, cậu đi gặp nó cũng tốt, dạo gần đây tâm tình nó cũng không tồi, tôi cũng yên tâm phần nào. Đúng rồi, Quan Hoa Quốc Khánh này kết hôn, cậu nhớ qua chúc mừng một câu. Lão cổ rõ ràng có ý khơi mào ra vấn đề lĩnh Nam, rồi để một bên không nhắc đến, mà lại nhắc đến vấn đề không cần thiết. Hạ Tưởng cũng biết rõ, lão cổ một khi nhắc tới hắn về vấn đề lĩnh Nam, chắc chắn không phải chuyện bình thường, thậm chí có khả năng đã vào giai đoạn thảo luận rồi. Bình tĩnh mà xem xét, hắn thực sự mà nói không muốn về Bắc Kinh, cũng không muốn đi lĩnh Nam, rốt cuộc chuyện lớn của tỉnh Tề vẫn chưa kết thúc. Lát nữa phải nói chuyện rõ ràng với Ngô Tài Dương, hiện tại việc trước mắt là đi đón Cổ Ngọc. Cho dù lão cổ không nói Cổ Ngọc đến vì chuyện gì, nhưng Hạ Tưởng có lý do để tin tưởng. Cổ Ngọc là có việc thật sự. Đến sân bay, Hạ Tưởng mới phát hiện ra, không chỉ có một mình Cổ Ngọc, lại còn có cả Nghiêm Tiểu thì cũng đi theo. Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu thì không phải là chị em, cũng là hai người đẹp có phong cách khác hẳn nhau. Nhưng ở sân bay thành phố Lỗ, khi hai người sóng vai đi cùng nhau đi ra khỏi sân bay, Hạ Tưởng cứ ngẩn cả người ra, vì cả hai mặc hai chiếc áo gió giống nhau, áo gió mang phong cách phóng khoáng linh động. Cổ Ngọc tóc dài buông tự nhiên, Nghiêm Tiểu thì tóc dài búi đằng sau, lại còn có chiều cao như nhau, giống như một cặp chị em xinh như hoa khiến mọi người phải ngước nhìn. Khác với hoa nhài vàng bạc lại có một vẻ đẹp kiều diễm mà phù hoa, vẻ đẹp của Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu thì, giống như hoa hướng dương dưới ánh nắng mùa thu, lay động đón gió, thướt tha yêu kiều, khiến người đi đường đều phải nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Cổ Ngọc không có thói quen là tiêu điểm của chốn đông người, hơi chút nhíu mày, bước nhanh tới trước mặt Hạ Tưởng, xoay người lên xe. Nghiêm Tiểu thì lại bước chậm rãi hưởng thụ cái cảm giác trở thành tâm điểm đó. Như vậy có thể thấy được Nghiêm Tiểu thì và Cổ Ngọc có điểm khác nhau khá lớn. Sau khi lên xe, Hạ Tưởng vốn dĩ muốn đảm nhiệm làm người lái xe, không biết sao Nghiêm Tiểu thì tâm huyết dâng trào muốn thử một lần lái xe, Hạ Tưởng bèn đồng ý. Nhưng sau khi Nghiêm Tiểu thì lái xe, hắn mới biết mình bị lừa, bởi vì Nghiêm Tiểu thì trực tiếp đưa hắn đến một nơi bí mật, khiến Hạ Tưởng vô cùng kinh ngạc, âm thầm than không may, lẽ nào hắn bị hai người đẹp lừa bịp sao? Tiêu Ngũ ở Phẩm Đô xa xôi, lúc này cũng đang đảm nhiệm vị trí lái xe, cũng đang đi tới một địa điểm bí mật. Bởi vì qua những điều tra bí mật, cùng với hàng đống công việc, cuối cùng gã phát hiện ra một nơi cất giấu số lượng lớn virus truyền nhiễm bệnh sốt xuất huyết, gã liền quyết định đích thân lái xe đi kiếm vật chứng quan trọng nhất. Nếu không nằm ngoài dự kiến, hiện trường chắc chắn còn có nhân chứng. Nếu nhân chứng vật chứng đều có, kết hợp với manh mối gã tìm kiếm được trước đó, về cơ bản có thể liên kết thành một chứng cứ đích xác, Tần Khản chỉ có thể chạy đằng rời. Tiêu Ngũ đau đớn trong lòng mong chờ điều đó, cũng có chút hưng phấn, vốn định chờ Dương Uy đi cùng, nhưng không thể chờ được, gã nghĩ phải chấm dứt vụ này trước ngày Quốc Khánh. Dưới sự kết hợp của Diệp Hiểu Đồng, công tác điều tra của gã tiến triển khá nhanh, bởi vì đối với việc phân bố thế lực ở Phẩm Đô, Diệp Tiểu Đồng nắm rõ như lòng bàn tay, bớt cho gã không ít chặng đường oan uổng. Còn một điểm nữa, Diệp Hiểu Đồng vì Tiêu Ngũ âm thầm điều tra đã được phía ủy ban ủng hộ, một khi có việc, là có thể dựa vào thành ủy. Hơn nữa Diệp Hiểu Đồng và Cục trưởng Cục Công an thành phố Lỗ có quan hệ khá tốt, Cục trưởng Cục Công an thành phố cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho Tiêu Ngũ. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M là một người bên ngoài đến, Tiêu Ngũ ở Phẩm Đô âm thầm hành động cũng có nhiều điểm thuận lợi hơn. Ví dụ như có thể ung dung dò la tin tức, có thể không khiến người khác để ý đến, cũng không bị đối phương cản trở, bởi vì Tiêu Ngũ vẫn luôn nấp ở một nơi bí ẩn. Nhưng đối phương đang âm thầm, cũng có tay chân để ý. Tiêu Ngũ biết rõ, sau khi Cường Tử đã lộ mặt một lần liền mai danh ẩn tích, không phải khiếp đảm, mà là đang nung nấu một hành động tiếp theo.
nhất là một lão thiết chỉ nghe danh mà không thấy người. Trong mấy ngày Tiêu Ngũ ở Phẩm Đô, hầu như ngày nào cũng nghe người ta nhắc đến, như sấm bên tai. Nói đến lão thiết, thì không thể không nhắc đến Nga Ni Trần. Tuy rằng đem lão thiết và Nga Ni Trần ra so sánh thì hơi bôi nhọ Nga Ni Trần, nhưng xem xét kỹ lại một chút thì lão thiết và Nga Ni Trần quả thật cũng có chỗ tương đồng, ví dụ như đều là ăn cả trắng đen, đều có những mánh khóe cứng rắn, lại khéo nịnh nọt, khiến không ít các thuộc hạ vô cùng bái phục. Lại ví dụ như, lão thiết mặc dù không như Nga Ni Trần năm đó có danh là trưởng ban tổ chức cán bộ ngầm, nhưng cũng có danh lưu truyền rằng lão thiết vừa ra tay, thì hết thảy Phẩm Đô đều run rẩy. Dù là có chút khoa trương, nhưng Tiêu Ngũ thà rằng tin tưởng cách đối nhân xử thế của lão thiết vô cùng quả quyết, thế lực vô cùng khổng lồ, bởi vì quả thật năm đó bang Mỗ Bắc đi đến đâu là để lại uy phong đến đó, nhưng ở Phẩm Đô cũng ngoan ngoãn mà khuất phục dưới tay lão thiết. Cho đến hôm nay, bang Mỗ Bắc ở Phẩm Đô vẫn chưa có chỗ đứng yên ổn. Tiêu Ngũ từ trước đến giờ bái phục nhất là người có lòng tha thứ, đối với lão thiết, mặc dù chưa từng gặp mặt, mặc dù hai bên đối lập, nhưng gã vẫn kính nể lão thiết. Hy vọng sự mở đầu hôm nay, đem lại chiến thắng hoàn toàn. Sau đó gã cũng thừa thắng thu lại binh, kịp trở lại thành phố Lỗ báo cáo công tác, để cho phó bí thư hạ an tâm. Nghe nói Dương Uy cũng trên đường đi rồi. Tiêu Ngũ cười xòa, tuy rằng gã không có ý xem thường lão thiết, nhưng cũng tin vào năng lực bản thân có thể ứng phó được, không cần đến sự xuất hiện của Dương Uy. Đương nhiên nếu Dương Uy muốn đến thì gã cũng hoan nghênh, nhưng nếu trước khi Dương Uy đến, gã hoàn thành đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, thì cũng coi như là gã tự dựa vào năng lực cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ phó bí thư hạ phân công, mà không phải dựa vào Dương Uy. Tiêu Ngũ ít nhiều cũng có chút háo thắng, cũng không muốn phó bí thư hạ và Dương Uy coi thường gã. Nhưng không thể không nói, quyết định lần này của gã, cũng hơi liều lĩnh một chút. Tới địa điểm bí mật là một kho hàng bí mật, bề ngoài là kho tồn tôm cá sống, trên thực tế là một cứ điểm bí mật. Nhóm Tiêu Ngũ tất cả gồm 5 người, ngoại trừ 2 người gã mang theo, lại có thêm 2 gã người địa phương đi cùng. Mấy người lặng lẽ bàn mưu, sau khi chạm trán, liền quyết định trèo tường qua xem, sau đó phân các nhóm hành động, nhóm đi chụp ảnh thì chụp ảnh, nhóm lấy chứng cứ thì lấy chứng cứ, nhóm thu thập mẫu thì thu thập mẫu. Tranh thủ trong vòng mười mấy phút, hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tập trung tại nơi gặp nhau tiện nơi này, đồng loạt rút lui. Phải nói là lúc đầu hành động khá thuận lợi. Nhóm Tiêu Ngũ 5 người lặng yên thâm nhập vào cứ điểm bí mật, đem về các chứng cứ bệnh dịch khiến biết bao người dân Phẩm Đô hoang mang, chứng cứ gần như đã nắm chắc trong tay. Thuận lợi ngay trước mắt, sắp hoàn thành gần như hết thảy. Trong lòng Ngũ Tiêu ít nhiều toát lên chút kiêu ngạo, rốt cuộc gã cũng không phụ sự phó thác, dựa hoàn toàn vào năng lực bản thân để hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi mọi người hội tụ lại đầy đủ, đang định lên xe về, lại thấy một đoàn xe ùn ùn lao tới, bao quanh nhóm người Tiêu Ngũ. Tổng cộng có 4 xe ô tô, trên xe có mười mấy người rầm rầm đi xuống, vây quanh gã chật ních như nêm cối. Kẻ cầm đầu là Cường Tử lần trước đã gặp mặt. Thời tiết hôm nay có chút lạnh, nhiều mây, ẩm ướt, Cường Tử đeo khăn quàng cổ, so với lần trước hắn ăn mặc có chút thanh tao hơn. Quả thực có chút chạy theo xu hướng. Sau khi Cường Tử xuống xe, rất cung kính mà mở cửa xe cho một người, đầu chọc, mặc áo gió, đeo kính râm, từ trên xe chậm rãi bước xuống. Đứng phía sau lưng Tự Cường, không nói một lời nào cả. Tiêu Ngũ mặc dù chưa gặp lão thiết, nhưng nhìn một cái là có thể đưa ra kết luận, người này là lão thiết. Vẻ trầm ổn của lão thiết không nằm ngoài dự kiến của gã, chỉ là cách ăn mặc tỏ vẻ cool của lão khiến Tiêu Ngũ chút nữa phì cười. Quả nhiên là một tín đồ của trào lưu mới, thảo nào Cường Tử rất văn thanh tao nhã, hóa ra lão thiết cũng là thanh niên mới. Cường Tử tiến lên một bước. Anh Tiêu Ngũ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ha ha, thế gian thật là chật chội, không thể không có ngày gặp gỡ, gặp nhau hà tất phải từng quen nhau. Vật thì để lại, người lên xe quay về thành phố Lỗ ngay lập tức, tôi phụ trách đổ đầy xăng cho các anh, còn cho lệ phí đi đường nữa, như thế là bạn bè rồi nhỉ. Lão thiết đích thân ra mặt, còn lễ phép tiễn gã rời khỏi Phẩm Đô, cửa ải hôm nay không qua được rồi. Tiêu Ngũ phân tích tình thế đối lập giữa địch và ta. Biết rằng dựa vào vũ lực sợ rằng khó giành được thế thắng. Gã cũng biết rõ một điều, trong tình huống bình thường, đã đích thân ra tay, vì thể diện, nhất định cũng phải ra một đòn mạnh. Nhưng nếu bảo Tiêu Ngũ bó tay chịu trói, và giao những chứng cứ mà vất vả lắm mới lấy được, là không thể, như vậy lại thể hiện gã vô dụng. Quả thật phó bí thư hạ sẽ không truy cứu gã,
chính gã áy náy, không còn mặt mũi nào để gặp Hạ Tường. Tuy Cường Tử khá khách sáo, nhưng cũng rất kiên định. Lão Thiết có lẽ cũng nhận được chỉ thị, phải thương lượng trước sau đó mới dùng đến áp lực. Nhưng với thế trận trước mắt, cách khách khí của đối phương, cũng là trên cơ sở xây dựng thực lực tuyệt đối, nói cách khác, đàm phán được thì tốt, mà không đàm phán được thì đánh. Tiêu Ngũ lạnh lùng cười. Phẩm Đô hoan nghênh du khách khắp nơi, lẽ nào tôi lại không được hoan nghênh? Đi từ Nam ra Bắc bao năm, đây là lần đầu tiên bị người khác mời ra khỏi thành phố, thật là xấu hổ quá. Cuối cùng Lão Thiết cũng mở lời, trước khi Lão nói, việc trước tiên là tiến về phía trước một bước, sau đó đẩy nhẹ Cường Tử một cái. Cường Tử rất biết nhường đường, tôn kính mời Lão Thiết đi lên. Cường Tử không quên giới thiệu. Anh Tiêu, đây là Thiết Tổng. Nói được một nửa thì bị Tiêu Ngũ ngắt lời. Lão Thiết, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. Lão Thiết sờ lên cái đầu chọc, rồi cười xòa. Anh Tiêu Ngũ, tôi cũng nghe danh cậu đã lâu. Nói thật chứ làm anh em mà làm được như cậu thì tôi thật phục cậu. Nếu như tôi có người anh em như cậu, thì thật là vinh hạnh. Cách khách khí của đối phương là tạm thời không cần nói đến, nhưng nếu Lão Thiết đã nói dễ nghe như vậy, Tiêu Ngũ cũng không thể vừa xông lên đã đòi đánh, khẽ mỉm cười. Lão Thiết khách khí rồi, Tiêu Ngũ tôi không có bản lĩnh gì cả, đều là anh em nâng đỡ tôi thôi. Gọi tôi là Lão Thiết. Lão Thiết dừng tay trên cái đầu chọc của mình, khoanh một vòng tròn. Tôi có hơn cậu vài tuổi, đến một tiếng anh Thiết cậu còn không gọi. Tiêu Ngũ không ngờ Lão Thiết khá kiên nhẫn, không ngừng nói chuyện phiếm, cũng đành phải gọi một tiếng. Anh Thiết. Quả thật Lão Thiết chỉ hơn gã vài tuổi, dựa vào quy luật, ở địa bàn của Lão Thiết gọi Lão một tiếng anh, cũng không phải là cúi đầu chịu khuất phục. Lão Thiết cười ha hả. Anh Thiết cũng đã gọi rồi, thì cũng nên nói rõ ràng rồi, Tiêu Ngũ, để mọi thứ lại, các cậu có thể bình yên rời khỏi thành phố Lỗ, sau này lại đến Phẩm Đô, sẽ chiêu đãi các cậu ăn uống, mọi người đều là bạn bè. Tuyệt đối đừng làm tình bạn bị ngăn cách, cũng đừng làm loạn nữa. Lão Thiết quả thật đúng là một nhân vật, rõ ràng là đang uy hiếp, nhưng lại nói rất khéo như bạn bè quen biết bao năm, cũng khiến Tiêu Ngũ mở mang kiến thức. Anh Thiết, Tiêu Ngũ bị người bao vây. Dù không muốn cúi đầu, cũng phải tỏ ra vẻ lễ phép chút. Nếu đã là bạn cả rồi, ai cũng có xuất phát điểm của riêng mình, nên ai cũng không cần bức ép ai cả. Hơn nữa, cái anh muốn là tiền, không phải phiền toái. Tôi còn muốn khuyên anh một câu, anh Thiết, việc liên quan đến tính mạng con người, làm ít một chút thì tốt hơn. Có lý, rất có lý. Lão Thiết không sờ lên cái đầu chọc nữa mà vỗ tay. Nhưng, hôm nay tôi là chủ. Vẫn muốn cậu bỏ lại các thứ, cậu là khách từ xa đến, dù gì cũng nể tôi một chút chứ, phải không nào? Nếu như tôi không nể, vậy thì không phải là bạn rồi. Nếu như cậu không đủ để làm bạn, thì tôi cũng vậy. Mặt Lão Thiết biến sắc dần. Nói cách khác là không cần phải nói nữa. Tiêu Ngũ chuẩn bị dần. Cậu Tiêu, nếu có chuyện không hay xảy ra thì đừng trách tôi đã không cho cậu một cơ hội. Lão Thiết nói dứt lời. Rút về phía sau, liền lộ ra Cường Tử cùng mấy người phía sau. Cường Tử hội ý, vừa khoát tay, hơn 10 người liền xông tới. Cường Tử còn tận tình khuyên bảo. Tiêu Ngũ, tôi nể anh là một trang nam tử, sao anh lại không biết điều chứ? Sự việc lần trước đã không tính sổ với anh rồi. Nói được một nửa, mặt y đổi sang hung dữ. Đánh, đánh gãy tay, gãy chân, tùy ý, miễn không chết là được. Hóa ra đều là những diễn viên cao cường, ăn đến không béo, diễn như thật. Đối phương hai chấp một, không nói hai lời liền ra tay. Dù sao cũng là một nơi hẻo lánh, đánh thế nào cũng không kinh động đến người dân, một trận hỗn chiến bắt đầu. Tiêu Ngũ làm thủ lĩnh, đương nhiên trở thành trọng điểm, bao vây gã có ba tên, trong đó còn có cả Cường Tử. Cách ăn mặc của Cường Tử chẳng giống xã hội đen tẹo nào, ngược lại giống dân thường, nhưng ra tay thì khá rắn, khá hiểm độc. Có lẽ lần trước bị một vố canh cánh trong lòng, bắt buộc phải trả lại. Tiêu Ngũ những năm gần đây thân phận cao dần, rất ít khi phải tự mình ra tay thế này, thân thủ có chút kém so với trước kia. Nhưng đối phó với Cường Tử là một tên lưu manh không ra dáng, thì vẫn không thành vấn đề. Cường Tử thì dễ đối phó, nhưng hai tên kia là dân võ, thân hình vạm vỡ phối hợp khá ăn ý, vài tên hợp lại với nhau, Tiêu Ngũ không chống lại được, trên người và đùi liên tiếp bị đánh vài phát. Tiêu Ngũ thầm nghĩ,
lẽ nào hôm nay không chờ Dương Uy quả thật là một sai lầm. Khi thấy cục diện bị thua rồi, đột nhiên lại xuất hiện một việc không rõ ràng. Bốn chiếc xe lao nhanh như gió đến đây. Từ trên xe bước xuống 10 người, cơ bản mỗi người to béo cao lớn thô kệch. Vừa nhìn biết không phải là người của tỉnh Tề, cũng không phải người của tỉnh Yến, còn người ở đâu thật mà khó nói. Bởi vì đối phương không mở miệng nói chuyện, chỉ có vẻ mặt đằng đằng sát khí xông tới. Tiêu Ngũ cả kinh, bởi vì rõ ràng đối phương không phải người của Dương Uy. Không phải Dương Uy mang đến giúp đỡ, chẳng lẽ là lực lượng hậu bị của Lão Thiết, hiện tại y đã ở vào thế yếu, thấy chống đỡ không được, may mắn đối phương có chút e dè không hạ độc thủ. Nếu không, hiện tại xem ra đã ngã xuống. Tuy nhiên cũng chịu một cước mạnh, cũng may Cường Tử ra sức không mạnh, Tiên Ngũ thừa lúc y không chuẩn bị mà trả đòn lại, một quyền đánh trúng bụng Cường Tử. Xem ra Cường Tử nửa ngày cũng không đứng dậy nổi. Tiên Ngũ còn đang chiến đấu, trước khi một đám người chưa tới, y còn nghĩ có lẽ có thể mở một đường máu. Chỉ cần có thể chạy trốn ra ngoài, chỉ cần có thể mang chứng cứ ra ngoài. Cho dù mấy người bên mình đều bị đánh cho hộc máu cũng coi như thắng lợi. Nhưng sau khi thấy đến thêm 10 tên cường tráng, Tiên Ngũ tuyệt vọng. Trước kia cùng Hạ Tưởng kề vai chiến đấu cũng không phải không có lúc bị bại. Nhưng hôm nay, y cảm thấy uể oải từ trước đến nay chưa từng có. Bị đánh cho tàn phế cũng không tiếc, chỉ tiếc là chứng cứ bị đối phương cướp đi, sau đó thong dong tiêu hủy tất cả mọi thứ trong kho hàng, tất cả cố gắng của y từ lúc đến Phẩm Đô, đều phó mặc cho dòng nước cuốn trôi. Tiên Ngũ quyết định liều mạng chết cũng phải mang chứng cứ theo. Y ra hiệu với một người bên cạnh mình, đối phương hiểu ý, đột nhiên vồ về phía trước dùng thân thể cản sự tấn công của hai người công kích y. Hai người bốn quyền, đồng thời đánh trúng cơ thể y. Lúc này, y một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc lập tức uể oải không phấn chấn, nhưng vẫn ôm chặt lấy đối phương không buông. Tiên Ngũ đau buồn phẫn nộ nhìn người anh em của mình một cái, dứt khoát kiên quyết nhằm hướng ô tô mà chạy. Cường Tử nằm dưới đất, nhìn thấy ý đồ của Tiên Ngũ, hô lớn. Đừng để cho Tiên Ngũ chạy, mau chặn lại. Lập tức có ba người vây quanh, chặn Tiêu Ngũ ở giữa. Lúc này khoảng cách từ chỗ Tiêu Ngũ đến ô tô khoảng một bước xa. Mà khoảng cách một bước xa không thể vượt qua, Tiên Ngũ lần đầu tiên cảm nhận sự tuyệt vọng sống không bằng chết. Kỳ thật y không biết chính là, ở kiếp trước, hắn từng bị người ta cho vào nhà giam, cũng là sống không bằng chết, cuối cùng căm uất chết đi. Mà cuộc đời này, Hạ Tưởng cố tránh cho y một kiếp nhưng lịch sử vẫn còn đó, y tất nhiên cảm nhận được sự thống khổ của sống không bằng chết. Một kiếp khác y là kẻ ngộ sát, kiếp này là y sơ suất thất sách, giống như sai lầm dưới sự kích động sơ suất, kết cục lại không hoàn toàn giống nhau. Bởi vì y có Hạ Tưởng có thể ỷ lại và tin tưởng. Bởi vì có Hạ Tưởng với ánh mắt cực kỳ xuất sắc và nhạy bén. Kỳ thật, Tiêu Ngũ đến Phẩm Đô là lúc Nguyên Minh Lượng đề xuất đồng hành cùng Tiêu Ngũ. Hạ Tưởng không do dự đồng ý. Thật ra Hạ Tưởng biết rõ một điểm, Tiêu Ngũ là tướng tài nhưng không phải soái tài. Gặp tình hình có nhiều thay đổi, y sẽ dễ dàng phán đoán sai lầm. Mà Nguyên Minh Lượng tuy rằng không đánh đấm bằng Tiêu Ngũ, cũng như không trung thành như Tiêu Ngũ, nhưng Nguyên Minh Lượng là người từng trải, trình độ xử sự, đối nhân xử thế của y, còn rất nhiều chỗ điều đáng để Tiêu Ngũ học tập. Đi Phẩm Đô có Nguyên Minh Lượng đồng hành, Tiêu Ngũ ít nhất có được sự hỗ trợ lẫn nhau. Hạ Tưởng cũng biết, Nguyên Minh Lượng đến Phẩm Đô, sẽ không ngồi yên không quan tâm đến Tiêu Ngũ. Bởi vì Nguyên Minh Lượng là người thông minh làm việc rất nhiều điều không cần phải nói rõ. Nếu Tiêu Ngũ cùng y đi Phẩm Đô, cuối cùng Tiêu Ngũ xảy ra việc, mà y bình yên vô sự, y có thể yên tâm thoải mái. Nếu Nguyên Minh Lượng một lòng áp sát, bảo vệ sau lưng Tiêu Ngũ như thế nào, âm thầm trợ giúp Tiên Ngũ một tay ra sao, cũng là một trong những vấn đề đầu tiên y phải suy xét trong hành trình đến Phẩm Đô. Nếu không, y tùy ý để Tiêu Ngũ gặp chuyện không may, mà y lại chỉ để ý đến khảo sát thị trường, cho dù khảo sát được, cũng vô dụng. Bởi vì Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn đều coi Tiên Ngũ là bạn. Bạn của Phó Bí Thư Tỉnh ủy và Bí Thư Thành ủy Phẩm Đô gặp chuyện không may, anh khoanh tay đứng nhìn, sau đó còn muốn đầu tư kiếm tiền ở Phẩm Đô, thật đúng là mơ mộng hão huyền. Cho nên, nếu Hạ Tưởng ở tại hiện trường, ngay đầu tiên hắn sẽ đưa ra phán đoán, người đến là người của Nguyên Minh Lương. Tiêu Ngũ hiển nhiên ánh mắt còn kém vài phần, còn tưởng rằng đối phương là người do Lão Thiết chuẩn bị. Nhưng không chú ý đến, người đến và người của Lão Thiết chẳng những ăn mặc khác mà khí thế cũng khác.
Khi Tiêu Ngũ tuyệt vọng, một cảnh tượng không thể tin được đã xảy ra, những người đàn ông vạm vỡ từ trên xe xuống, ai ai cũng giống như hổ, không nói hai lời. Xông vào đám người của Cường Tử đấm đá túi bụi. Đáng thương nhất chính là Cường Tử, ngã xuống đất vừa hô một tiếng, vừa khéo gây sự chú ý, đối phương không chút khách khí liền đạp một cước vào khuôn mặt đã được chăm sóc công phu của Cường Tử. Một cước này, anh gây thương tổn cho y, một cước không né tránh, một cước này quá độc ác. Cường Tử kêu một tiếng thảm thiết, tối tăm mặt mũi. Cả người ăn mặc gọn gàng, trong phút chốc tan thành mây khói, biến thành một đám tương hổ có máu có bùn có nước mắt. Lão Thiết thật ra đã muốn chuồn, thấy tình hình không ổn, xoay người muốn chạy. Lão đại vừa rồi còn khí định thân nhàn với y, phương pháp chênh lệch quá nhiều. Đáng tiếc là y vẫn không chạy trốn kịp, bị chặn đứng, hai người đánh một, chỉ sau chốc lát, Lão Thiết liền như cây vạn tuế nở hoa, cũng bị đánh cho rơi răng. Sau khi một nhóm người xuất hiện, không chào hỏi Tiêu Ngũ, cũng không nói gì. Cứ hướng người của Lão Thiết, từng quyền, từng chiêu độc thủ. Không giống tranh đấu bình thường mà giống như có thâm cừu đại hận, chính là báo thù rửa hận. Tiêu Ngũ cũng sợ ngây người, đây là màn biểu diễn gì đây? Tuy nhiên sau đó tỉnh táo lại, mặc kệ là màn diễn gì, có lợi cho bên mình là được. Lập tức hô một tiếng, mấy người nhanh chóng lên xe, sau đó cuốn bụi mà đi. Tiêu Ngũ cũng rất thông minh, không chào hỏi đối phương, bởi vì đối phương cũng không để ý đến y. Không phải không muốn để ý, mà là có dụng ý, mặc kệ thế nào, dù sao không phải là đối thủ là được. Chạy vội thoát khỏi hiện trường, Tiêu Ngũ cuối cùng bình tĩnh lại. Tuy cơ thể còn đau, tuy nhiên cũng không có nhục sứ mệnh, hoàn thành nhiệm vụ. Khi qua việc này, đã hiểu biết thêm, đã biết nếu trước khi chưa nắm chắc 10 phần, mạo muội ra tay, hậu quả nói không chừng không thể chịu đựng được. Đi đến đầu đường cao tốc, nhận được điện thoại của Dương Uy. Dương Uy đã xuống cao tốc. Khi Tiêu Ngũ trải qua một phen huyết chiến ở Phẩm Đô, Hạ Tưởng đang làm bạn với Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu thì, cũng suýt nữa trải qua một trận đại chiến. Đương nhiên, so với Tiêu Ngũ cực kỳ nguy hiểm, hắn thì thản nhiên tự tại hơn. Nhưng cũng là lời nói sắc bén khắp nơi, phải cẩn thận ứng phó mới có thể vượt qua cửa ải. Nghiêm Tiểu thì làm lái xe, một đường một ngựa quen đường cũ chạy đến chỗ biệt thự. Hạ Tưởng vừa thấy liền sợ ngây người, lần này không phải Cổ Ngọc dẫn hắn đến biệt thự sao? Lại nhìn vẻ mặt Nghiêm Tiểu thì tươi cười bấn cợt, mà Cổ Ngọc cũng nghiêm túc có thừa, mỉm cười không đủ. Hắn không tự chủ được dùng mình một cái, hỏi. Hai người muốn làm gì? Không muốn làm gì, dù sao sẽ không mưu hại chồng của bản thân. Cổ Ngọc gần như sa sầm nét mặt, cũng không nói, tới biệt thự, sau khi xuống xe, mới mỉm cười. Thực không biết xấu hổ, anh ta khi nào là chồng của em? Nghiêm Tiểu thì bắt được sơ hở trong lời nói của Cổ Ngọc trêu. Cổ Ngọc đỏ mặt lên. Chúng ta là phụ nữ, nói như thế nào vẫn là không trốn được số mệnh của người đàn ông. Nếu cùng anh ấy, liệu có cái danh phận kia? Dù sao trong lòng em, anh ấy chính là người đàn ông cả đời của em. Đừng nói, một câu nói thật sự, khiến Hạ Tưởng cảm động rất nhiều. Thật là có sự xúc động hiến thân. Tuy nhiên có Nghiêm Tiểu thì ở đây nên hắn đành phải nhịn, giơ tay ôm Cổ Ngọc. Cô bé Ngọc, ngoan. Ngoan cái đầu anh. Cổ Ngọc cũng gõ đầu hắn một cái. Còn không phải bị anh lừa sao, vừa vào nhà họ Hạ sâu giống như biển. Từ đó về sau Cổ Ngọc là người xấu. Anh dày công tính kể giả bộ ngã, sau đó. Nói giữa chừng mới ý thức được Nghiêm Tiểu thì ở đó, không tiện nói, liền đỏ mặt, đem hành lý đẩy lên người Hạ Tưởng. Anh mang đi. Nghiêm Tiểu thì là người ra sao, tất nhiên cũng đoán được một chút. Đi đến bên cạnh Hạ Tưởng, nói thầm. Đem việc trải qua của anh và mỗi người đàn bà viết ra, có thể là một quyển sách rất dễ bán. Đừng càn quấy. Hạ Tưởng nổi giận, giơ tay sờ sờ khuôn mặt của Nghiêm Tiểu thì. Anh không có thói quen viết nhật ký. Nói xong, Nghiêm Tiểu thì và Cổ Ngọc cười khanh khách không ngừng. Cười rất vui vẻ, nhưng cũng cười vô cùng thâm ý. Đúng thế, những năm gần đây truyền bá nhật ký tình ái của các cán bộ đã không ít. Một người nghiêm túc cỡ nào mới không loạn viết một ít lung tung lộn xộn gì đó. Tới phòng rồi, Hạ Tưởng ngồi ở sofa, hưởng thụ đãi ngộ của hai người. Trà của Cổ Ngọc hắn đã hưởng thụ rất nhiều, cũng sinh cảnh giác. Bởi vì Cổ Ngọc hoàn hảo, tâm tư đơn thuần, Nghiêm Tiểu thì tâm tư tinh tế mà hay thay đổi. Hơn nữa, lần này cô và Cổ Ngọc chẳng không rõ từ trước đến nay, còn bí mật với hắn.
xem ra sẽ còn trò gì trêu chọc hắn. Uống trà xong, bóp lưng xong rồi, Nghiêm Tiểu thì liền cùng Cổ Ngọc xắn tay áo, đeo tạp dề, cùng vào bếp. Khiến cho Hạ Tưởng mở to mắt, không thể tin được hai người con gái tranh nhau về sắc còn chưa đủ, còn muốn thể hiện tay nghề nấu ăn. Hôm nay rốt cuộc là gió gì thổi đây? Hiển nhiên, Nghiêm Tiểu thì và Cổ Ngọc đã sớm tính toán, bởi vì hai người tuy rằng đều bận rộn, cũng sẽ làm cho Hạ Tưởng một bữa tối phong phú. Có thịt hấp, có rau xanh còn có sủi cảo. Hoặc theo hình dung của người khác là có đồ ăn của Hồ Nam Cung, có đồ ăn của Bắc Kinh. Khiến Hạ Tưởng thật sự hưởng thụ một phần phục vụ chất lượng cao. Họ đã đến đây rồi, thì phải để họ ăn vui. Không tin Nghiêm Tiểu thì còn có chủ ý xấu gì muốn nhằm vào hắn. Hạ Tưởng liền ôm quyết tâm hy sinh vì nghĩa, không kể cô thi triển kế gì, mỹ nhân kế, hắn cũng sẽ không khuất phục. Không khuất phục, phải vui vẻ phản kháng, phải mở đường máu, sau đó làm việc nghĩa không được chùn bước. Nên như thế nào liền như thế. Quả nhiên, nến đến sẽ đến. Lúc ăn món ăn Hồ Nam là sủi cảo do tay nghề có chút cải tiến của Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu thì uống mấy chén rượu. Hạ Tưởng vừa mới cảm nhận sự thoải mái của hạnh phúc, thì phiền toái liền đến. Giống như phê bình không tự do thì ca ngợi không có ý nghĩa. Tiêu Ngũ cũng không thể khắc sâu mà lý giải hàm ý của những lời này. Nhưng y lại thật sự cảm nhận được ngôn ngữ bên ngoài. Rất nhiều lúc không trải qua thất bại, mãi mãi không biết sự quý giá của thành công. Giống như không trải qua suy sụp, cũng không hiểu được sự vui sướng thật sự. Sau khi gặp Dương Uy, Tiêu Ngũ và Dương Uy một hàng tổng cộng mười mấy người, không dừng lại, lập tức quay về thành phố Lỗ. Sau khi đến đường cao tốc, Tiêu Ngũ mới nói cho Dương Uy việc vừa xảy ra. Lúc này Tiêu Ngũ rất tự trách, thẳng thắn thành khẩn nói ra suy nghĩ của y. Lúc đó tôi đã nghĩ một mình tôi có thể làm tốt việc phó bí thư Hạ Giao, cũng cảm thấy đợi anh đến rồi, hai người cùng nhau làm sẽ không thấy được năng lực của tôi. Rất xin lỗi, Dương Uy, là tôi suốt ruột lập công. Dương Uy mỉm cười, Tiêu Ngũ thật sự khiến y cảm động. Bởi vì không có mấy người dám trực tiếp nhận sai lầm của mình. Càng không phải ai cũng nói ra suy nghĩ bí mật của mình. Tiêu Ngũ lại nói, chứng tỏ rằng, Tiêu Ngũ rất đáng kết bạn. Với Tiêu Ngũ mãi mãi không lo rằng y sẽ đánh lén bạn bè sau lưng. Nếu là tôi, chỉ sợ còn hơn anh, cũng không trách anh, dù sao là ở địa bàn của người khác. Dương Uy khuyên nhủ, an ủi Tiêu Ngũ. Dù thế nào, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Ngũ gật đầu. Kỳ lạ chính là, đột nhiên có người giúp tôi giải vây, đến hiện tại tôi cũng không biết là ai ra tay. Dương Uy cũng không nói. Không phải phó bí thư Hạ mai phục. Dường như không phải, phó bí thư Hạ ở Phẩm Đô cũng không có người. Phẩm Đô trước kia có bí thư Lý Vinh Thăng, phó bí thư Hạ không tiện nhúng tay vào việc của Phẩm Đô. Tiêu Ngũ theo Hạ Tưởng đã lâu, cũng suy xét vấn đề theo góc độ chính trị của y. Y nói đúng, Hạ Tưởng vẫn duy trì khoảng cách nhất định với Phẩm Đô, cũng không nhúng tay vào việc của Phẩm Đô. Tất nhiên là bởi vì Lý Vinh Thăng là bí thư thành ủy Phẩm Đô. Còn có một lý do, Phẩm Đô là thành phố cấp phó tỉnh, cũng có hạm đội Đông Hải. Cho nên, kính trọng nhưng giữ khoảng cách là cách làm thích hợp nhất. Rốt cuộc đó là ai? Dương Uy cũng không đoán ra, suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nguyên Minh Lượng sao không ở cùng anh? Anh Nguyên ở lần đầu tiên khi có người gọi điện cảnh báo, đã không ở cùng tôi nữa. Mấy ngày nay, ngoài liên hệ bằng điện thoại không gặp mặt. Tiêu Ngũ thật không có ý coi thường Nguyên Minh Lương trông chừng từ xa đã bỏ chạy. Chỉ có điều cảm thấy Nguyên Minh Lượng và y không phải là người cùng một đường. Y trọng tình nghĩa, chú trọng nghĩa khí, Nguyên Minh Lượng có cách làm có chuyện liền chuồn mất, miệng y không nói, nhưng trong lòng cũng cười nhạt. Dương Uy cũng không hiểu biết đối nhân xử thế của Hạ Tưởng hơn so với Tiêu Ngũ, nhưng lại suy nghĩ sự việc càng sâu xa hơn. Bởi vì Nguyên Minh Lượng đề xuất phải đi cùng Tiêu Ngũ đến Phẩm Đô. Hạ Tưởng không chút do dự đồng ý, với ánh mắt của Hạ Tưởng, sẽ nhìn sai người. Hơn nữa Nguyên Minh Lượng cũng không kém thông minh đến mức không để ý đến Tiêu Ngũ. Nghĩ lại, đừng thấy Nguyên Minh Lượng không đánh người, nhưng không có nghĩa là y không có bản lĩnh cổ động người khác đánh người. Với người bao nhiêu năm tung hoành ở thương trường như Nguyên Minh Lượng, y ở Phẩm Đô gặp cường tử sẽ trốn không dám ra mặt, cũng không phải y gây nên. Người, có phải do Nguyên Minh Lượng sắp xếp? Dương Uy nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, hỏi. Tiêu Ngũ sửng sốt. Sao có thể thế được?
sao có thể thế? Chính vào lúc này, Nguyên Minh Lượng điện thoại đến. Anh Tiêu, có phải đang về thành phố Lỗ không? Nguyên Minh Lượng cười ha hả. Thật có lỗi vài ngày gần đây không giúp anh việc gì, chủ yếu là đàm phán mất nhiều sức lực. Tiêu Ngũ chần chừ một chút, hỏi. Chuyện cứu binh hôm nay, có phải anh Nguyên sắp xếp? Không dám nói là sắp xếp, chỉ có thể coi như tôi đủ khả năng, giúp một chút nhỏ thôi. Nguyên Minh Lượng thừa nhận, cũng nói ra nguyên nhân. Đối phương là bang phía Bắc, ở Phẩm Đô vốn đã không ra hồn, đưa bọn họ tiến đến cùng nhau thật đúng là hơi phiền toái, cũng may cuối cùng vượt qua đúng lúc. Anh Tiêu, anh về thành phố Lỗ trước, tôi ở Phẩm Đô có chút việc phải làm, thay tôi gửi lời hỏi thăm Phó Bí Thư Hạ. Cảm ơn anh Nguyên. Tiêu Ngũ chân thành nói. Cho dù Nguyên Minh Lương miêu tả sơ lược, Tiêu Ngũ vẫn hiểu rõ trắc trở và phiền toái trong đó. Xem chừng cũng tốn không ít sức lực. Cái nhìn đối với bạn chí cốt Nguyên Minh Lượng lúc trước hoàn toàn thay đổi, cảm thấy Nguyên Minh Lượng và y một tối một sáng, ngược lại phối hợp vô cùng ăn ý. Suy nghĩ cẩn thận, càng khâm phục tính toán sâu xa của Hạ Tường. Dương Uy cảm thán nói. Anh Nguyên cũng là nhân vật rất giỏi, tuy nhiên, người lợi hại nhất vẫn là Phó Bí Thư Hạ. Ánh mắt thực độc. Tin tức Tiêu Ngũ thong dong lấy chứng cứ và thuận lợi trở về thành phố Lỗ sau khi đến tai Tần Khản cuối cùng luống cuống. Không còn bình tĩnh và giả bộ thong dong, vội vàng gọi điện thoại đến Bắc Kinh. Trong điện thoại là giọng Diệp Thiên Nam, châm chọc khiêu khích. Phó Chủ tịch tỉnh Tần, tôi đã nói trước, phải kiềm chế vài phần, anh lại không nghe. Hiện tại làm thế nào mới tốt? Hạ Tưởng không dễ chọc, hắn là một yêu quái. Hiện tại nói việc này còn có ý nghĩa gì, không phải vì thể hiện y sáng suốt dự kiến trước. Tần Khản giận dữ, hận không thể đánh một quyền vào bản mặt béo của Diệp Thiên Nam. Nhưng hiện tại y không với tới, cho dù là mặt đối mặt, y cũng không dám ra tay. Dù sao y cũng là người có học, cũng chỉ có thể khiên tốn nói. Thực ra cũng không thể trách lão Thiết lỡ tay, chủ yếu là nửa đường đột nhiên giết một Trình Giảo Kim, đánh trở tay không kịp. Không quan tâm Trình Giảo Kim hay là Trần Giảo Kim, dù sao thua vẫn là thua, phải thừa nhận không bằng người khác. Diệp Thiên Nam nói, nếu chứng cứ chỉ nói về anh, thủ tướng cũng không bảo vệ được anh. Cách tháng 1 sang năm, chỉ hơn 2 tháng. Tần Khản cũng không nói nhiều chỉ kín đáo nhắc đến. Hàm ý chính là cho dù rơi đài cũng muốn đến tháng 1 sang năm sau khi chính quyền đổi nhiệm kỳ mới ngã. Bởi vì y có thể liều chết vật lộn. Phó Chủ tịch tỉnh Tần, kỳ thực sự tình cũng không phải không có đường sống. Như việc Ủy ban Kỷ luật Trung ương muốn điều tra chuyện của anh mà nói, sau khi Quốc vụ viện có người lên tiếng, Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng không tiếp tục ép xuống dưới. Tuy nhiên, Tiêu Ngũ có trong tay chứng cứ chính xác nếu rất có ích, truy vấn trách nhiệm chỉ sợ không thể thiếu, ít nhất anh cũng phải thể hiện thái độ. Diệp Thiên Nam quả nhiên thông minh, ngay lập tức chuyển hướng. Tôi hiểu rồi. Buông điện thoại, mở cửa sổ, ùa vào làn gió nhẹ se se, thu đã đến, Tần Khản không hiểu có cảm giác thu buồn. Trước kia y cho rằng xuân thu buồn là độc quyền của giới văn nhân, cũng là một việc rất nhàm chán. Hiện tại đột nhiên có chút cảm thấy thê lương. Ngàn dặm thu buồn nơi đất khách, y làm khách ở tỉnh Tề nhiều năm, vì sao muốn làm chủ nhân một lầm lại khó như vậy? Vì sao Hạ Tưởng muốn nơi nơi đấu đá với y, khiến y sắp thành lại bại? Hạ Tưởng, vừa nghĩ đến Hạ Tưởng, Tần Khản liền hận đến ngứa răng. Thất bại trong gang tấc, tất cả đều là do Hạ Tưởng, y có thể nào quên được? Về sau nhất định phải liều lĩnh trả dù đòn. Tần Khản hạ quyết tâm, nhìn mây ngoài cửa sổ dày đặc, hẳn là trời sắp mưa. Một mưa thu một trận rét, mùa đông tỉnh Tề sắp đến rồi. Với y mà nói, trong chính trị, mùa đông của y cũng sắp đến. May mắn, mùa đông qua đi, sẽ có một ngày xuân về hoa nở. Trước hết để Hạ Tưởng đắc ý một thời gian rồi nói sau. Và khi Hạ Tưởng đắc ý lơi lỏng nhất, y sẽ phản kích một đòn, có thể đạt được thắng lợi bất ngờ. Hiện tại nén giận một thời gian, y ẩn nhẫn ở tỉnh Tề nhiều năm, ẩn nhẫn thêm mấy tháng có thể thế nào. Sau khi nghĩ thông suốt, Tần Khản gọi một cuộc điện thoại. Lão Trình, buổi tối cùng nhau ngồi chứ? Trình Tại Thuận giọng hơi uể oải. Tối nay, không có thời gian, có sắp xếp rồi. Không thể lui lại sao? Tôi có tin tức mới muốn cùng anh giao lưu một chút. Tần Khản thành khẩn. Chấm chấm, dường như chần chừ một chút, Trình Tại Thuận mới nói. Được rồi, gặp nhau cũng tốt, là nên gặp.
Hạ Tưởng cũng không biết Tần Khản hận hắn tận xương tủy. Tuy nhiên cũng có thể tưởng tượng được đến sự phẫn nộ của Tần Khản. Nhưng nếu khiến Hạ Tưởng lựa chọn, đổi một người phẫn nộ là Tần Khản lấy tình hình tỉnh tề vững vàng, mặc kệ quá khứ hay tương lai, hắn đều sẽ không hối hận với lựa chọn đã chọn. Nhận được tin tức Tiêu Ngũ báo cáo, biết Nguyên Minh Lượng ở thời khắc mấu chốt ra tay cứu Tiêu Ngũ. Hạ Tưởng trong lòng an tâm, hắn cũng không có thể phê bình Tiêu Ngũ liều lĩnh, là người đều có lúc phạm sai lầm, cho dù là hắn, lúc mới vào quan trường cũng lắc lư giữa thế lực bình dân và thế lực gia tộc một thời gian dài. Bị khẩu hiệu và bề ngoài làm hoa mắt. Cho đến hôm nay hắn mới dần dần tiếp xúc với sự thật. Trước kia không phải bởi vì hắn quá ngây thơ mà là bởi vì trình độ của hắn không đủ, đứng không được cao, ánh mắt không đủ dài lâu. Hiện nay đã rõ rất nhiều, cũng biết mặc kệ là cải cách doanh nghiệp nhà nước cũng tốt, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp cũng tốt. Thậm chí cái gọi là thời kỳ chuyển hình cũng thế. Tuy nhiên là hành vi nếu thu được lợi thì chia phần thôi. Muốn cải cách để nắm quyền lớn trong tay vừa thu được lợi ích, đem chiếc bánh ngọt của cải trong nước chia phần cho thường dân. Giống như để cho người giàu có trong nước miễn phí cấp tiền cho người nghèo, có khả năng sao? Từ việc trong nước thiếu nhà từ thiện có thể rút ra kết luận, người trong nước rất không thích đem của mình phân cho người khác. Không phân thì không phân, dần dần, sẽ có một ngày phải phân. Hạ Tưởng không dám nói chờ hắn nắm quyền lớn sẽ như thế nào. Nhưng ít ra trước mắt, ngay trước mắt hắn có bất công, hắn đều phải ra tay ngăn lại, trong phạm vi hắn có thể làm nhiều hay ít đều làm. Điều kiện tiên quyết là có thể đảm bảo thuận lợi lên chức, chắc chắn có một ngày hắn có thể nắm quyền. Về sau có thể nắm quyền hay không, là việc sau này. Hiện tại Hạ Tưởng cũng đã có hạnh phúc say nằm trên đầu gối mỹ nhân, hắn nằm gối đầu lên đùi Nghiêm Tiểu Thì, cảm nhận được chiếc đùi mềm mại của Nghiêm Tiểu Thì, lại muốn hưởng thụ cái nhìn gần của Cổ Ngọc ngồi đối diện. Cổ Ngọc là cô gái đơn thuần, ở trước mặt Hạ Tưởng, rất ít biểu cảm. Cho dù cô không vui, cô cũng sẽ giấu khuôn mặt u sầu đi. Nhưng hôm nay, cô nghiêm túc giống như thay đổi hoàn toàn. Không nhìn động tác quá mức thân thiết của Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thì. Em hỏi anh một việc, anh nhất định phải nói thật. Cổ Ngọc gằn từng tiếng. Hạ Tưởng thật ra không uống nhiều, càng không say. Bình tĩnh xem xét, Hạ Tưởng vẫn là người rất tự hạn chế, không tham tiền, nhưng lại đang làm kẻ háo sắc. Không uống rượu tuy rằng uống rượu không phải là tội ác tày trời nhưng cũng là chất xúc tác cho nhiều chuyện xấu y cho dù xã giao không tránh khỏi, cần thiết phải uống vài ngụm, cũng không thể uống say. Tâm trạng Hạ Tưởng hôm nay không tồi, hơn nữa Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc tha thiết mời rượu, hắn liền uống thêm mấy ngụm. Với tửu lượng của hắn tất nhiên không có việc gì, chẳng qua hắn uống không quen rượu vang đỏ, nên hơi đau đầu thôi. Hạ Tưởng uống rượu, từ trước đến nay chỉ dùng 3 phần tửu lượng. Giữ lại 7 phần tình. Có lẽ hôm nay không khí sâu đậm một chút, hắn cho dù có 4 phần say cũng không đủ để bị Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc lừa dối. Nhưng vẻ mặt Cổ Ngọc thực sự quá mức nghiêm túc, không giống giả vờ. Mà Nghiêm Tiểu Thì ấm áp, mềm mại như gió, hắn nhìn không ra manh mối. Hạ Tưởng liền thở dài một hơi, cũng là đâu ra đấy đáp. Cứ nói đừng ngại, anh biết gì sẽ nói hết. Nghĩ rằng hắn nói như nhân vật đóng kịch sẽ chọc cười Cổ Ngọc. Không ngờ Cổ Ngọc vẫn như cũ không nháy mắt. Không nói đùa, em nói việc rất nghiêm túc. Anh cũng không hay nói đùa. Hạ Tưởng vốn định nghiêm mặt nhưng vẫn không kìm nổi cười. Cổ Ngọc vẫn không cười, tuy nhiên, theo bản năng nhìn Nghiêm Tiểu Thì một cái. Hạ Tưởng chỉ biết giữa hai người phụ nữ có giao ước. Hắn làm bộ không thấy, liền xem có thể đùa giỡn tới mức nào. Cổ Ngọc đứng lên, cô thay trang phục ở nhà, ngồi ở sofa. Cô vẫn hoàn mỹ, bắp chân trắng bóng mê người. Hạ Tưởng làm như không thấy, đừng nói, tâm tư của hắn thật sự là bị Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu Thì tạm thời bắt đi. Cổ Ngọc đi hai vòng trong phòng, còn chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói. Một người phụ nữ vì một người đàn ông trả giá lớn nhất là cái gì? Một người đàn ông đối với một người phụ nữ yêu sâu đậm nhất là cái gì? Hạ Tưởng nghĩ Cổ Ngọc sẽ hỏi vấn đề thực tế, không ngờ hỏi cái này. Hắn nhất thời không thực sự không tiện trả lời, kỳ thật muốn thao thao bất tuyệt mà thảo luận về tình cảm nam nữ, cho dù chuyên gia viết luận văn mấy chục nghìn từ cũng không rõ mấy nghìn năm. Giữa đàn ông và phụ nữ rằng có ân oán triền miên, ai có thể nói được vì sao? Nói không rõ thì không cần nói, nếu không càng nói càng hồ đồ. Còn có vấn đề gì không? Hạ Tưởng đành phải cố theo. Vừa nói xong,
Nghiêm Tiểu thì cuối cùng cười. Em đã nói, đàn ông không ai trả lời vấn đề của phụ nữ cân nhắc. Đàn ông và phụ nữ điểm xuất phát không giống nhau. Đàn ông coi trọng thực tế, phụ nữ coi trọng tình cảm. Thật ra Cổ Ngọc muốn nói chính là cô hy vọng anh về Bắc Kinh an ổn 1-2 năm lại chiều cô như xưa. Sau đó Cổ Ngọc muốn sinh một đứa nhỏ, để trong lòng có chỗ nương nhờ. Lần trước Cổ Ngọc cố gắng, hẳn là không thành, Cổ Ngọc vừa nhắc lại chuyện cũ, nghĩ đến cũng là lão Cổ mỗi năm một già đi, sốt ruột. Nhưng Cổ Ngọc cũng thật là, chuyện này hắn biết cô biết, sao đến Nghiêm Tiểu thì cũng tham gia. Nghĩ lại, Cổ Ngọc chỉ vì muốn có con cũng không đến mức làm hắn đến Bắc Kinh an ổn 2 năm. Là ai nói với cô cái gì? Hạ Tưởng đoán đúng, là Hứa Quan Hoa. Hứa Quan Hoa nói, anh đến Bắc Kinh an ổn 2 năm không có gì tốt hơn, ông ấy rất lo lắng cho anh, không hy vọng anh đi lĩnh Nam. Cổ Ngọc lo lắng nói, em cũng lo lắng cho anh, cũng không hy vọng anh đi lĩnh Nam. Về sau anh làm bất cứ chuyện gì đều phải suy nghĩ một chút, có em, cũng có cả Tiểu thì luôn quan tâm đến anh. Tuy rằng không yêu cầu anh đối với chúng em thật tốt, nhưng ít ra phải khỏe mạnh bình an, chính là an ủi lớn nhất đối với bọn em. Cổ Ngọc xúc động, hai mắt hơi ướt, nhìn về phía Hạ Tưởng. Đồng ý với em, không được đi lĩnh Nam. Hứa Quan Hoa nói, anh phải ở tỉnh Tề, nếu đi lĩnh Nam, còn hung hiểm hơn so với lần ở tỉnh Tương. Lần trước ở tỉnh Tương xảy ra một lần đuổi giết, sau sự việc Hạ Tưởng che giấu chân tướng, không đề cập với cô gái nào, sợ các cô lo lắng quá mức. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm nhiều ít biết một chút, cũng chỉ là biết một mà không biết hai. Cổ Ngọc cũng bị giấu, mà lão Cổ cũng ăn ý, không đề cập với Cổ Ngọc. Nhưng hôm nay nhìn thần thái hoảng sợ của Cổ Ngọc, có thể biết Cổ Ngọc đã biết sự thật ở tỉnh Tương, cô sợ, cô thực sự lo lắng. Nghiêm Tiểu thì lúc này vẻ mặt nghiêm nghị thở dài một tiếng. Đã nói là phải thoải mái mà nói chuyện với anh ấy. Em phá vỡ không khí. Cổ Ngọc, em cũng biết tính tình của anh ấy, ăn mềm không ăn cứng. Cô Ngọc bướng bỉnh nói. Em đâu có, em chỉ muốn nói cho anh ấy rõ ràng, phía sau anh ấy không phải một người, mà còn có rất nhiều người quan tâm lo lắng cho anh ấy. Hạ Tưởng cảm động. Hai người phụ nữ, một mềm yếu, một cứng rắn. Một mặt đỏ, một mặt trắng. Thật sự khiến hắn rơi vào cạm bẫy dịu dàng. Chẳng qua hắn rơi đến mức không hối hận, cam tâm tình nguyện. Nói thật, lần trước lão Cổ trong điện thoại thuận miệng nhắc đến lĩnh Nam. Hạ Tưởng chỉ biết khả năng có dấu hiệu cho biết hắn phải đi lĩnh Nam. Còn chưa kịp gọi điện thoại thăm dò Ngô Tài Dương, Cổ Ngọc đã khởi binh hỏi tội. Nói đến thật sự thú vị, Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đối với việc hắn đi nhậm chức cũng không hỏi đến. Đương nhiên không hỏi không phải là không quan tâm, có lẽ là cảm thấy hắn có thể thong dong đi tốt từng bước mà những người phụ nữ khác, như Phó Tiên Tiên, thậm chí Mai Hiểu Lâm cũng đều không có ý kiến gì với việc hắn đi con đường nào. Đây chính là lần đầu tiên, Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc liên hợp lại, làm khó dễ hắn. Hạ Tưởng thật không có chỉ trích ý tứ của hai người, trong lòng chỉ có cảm động và ấm áp, còn có một chút bất đắc dĩ. Cảm động ấm áp tất nhiên là nhằm vào hai người Nghiêm, Cổ. Bất đắc dĩ cũng là bởi vì hắn chẳng lẽ lại phải đảm đương người dập lửa. Người dập lửa không dễ làm, bởi vì lửa lớn, rất dễ làm mình bị thương. Lửa lợi hại hơn nước, nước có lúc dịu dàng, lửa chỉ đốt, không được bàn bạc. Hắn thật tâm không muốn đi lĩnh Nam, cũng không quan tâm là ai đề nghị, là Tổng Bí Thư cũng tốt, là ông cụ nhà họ Ngô cũng tốt. Hắn quả thật không muốn lấy thân thử nguy hiểm. Bởi vì lĩnh Nam không thể so với tỉnh Tề. Tỉnh Tề tuy là vùng duyên hải, nhưng vẫn có chỗ ôn hòa và bảo thủ tương tự tỉnh Yến. Tình hình lĩnh Nam phức tạp, là tỉnh tuyến đầu về cải cách mở cửa, vài thập niên cải cách đã tích tụ nhiều di chứng của cải cách. Kinh tế phát triển mang đến phồn vinh bên ngoài, vấn đề trị an quả thật làm cho người ta đau đầu, lại chưa nói đến cơ cấu kinh tế bất hợp lý. Để lại vô số vấn đề khó khăn, một bộ phận người giàu không muốn kéo người nghèo làm giàu, mà người nghèo lại bất mãn với phân phối của cải không giống nhau. Cho nên, vấn đề nhiều hơn, phiền toái nhiều hơn. Vấn đề kinh tế một khi nhất, sẽ trở thành vấn đề chính trị. Mà phân phối tài nguyên không công bằng, lại là ảnh hưởng của chính sách nhà nước, không ai có khả năng thay đổi. Huống chi hắn đi lĩnh Nam nhiều nhất cũng chỉ là phó bí thư. Nói dễ nghe thì là giúp đỡ Trần Hạo Thiên, nói khó nghe là vật hy sinh. Khi Hạ Tưởng vừa nghe lão Cổ nói việc này, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa lợi hại và hậu quả liên quan trong đó.
Hiện tại Cổ Ngọc nhắc lại, hắn ngay lập tức cảnh giác, biết sự việc khả năng thật sự phiền toái. Nhưng, đến cuối cùng cũng là ai muốn hắn rời tỉnh Tề đến lĩnh Nam. Nghĩ đến Tào Thù Lê gần đây qua lại với cô Tề, trong lòng Hạ Tưởng hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ là Tổng Bí Thư? Về lý thuyết, Tổng Bí Thư hy vọng hắn đến lĩnh Nam dập lửa, bởi vì trước vài năm nhậm chức chứng minh, hắn quả thật có tố chất của một gã phòng cháy ưu tú. Hơn nữa Trần Kết Thiên là cốt cán của Tổng Bí Thư, gần đây lĩnh Nam quả thật hơi có tiếng nổ lớn. Tuy nhiên, cho tới nay hắn không nghe bất luận một tin tức gì, chỉ có Lão Cổ nhắc đến. Cũng là việc lạ, nhưng Lão Cổ nói phân nửa là thật, không nói đùa. Cũng sẽ không nói lung tung. Còn nữa, với thân phận của Lão Cổ, càng không nói những điều không thật. Thật đúng là phải hỏi rõ ràng mới được. Hạ Tưởng nói, việc còn chưa chính thức, ý kiến của anh rất rõ ràng, tốt nhất tiếp tục ở lại tỉnh Tề công tác. Không được, Cố Ngọc kiên quyết đến hiếm có. Phải về Bắc Kinh, không được ở tỉnh Tề, càng không cho đi lĩnh Nam. Phụ nữ có hai loại, một loại là cố tình gây sự, loại khác vẫn là cố tình gây sự. Chẳng qua một là cố tình gây sự kiểu thuần túy, loại khác là cố tình gây sự còn có sự quan tâm. Người đàn ông bình thường chỉ có thể nhận loại sau. Hiển nhiên Cổ Ngọc hôm nay quả thật hơi cố tình gây sự. Cũng là vì tình yêu cố tình gây sự. Hạ Tưởng không tiếp thu cũng không được. Dù sao ăn cơm người ta nấu lại hưởng thụ massage của Nghiêm Tiểu thì, thật sự là không cẩn thận rơi vào cạm bẫy dịu dàng. Đi Bắc Kinh cũng tốt, dù sao cũng là việc lớn, cũng không phải anh nói là được. Anh có thể đồng ý cam đoan không đi lĩnh Nam, còn nữa chính là việc chính trị, Tiểu thì, em về sau không được nhiều chuyện. Hạ Tưởng giọng nghiêm khắc vài phần, bởi vì hắn biết phía sau màn chắc chắn là Nghiêm Tiểu thì không thể nghi ngờ, vì Cổ Ngọc cho dù muốn cùng hắn nói chuyện cũng sẽ không bày ra trò hay. Nghiêm Tiểu thì hơi sợ Hạ Tưởng, thè lưỡi hơi ngượng ngùng mỉm cười. Cũng không dám giả vờ giả vịt massage mà chạy đi lấy nước. Cổ Ngọc còn muốn nói cái gì, bị Nghiêm Tiểu thì đến bên cạnh, cuối cùng vẫn là Nghiêm Tiểu thì thông minh, hiểu đạo lý có chừng mực. Mà Cổ Ngọc còn có chút ỉ được yêu quý mà kiêu. Tuy nhiên, Hạ Tưởng tình nguyện nuông chiều Cổ Ngọc một chút, vì để cô vui vẻ thoải mái, hắn là đàn ông, khiến cô vui thì làm sao? Huống chi Cổ Ngọc đối với hắn cố tình gây sự, cũng là quan tâm đến hắn. Nhưng thực phải đồng ý về Bắc Kinh với Cổ Ngọc cũng không có khả năng, bởi vì sự nghiệp tỉnh Tề chưa xong. Buổi tối Hạ Tưởng vẫn trở về nhà, dù nhà chỉ có một mình hắn, khó tránh khỏi sự vắng vẻ. Lại mặc kệ Nghiêm Tiểu thì gợi ý, tự nguyện cùng hắn. Mà Cổ Ngọc cũng có ý tình nguyện nhưng hắn vẫn không muốn. Nhưng hắn cũng không muốn ở cùng Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu thì, để tránh hai người xấu hổ. Nói cho cùng, Hạ Tưởng vẫn có nguyên tắc. Về đến nhà, theo thói quen mở máy tính, đang muốn lên mạng, điện thoại vang lên. Tưởng tỉnh ủy có chuyện gì, liền không chút để ý nghe điện thoại, không ngờ là một giọng nói hơi xa lạ. Phó Bí Thư Hạ, tôi là Trần Hạo Thiên. Khoảng 11 giờ đêm. Tiêu Ngũ về đến thành phố Lỗ. Kỳ thật với tốc độ bình thường, Tiêu Ngũ hẳn sẽ sớm trở lại. Nhưng Dương Uy đi đến nửa đường đột nhiên đề nghị đi đường vòng. Tiêu Ngũ còn suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy đề nghị khả thi, cũng đồng ý. Dù sao an toàn là trên hết, nếu chẳng may ở thành phố Lỗ có người bố trí, hơi sơ suất sẽ hủy chứng cứ vất vả có được trong chốc lát thì hối hận không kịp. Tiêu Ngũ vừa trải qua một lần thiệt hại, hiện tại cẩn thận hơn. Giảm tốc độ, vòng qua quốc lộ, lại cố ý đi xa mười mấy cây em. Tuy rằng quá cẩn thận chặt chẽ, nhưng liên tưởng đến thế lực địa phương khổng lồ ở tỉnh Tề chỗ nào cũng nhúng tay, hơn nữa ở Phẩm Đô không ngờ thất bại, Tiêu Ngũ hoàn toàn đồng ý với Dương Uy. Dưới sự che chở của bóng đêm, lặng yên trở về thành phố Lỗ. Sau khi trở lại cứ điểm, Tiêu Ngũ giấu toàn bộ chứng cứ cẩn thận, sau đó mới cùng Dương Uy thoải mái mà ngủ một giấc. Bởi vì trời đã tối muộn, cũng không thông báo cho Hạ Tưởng, tin rằng thành phố Lỗ đêm dù dài nhưng cũng sẽ không nhiều mộng. Tiêu Ngũ cuối cùng có thể ngủ một giấc yên ổn, nhưng Tần Khản ra sao cũng ngủ không yên, đâu chỉ ngủ không yên mà căn bản là không ngủ được. Sau khi gặp Trình Tại Thuận nói chuyện với nhau ước chừng 2 giờ, cuối cùng cho ra kết luận, mùa đông đến, nên tạm thời yên tĩnh một thời gian, và hy vọng vào mùa xuân. Đối với việc Tần Khản ở Phẩm Đô nhúng tay vào tình hình bệnh dịch đã bị Tiêu Ngũ lấy được chứng cứ chính xác. Trình Tại Thuận thể hiện rất lạc quan, y còn khuyên Tần Khản. Lão Tần, không cần quá để ý, một chút việc nhỏ, không vật ngã được ông đâu,
nhiều lắm thì phê bình hai câu, nếu có một vị lãnh đạo trung ương lên tiếng, thì phê bình cũng không có, sẽ trực tiếp áp chế xuống. Cũng chỉ là một trận dịch bệnh, đã chết vài người dân, đáng kinh hãi sao? Hiện tại đừng nói ai đen. Tần Khản miễn cưỡng cười. Tôi mới gọi điện thoại cho Diệp Thiên Nam, Diệp Thiên Nam nói, chỉ sợ sự việc khá khó giải quyết. Diệp Thiên Na không nói thật, gặp chuyện giấu ba phần. Người quá mức khôn khéo, thường thường tự sai, cho nên y mới có thể bị Hạ Tưởng kéo xuống ngựa. Tôi đề nghị anh trực tiếp nói chuyện với Thủ tướng. Trình Tại Học so với Tần Khản trực tiếp hơn. Đừng ngại, muốn học sẽ phải đưa ra điều kiện. Chúng ta xung phong phía trước cũng là vì giúp đỡ lãnh đạo. Nếu mà vì lãnh đạo gây ra chuyện, lãnh đạo phải thay chúng ta giơ tay giải quyết, giống như việc chúng ta nhận tiền bên dưới. Nhận tiền thì phải làm việc, làm không được phải trả tiền, đây là quy củ. Thấy Tần Khản còn do dự khó xử, Trình Tại Học cáu lên, đập bàn. Anh đừng lo, lão Tần, ngày mai tôi tự mình gọi điện thoại hỏi, xem có cách nói rõ ràng hay không. Không tốt lắm đâu. Tần Khản vẻ mặt khó xử như cũ, khoát tay áo. Đưa ra điều kiện với lãnh đạo, luôn luôn không thỏa đáng. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Trình Tại Học vỗ vỗ vai Tần Khản. Hiện tại chỉ còn một việc cuối cùng, sau khi việc của anh chót lọt xong, chúng ta khiêm tốn một thời gian. Chuẩn bị lần hành động thành công tiếp theo. Anh không sợ Hạ Tưởng lấy kinh doanh của Nhất Dương làm lợi thế. Tần Khản gặp lửa thì chín chắn rồi, đúng lúc đưa ra đề tài. Lão Trình, nếu không, anh rời đi thôi, dù sao kinh doanh của Nhất Dương quan trọng hơn. Rời đi, nói đùa gì vậy, tôi bị Hạ Tưởng đùa giỡn. Sau đó đến cái rắm cũng không dám thả đã dừng ăn rồi. Thực sự xem lão Trình tôi là lão Yên sao? Trong giới hạn của tỉnh Tề còn không có người dám bắt nạt tôi. Trình Tại Học uống nhiều, cơn tức giận lại dâng lên. Sau khi chia tay Trình Tại Học, Tần Khản về nhà. Y không phải lõa quan hơn cả lõa quan, vợ và con không ở gần, y chỉ có một mình. Nghỉ ngơi một lát lại nhận được điện thoại của Dương Ngân Hoa. Anh khi nào thì đến thăm em? Em một mình ở Ngũ Nhạc rất buồn chán. Giọng Dương Ngân Hoa trong đêm tĩnh mịch cũng rất lôi cuốn, khiến cho Tần Khản không khỏi động lòng. Đừng nói Dương Ngân Hoa tuy rằng không xinh lắm, dáng người cũng không đặc biệt đẹp, nhưng phụ nữ không phải khuôn mặt và dáng người là tất cả, giống như một mâm cỗ, phải có mùi vị mới tốt. Đến cây củ cải trắng đều có sức hút, đều có người yêu thích, có người chỉ có một trong số đó, cũng là đam mê có thể lý giải. Nhưng hôm nay Tần Khản không có tâm trạng càn quấy, nói. Chờ thêm một chút rồi tính, gần đây hơi không yên ổn, chủ yếu là Hạ Tưởng làm rất ầm ĩ. Anh đã trừng trị Tôn Tập Dân, làm thối Chu Hồng Cơ, sao đến một Hạ Tưởng cũng không làm được. Không thể cũng phải khiến cho hắn biến thành người xấu, khiến cho hắn đầu không thể yên, làm sao còn dám tìm anh gây phiền toái. Tần Khản liền thích hương vị cay cay của Dương Ngân Hoa, có thể từ bé ăn ớt nhiều. Nên tính cách ngay thẳng kiên cường. Có khi khiến y cảm thấy thú vị, nhưng hôm nay không ngờ lại hơi phiền chán. Cũng may Dương Ngân Hoa cũng thức thời, biết Tần Khản gần đây phiền lòng bận rộn, cũng là gọi điện thoại để y thoải mái một chút, mới không rằng co, lại nói một câu. Đúng rồi, dường như Ôn Tử Kỳ điều tra sau lưng em cảm giác y sắp biết chuyện chúng ta. Tần Khản chấn động. Sao có thể thế được, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt, cũng không thể để xảy ra chuyện nữa. Dương Ngân Hoa không cho là đúng cười ha hả. Được rồi, là em cảm thấy ánh mắt y không bình thường. Dường như nghi ngờ em cái gì đó, có lẽ em nhạy cảm quá, có lẽ y coi trọng em. Coi trọng cô cái rắm. Tần Khản thầm mắng một câu, còn nói vài câu mới cúp điện thoại. Trong lòng rất khinh miệt đối với sự tự kỷ của Dương Ngân Hoa. Y thấy, chỉ có y mới có thể coi trọng Dương Ngân Hoa. Người khác ai sẽ thích cô miệng đầy vị tỏi. Vốn hôm nay Tần Khản thành công trong việc cổ vũ Trình Tại Thuận, lợi dụng Trình Tại Thuận trong lúc cấp bách, khiến Trình Tại Thuận làm việc vì y, cũng làm cho tâm trạng y giãn ra không ít. Tự cho rằng có một cửa hy vọng việc lớn hóa nhỏ. Nhưng lời nói của Dương Ngân Hoa lại khiến trong lòng y thêm lo, khiến y lăn qua lộn lại khó đi vào giấc ngủ. Thầm nghĩ, sao gần đây mọi việc không thuận? Tần Khản khó có thể ngủ, Hạ Tưởng cũng không buồn ngủ. Bởi vì hắn và Trần Hạo Thiên kết giao không nhiều lắm, từng gặp ở Bắc Kinh vài lần, nói chuyện tổng cộng không vượt quá 10 câu. Hôm nay không ngờ nhận được điện thoại Trần Hạo Thiên tự mình gọi đến, quả thật khiến hắn giật mình một chút.
không phải giật mình vì cấp bậc ủy viên Bộ Chính trị của Trần Hạo Thiên, mà là giật mình vì Trần Hạo Thiên đi thẳng vào vấn đề. Hy vọng không quấy rầy Phó Bí Thư Hạ nghỉ ngơi, tuy nhiên tôi nghe Thu Thật nói cậu ít ngủ sớm. Thành phố Lỗ có lẽ đã vào thu. Dương Thành hiện tại đang là mùa hạ, đúng là sống về đêm. Phó Bí Thư Hạ có cơ hội đến Dương Thành, nhất định phải xem một chút thành phố không đêm. Không giống với sự ngay thẳng của Cổ Thu Thật là, Trần Hạo Thiên bên trong sự ngay thẳng, có một chút thản nhiên làm người ta không thể từ chối. Sao có thể là giọng mệnh lệnh trên cao truyền xuống? Xin chào Bí Thư Trần. Trong sự cung kính của Hạ Tưởng, có ba phần nhiệt tình, ba phần thản nhiên. Cũng không hề tha thiết. Nghe Bí Thư Trần nói, tôi thật luôn hướng về Dương Thành. Nếu hướng tới, tôi sẽ nâng hai tay hoan nghênh. Trần Hạo Thiên không chút che giấu mục đích khi gọi điện thoại đến. Không nói dối cậu, tôi còn muốn mời Phó Bí Thư Hạ đến Dương Thành làm việc. Lĩnh Nam là một địa phương tốt, cũng là tỉnh trẻ có sức sống sung mãn, cần cán bộ trẻ tuổi tinh thần sung mãn như Phó Bí Thư Hạ. Hạ Tưởng nghe Trần Hạo Thiên nói câu đầu tiên nhắc đến Cổ Thu Thật, trong lòng đã hiểu rõ Trần Hạo Thiên là mượn tên Cổ Thu Thật, đến thử ý của hắn. Quan hệ của hắn và Cổ Thu Thật là không tồi, lại không nghĩ rằng, cũng không tệ đến mức Trần Hạo Thiên mượn dùng. Cũng không biết là nên may mắn hay là cười bất đắc dĩ. Cảm ơn Bí Thư Trần đã mời, tuy nhiên gần đây tỉnh Tề bận rộn, thật đúng là không thể phân thân. Sắp quốc khánh rồi, hy vọng ở Bắc Kinh có thể gặp Bí Thư Trần. Câu cuối cùng Hạ Tưởng khách sáo, thuận miệng nói. Không ngờ Trần Hạo Thiên lại cho là thật. Thế cũng được, trong điện thoại nói không rõ, quốc khánh tôi nhất định bớt thời gian về Bắc Kinh một chuyến, đến lúc đó tôi sẽ chủ động liên lạc với cậu. Hạ Tưởng đương nhiên biết rõ, Trần Hạo Thiên nói như vậy là cố ý lâm vào, chính là đưa hắn một quân, khiến hắn không có đường lui. Thú vị đây, để hắn đi Lĩnh Nam. Chẳng lẽ thật sự là ý tứ của Tổng Bí Thư? Nhưng Tổng Bí Thư sao không rõ việc tỉnh Tề chưa xong, hiện tại không phải thời điểm rời đi tốt. Hy vọng trong lúc quốc khánh ở Bắc Kinh có thể gặp Tổng Bí Thư. Nếu quả thật là Tổng Bí Thư có ý đó, hắn cũng muốn gặp Tổng Bí Thư để nói rõ ràng, hy vọng tiếp tục ở lại tỉnh Tề. Đồng thời cũng muốn cùng ông cụ nhà họ Ngô, Ngô Tài Dương liên hệ một chút, tốt nhất cũng không phải về Bắc Kinh. Lĩnh Nam quả thật không phải nơi tốt để đi, Hạ Tưởng lần đầu tiên muốn tỏ rõ ý tứ của hắn với mọi người. Không thể tiếp tục xông vào nơi nước sôi lửa bỏng, quan trọng là hắn muốn ở lại tỉnh Tề, giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn tại. Không thể bỏ qua cho Tần Khản. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng trước tiên gặp Tiêu Ngũ. Sau khi cẩn thận xem chứng cứ Tiêu Ngũ mang về, trong lòng quyết định, biết Tần Khản phải ngã không thể nghi ngờ. Đi vào tỉnh ủy, vừa ngồi xuống chỗ của mình, Chu Hồng Cơ liền gõ cửa vào, vừa vào cửa đã vội vàng nói. Phó Bí Thư Hạ, phía trên có người lên tiếng, vấn đề Tần Khản trước tiên giữ im lặng. Hạ Tưởng bỗng nhiên sửng sốt, đối phương động tác thật nhanh, thật là đã ra khí lực, sao muốn bảo vệ Tần Khản. Đang lúc muốn nói chuyện, điện thoại cũng vang lên, vừa thấy điện thoại Bắc Kinh gọi đến, Hạ Tưởng không khỏi lắc đầu cười, áp lực của hắn cũng đến đây rồi. Chu Hồng Cơ khẽ gật đầu, xoay người đi ra ngoài, Hạ Tưởng nghe điện thoại xong, không ngờ là Cổ Thu Thật trực tiếp điện báo. Hạ Tưởng, việc của Tần Khản trước tiên buông lỏng, khi quốc khánh đến Bắc Kinh, tôi có lời muốn nói với cậu. Nói trước như vậy, gặp mặt nói chuyện sau. Cổ Thu Thật cũng quá dứt khoát, nói xong một câu liền cúp điện thoại. Hạ Tưởng buông điện thoại trầm tư thật lâu, lời Cổ Thu Thật nói hắn phải nghe, bởi vì Cổ Thu Thật dễ dàng không can thiệp công việc của hắn. Nếu nói thì có thể thấy sự việc trước mắt áp lực không nhỏ. Nháy mắt đã đến quốc khánh, tỉnh Tề dường như hoàn toàn khôi phục sự yên tĩnh, trời trong nắng ấm, không khí cuối thu mát mẻ. Phải nói mọi thứ đều hướng tới phát triển tốt, các công việc của tỉnh ủy vững vàng, mọi công việc của ủy ban nhân dân cũng không lo, mọi công việc đều đi vào quỹ đạo. Ngày nghỉ đầu tiên, Hạ Tưởng rời thành phố Lỗ bay về Bắc Kinh. Trong thời gian quốc khánh, hành trình về Bắc Kinh lại quyết định một số việc quan trọng. Thực sự mà nói, đồng chí Hạ Tưởng là một đồng chí tốt không tin vào sự may mắn, mặc dù hắn cũng biết rõ, hắn không phải là người may mắn, không có nghĩa là người khác cũng không có. Hắn chưa từng được phụ nữ chủ động bày tỏ sự yêu thương, không nói lên được những người đàn ông khác hấp dẫn hơn, có thể trở thành cao thủ sát gái. Không ít người chỉ dựa vào điều kiện của bản thân mà suy đoán người khác, bộ dạng mình xấu, không thể nói thiên hạ không ai đẹp trai xinh gái,
còn người đẹp mà yêu chàng bảnh bao nhiêu tiền thì nhất định là yêu tiền chứ chẳng phải vì tình yêu. Như thế là hoàn toàn phiến diện. Suy bụng ta ra bụng người, thì chỉ có những phán quyết hẹp hòi mà còn không chính xác. Hay bức ảnh đẹp của một ngôi sao nào đó, một người đàn ông có thể bình phẩm rất nhiều nữ minh tinh, nhưng trước khi sự việc xảy ra, ai mà tin được một cô gái trong sáng lại có thể chủ ôm hôn thắm thiết một người đàn ông như thế? Sao lại có thể như thế được? Đối với anh mà nói có thể không có khả năng, nhưng đối với người khác lại chính là hiện thực rõ ràng. Cho nên, khi hắn ngồi trên máy bay phát hiện có một cô gái xinh đẹp bên cạnh luôn cố ý chủ động bắt chuyện, hỏi hắn làm việc ở đâu, họ tên là gì, có thể cho số điện thoại để tiện kết bạn, v.v., hắn trước sau đều không mảy may quan tâm, thậm chí còn có phần lãnh đạm. Phải thừa nhận, cạnh hắn là một người con gái đẹp tóc dài, cao ráo, mặt mũi thanh thoát, chỉ trang điểm nhẹ, hơn nữa trên người còn thoang thoảng hương thơm mát dịu. Cô có đôi mắt to, sống mũi cao, quần bò bó sát làm tôn lên nét đầy đặn mà cũng rất gợi cảm. Hắn chưa bao giờ để ý đến nét đẹp của những người con gái khác, nhưng lần này chỉ nhìn lướt qua là biết chắc một điều rằng, cô gái này rất phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn. Nhưng chính vì quá phù hợp với tiêu chuẩn của hắn mà đâm ra sinh nghi, sự việc trên đời mà quá trùng hợp thì có vấn đề. Lúc trên máy bay, ngồi cạnh là người đẹp có thể hiểu được, con gái đẹp chủ động bắt chuyện cũng không sao, nhưng hết lần này tới lần khác, người đẹp dù cho cách ăn mặc hay trang điểm, hình như đều sinh ra là dành cho hắn, thật là quá trùng hợp. Bởi vì hắn chợt nhớ ra lần trước lúc ở biệt thự, Nghiêm Tiểu thì nói một câu. Thực ra Nghiêm Tiểu thì và Cổ Ngọc đến thành phố Lỗ cũng không phải vì bắt hắn phải đi vào khuôn khổ mà đến. Nghiêm Tiểu thì là người chịu trách nhiệm dự án sửa sang lại nhà khách tỉnh ủy, cũng vì còn một bộ phận tiền dự án chưa thanh toán hết nên cô ta đến để lấy nốt số tiền ấy. Đương nhiên, trước đó là Lý Đình Sơn phụ trách, bây giờ được giao lại cho Lý Vinh Thăng, với những mối quan hệ của Nghiêm Tiểu thì trong tỉnh ủy, tiền của cô chắc chắn không bao giờ cho khất nợ. Thậm chí còn không cần hắn ra mặt chào hỏi. Nghiêm Tiểu thì trong lúc tiến hành dự án đã kiếm lời vài triệu tệ, cô ta bây giờ tiền không thiếu, chuẩn bị đầu tư qua nơi khác. Dưới sự đề xuất của Cổ Ngọc, cô đang nhắm vào hạng mục công viện địa chất của tập đoàn Đạt Tài. Vừa lúc tập đoàn Đạt Tài gặp chút khó khăn trong việc quay vòng vốn, 3 tỷ cũng không hoàn toàn giải quyết được vấn đề, tuy vài triệu của Nghiêm Tiểu thì không phải là nhiều, nhưng trong lúc này có còn hơn không? Huống hồ, Cổ Ngọc có cổ phần trong hạng mục công viên địa chất. Việc rót vốn đầu tư của Nghiêm Tiểu thì rất thuận lợi. Nguyên Minh Lượng cũng bước đầu đạt được thỏa thuận với tập đoàn Đạt Tài, muốn rót 3 tỷ đầu tư vào tập đoàn Đạt Tài. Còn cụ thể chiếm bao nhiêu cổ phần, Hạ Tưởng chưa từng hỏi rõ ràng, dù sao hắn cũng vừa mới giải quyết vấn đề khó khăn tài chính trước mắt cho tập đoàn Đạt Tài, lại gây trở ngại cho kế lớn trong việc thâu tóm quyền lực của nha nôi cũng đủ rồi. Nghiêm Tiểu thì trong tiệc tối ở biệt thự, khi Cổ Ngọc vì muốn thể hiện tình yêu với Hạ Tưởng mà cố tình gây sự, Nghiêm Tiểu thì vì muốn giảm bớt áp lực của hắn với cô mà cố ý chuyển chủ đề khác, thuận miệng nhắc đến Dương Ngân Hoa. Tuy chỉ là thuận miệng nói ra, lúc ấy Hạ Tưởng cũng không bày tỏ thái độ gì, nhưng bây giờ nhớ lại cảm thấy rất có khả năng. Chà, sao mà Dương Ngân Hoa chỉ một mực nghe lời Tần Khản? Một người phụ nữ thành tâm thành ý nghe theo sự sai khiến của một người đàn ông, chỉ có một loại tình huống xảy ra. Chỉ có một loại tình huống. Đúng vậy, Hạ Tưởng bất chợt nghĩ tới Chu Hồng Cơ trước đây bị Dương Ngân Hoa vu cáo hãm hại, nếu như nói chỉ là hãm hại thì hình như cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ sau khi sự việc xảy ra, Chu Hồng Cơ không kêu oan một tiếng, cũng không hề truy cứu trách nhiệm của Dương Ngân Hoa. Trong rất nhiều vấn đề mấu chốt cũng đều thận trọng dè dặt, dường như rất rộng lượng mà bỏ qua cho Dương Ngân Hoa, quả thực, sự võ đoán của Nghiêm Tiểu thì về quan hệ giữa Dương Ngân Hoa và Tần Khản. Cũng có chút có lý, thật giả thế nào hắn cũng không thèm bình luận. Nhưng Nghiêm Tiểu thì vừa nhắc tới Dương Ngân Hoa, gợi cho hắn nghĩ đến quan hệ giữa Chu Hồng Cơ và Dương Ngân Hoa. Nếu như nói Chu Hồng Cơ không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của Dương Ngân Hoa, bị lôi kéo vào vòng tội lỗi, sau đó có điều khổ tâm mà không nói thành lời được, chỉ có nước chịu sự sai khiến của Dương Ngân Hoa, vậy biểu hiện của Chu Hồng Cơ sau khi sự việc xảy ra, là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thân làm quan. Không những đề phòng bị người thân lôi kéo vào vòng tội lỗi, mà còn phải đề phòng cả bạn bè lôi kéo, cấp dưới chấm CSO tới những người phụ nữ sẵn sàng mang nhan sắc và thân thể mình để đối lấy giàu sang phú quý. Người phụ nữ bên cạnh có dụng ý gì, Hạ Tưởng sẽ không phỏng đoán thêm, dù sao hắn cũng không cho rằng vì vẻ đẹp của hắn mà khiến người đẹp chủ động tiếp cận.
Hơn nữa thực ra mà nói, hắn cũng có chút ưa nhìn, nhưng không đến nỗi khiến con gái đẹp mê mệt. Đương nhiên, nếu dựa vào tuổi tác của hắn, sức hấp dẫn của người đàn ông chín chắn, cộng thêm chức vụ phó bí thư tỉnh ủy, cũng đủ để chinh phục rất nhiều cô gái đẹp. Nói cách khác, người đẹp cạnh hắn lúc này niềm nở như vậy, chắc là đã biết trước thân phận của hắn. Những sếp lớn có gian tình với nữ nhân viên dưới quyền, đều đầu trọc, đeo kính, ngoài 50 tuổi, da rẻ bắt đầu lỏng lẻo, như vậy cũng còn có nữ cấp dưới để ý, cũng không ngoài ý đồ muốn có quyền lực và tiền tài. Mà như Hạ Tưởng, trẻ trung phong độ, lại đường đường là phó bí thư tỉnh ủy, không dám nói chứ nếu muốn có đàn bà, chỉ cần hô một tiếng liền có cả trăm, chỉ cần hắn ra hiệu ngầm là chắc chắn có không ít con thiêu thân muốn lao vào chỗ chết. Chỉ có điều, hắn chung quy không phải là hạng người như vậy. Lại càng phải đề phòng những người đàn bà bên cạnh mình có dụng ý khác, bởi vì một khi người đàn bà trở nên thâm hiểm thì so với cánh đàn ông còn đáng sợ hơn nhiều lần. Mãi cho đến khi xuống máy bay, cô gái ngồi bên lúc nãy vẫn chưa chịu buông tha, cứ muốn hỏi hắn nhà ở đâu, lại còn muốn xin số điện thoại. Hạ Tưởng quả thực không muốn bị quấy rầy, mà da mặt lại mỏng, liền làm mặt lạnh nói. Tôi cho cô số của tôi ở thành phố Yến, ngày mai tôi về đó. Có trời mới biết cô gái này vui đến thế nào, giống như một bé gái đang nhảy lên vì sung sướng. Thật là trùng hợp, ngày mai em cũng tới thành phố Yến có chút việc. Thật là quá khéo. Hạ Tưởng thuận miệng nói số điện thoại của Tôn Hiện Vĩ cho cô gái đó cũng là trí nhớ của đồng chí Hạ Tưởng rất tốt, trong đầu nhớ số điện thoại của rất nhiều người, mở miệng nói ngay một dãy số, vừa may không bị nghi ngờ. Rốt cuộc vui vẻ mà đi rồi, đôi tay trắng muốt nhỏ nhắn vẫy chào tạm biệt, còn nháy mắt với hắn, thật là động lòng người. Tin tưởng vào khả năng ăn nói của Tôn Hiện Vĩ, hắn cười thầm có phải mình xấu xa quá không? Chờ cô gái đi xa rồi. Đang muốn gọi điện thoại cho Tôn Hiện Vĩ để dặn dò trước, nào ngờ kẻ xấu cũng tự có cái phúc của kẻ xấu, đúng lúc đó Tôn Hiện Vĩ gọi tới. Lãnh đạo, quốc khánh rồi, lãnh đạo đến thành phố Yến cùng anh em đón mừng chứ? Không đến được, năm nay quả thực rất bận, không có thời gian về thành phố Yến. Nói xong việc chính, sau đó hắn liền cười ha ha nói. Vừa nãy trên máy bay gặp được một người đẹp, nhất định muốn xin số điện thoại của tôi. Trong lúc vội tôi cho số của anh cho cô ta. Đúng rồi, cô ta tên là. Điện thoại vọng ra một tiếng, phụt, rõ ràng là Tôn Hiện Vĩ vừa bị sặc nước, một lúc sau y mới cười ha hả nói. Cảm ơn ân điển của lãnh đạo, xin anh yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn mong đợi. Hắn yên tâm rồi, cười đắc chí, lên xe chuyên dụng được phái đến đón hắn. Xe đến sân bay đón hắn, không phải là do Cổ Thu Thật phái tới. Cũng không phải của nhà họ Ngô, mà là xe của lão Cổ phái tới, càng chính xác hơn là Hứa Quán Hoa tới đón tiếp hắn. Hứa Quán Hoa cuối cùng cũng cưới được người đẹp làm vợ, y mãn nguyện lắm, tinh thần sảng khoái vui vẻ, vừa gặp Hạ Tưởng liền bắt chặt tay nói. Phó Bí Thư Hạ, cảm ơn, cảm ơn. Hạ Tưởng cười nới. Không cần cảm ơn tôi, phải cảm ơn Tùng Phong Nhi mới đúng, cô ấy đồng ý gả cho anh mới là phúc phận của anh đấy. Là phúc. Đại phúc ấy chứ. Y vui đến nỗi nói không trôi chảy, phải vài lần cầu hôn, Tùng Phong Nhi mới ưng thuận cử hành hôn lễ với y trong dịp quốc khanh, có thể coi là hạnh phúc không hề dễ có được, y chắc chắn phải coi trọng. Quả thực Tùng Phong Nhi mọi mặt đều xuất sắc hơn người, người đẹp lại có tài, trong mắt y gần như không có chút khuyết điểm nào. Hạ Tưởng lên xe, vừa thấy Hứa Quán Hoa không dùng lái xe riêng mà đích thân lái, không khỏi cười nói. Được thiếu tướng làm lái xe riêng, tôi thật đúng là may mắn. Đương nhiên chỉ là một câu nói đùa, biết y không mang theo lái xe, chắc là có chuyện quan trọng muốn nói. Trước hết nói về việc ở Lĩnh Nam. Y đi thẳng vào vấn đề. Ý của thủ trưởng là không muốn tôi nói nhiều, bởi vì suy nghĩ của tôi với suy nghĩ của ông ấy không giống nhau. Đáng ra tôi không nên nói việc này, nhưng đứng ở lập trường bạn bè, tôi vẫn muốn nói một câu. Lĩnh Nam ở ven biển, sóng to gió lớn, Phó Bí Thư Hạ. Anh tốt nhất nên ở lại tỉnh Tề, đợi sang năm nhiệm kỳ mới hãng xem xét việc chuyển đến nơi khác. Hứa Quán Hoa là sĩ quan quân nhân trẻ, đối với những tin tức trong quân đội chắc chắn linh hoạt hơn hắn, đối với công việc hành chính ở địa phương có lẽ y cũng không nắm bắt mấy, nhưng xuất phát điểm chắc chắn là đứng trên góc độ an toàn mà nói. Hứa Quán Hoa nói chuyện nghiêm túc như thế, thật ra chứng minh một điều, quân đội ở Lĩnh Nam có động thái bất thường. Lúc anh ở tỉnh Tương có mâu thuẫn với quân đội,
hiện tại quân khu Dương Thành có không ít kẻ vô cùng bất mãn với anh. Anh đi Dương Thành lúc này có lẽ tích lũy được vốn chính trị, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, e rằng có kẻ sẽ mượn chuyện mà sinh sự, phần đục chính trị, mặc oan tiếng xấu còn nhẹ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì hối hận cũng không kịp nữa. Phó Bí Thư Hạ, anh nghe tôi, dù gì cũng không được đến Lĩnh Nam. Tôi nghe được tin nói quân khu Dương Thành nhiều kẻ đều đang mong anh đi, bọn họ đã chuẩn bị hết rồi. Quân khu Dương Thành là một trong 7 quân khu lớn, lượng quân tác chiến khá ít, thực lực tổng hợp xếp hạng cuối trong 7 quân khu, nhưng vì có trọng trách phòng ngự một bộ phận các quốc gia Đông Nam Á, lại gánh trách nhiệm quan trọng là bảo vệ đảo Nam Hải. Cho nên, không hiếm lính khỏe mạnh, tráng kiện. Hạ Tưởng không trả lời trực tiếp vào vấn đề mà Hứa Quán Hoa vừa nói, ngược lại hỏi y. Rốt cuộc là ai muốn tôi tới Lĩnh Nam? Sao một chút tin tức tôi cũng không được biết? Hứa Quán Hoa kinh ngạc liếc Hạ Tưởng một cái, giống như là không hiểu vấn đề mà Hạ Tưởng đang nói với y. Anh không biết là ý của ai sao? Anh cũng được đấy, quá không có sự nhạy cảm chính trị rồi. Hạ Tưởng cười ha hả nói. Đừng vòng vo mãi nữa, có gì nói mau đi. Hứa Quán Hoa cũng cười nói. Thực ra anh sớm đã nên đoán được, không phải Tổng Bí Thư đề xuất trước, cũng không phải Bộ trưởng Ngô, thậm chí cũng không phải ủy viên nói. Trong lòng Hạ Tưởng đã rõ mười mươi, quả nhiên chiêu ném đá giò đường quả là diệu kế. Thực ra từ lúc Tần Khản bỗng nhiên khí thế ngút trời, lúc ở tỉnh Tề bắt đầu nhúng tay tham gia vào công việc hành chính, sau khi được Tống Chiêu độ tay chỉ rõ điều mấu chốt, Hạ Tưởng liền hiểu một điều, từ đầu tới cuối đều do một kẻ nấp trong bóng tối, âm thầm thao túng tất cả. Tần Khản, chỉ là tay sai ngoài ánh sáng cho kẻ đó ở tỉnh Tề mà thôi. Mọi việc đều phải xem xét kỹ lưỡng nguyên nhân, có lửa thì mới có khói. Hạ Tưởng trước những đợt tấn công của Tần Khản, cùng với việc từ trước đến nay gã chỉ biết dũng mãnh mà căn bản không hề suy xét đến đường lui mà rút ra được kết luận, Thái Khản bị làm cho kích động rồi. Nói cách khác là bị dao động rồi. Tần Khản tự cho là mình mưu cao hơn người, lại ỷ thế có chỗ dựa sau lưng, y nào biết được, y chẳng qua cũng chỉ là quân tốt trong bàn cờ mà thôi. Nhớ ngày đó, trong kế hoạch lớn của ngành muối, Tôn Tập Dân thân là phe phản đối, thà rằng liên kết với Hà Giang Hải để đối phó với áp lực của Hạ Tưởng. Thà rằng cách xa với Chu Hồng Cơ, cũng không muốn đi trên con đường đen tối, cũng là dựa vào một điểm bị thành công khích lệ. Nếu nghĩ xa hơn một chút, nhớ năm xưa khi Hạ Tưởng vừa mới tham gia trốn quan trường, một lòng vì dân phục vụ, bao nhiêu nhiệt huyết bao nhiêu hăng hái, thậm chí không ngại trở mặt với nhà họ Ngô, mục đích không phải vì nước vì dân hay sao. Chẳng qua sau khi trải qua nhiều chuyện, cũng là vì hắn đã kiên trì giữ vững những nguyên tắc vì nước vì dân mà bản thân đặt ra. Cuối cùng thần tượng mà hắn xây dựng trong lòng hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của hắn. Nói trắng ra là, hắn không thay đổi, thần tượng cũng không thay đổi, chỉ là đứng trước lợi ích, tất cả đều lộ diện bản chất thực sự. Mà lúc này, khi hắn nghe được là ai đề nghị cử hắn đi Lĩnh Nam, hắn càng hiểu rõ, không những trong lòng rõ hơn ai hết mâu thuẫn ở tỉnh Tề chính là do có bàn tay chỉ đạo sau lưng. Từ đầu khi ngành muối xảy ra những mâu thuẫn, đến nay Tần Khản vẫn rất hung hăng. Cùng với Trung ương ra mặt kéo giãn việc điều tra đối với Tần Khản, sau cùng đến sát chiêu điều hắn đi Lĩnh Nam. Một loạt những sắp đặt rất khôn ngoan rốt cuộc cho thấy một điều, vấn đề ở ngành muối chỉ là một mấu chốt, hắn thắng được lần đó, nhưng không có nghĩa là kẻ khác không tìm hắn tính sổ. Ai cũng không cam lòng nhận thua, huống hồ tính thêm lần trước thắng Diệp Thiên Nam, coi như hắn thắng hai ván. Vì vậy những kẻ bất mãn với hắn tính đến giờ ước chừng chắc đã đếm không xuể rồi. Thậm chí, nếu như cả việc khi ở Phẩm Đô lão cổ bày trận ô long cũng tính cho hắn, thì bây giờ ước chừng có không ít kẻ muốn ép hắn vào chỗ chết. Cũng may là hắn với phe phản đối tạm thời đạt được thỏa thuận thỏa hiệp, bằng không chắc chắn có kẻ muốn liên kết với phe phản đối đối phó với hắn. Lúc ở tỉnh Tề hắn cũng khiêm tốn đôi phần, cũng không giống như khi ở tỉnh Tương thu hút sự chú ý của kẻ khác. Nhưng vẫn có người từng giây từng phút chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của hắn không rời. Cho dù hắn có phạm sai lầm, hay là hắn ra tay, tóm lại vẫn đang đợi cho thời cơ chín muồi để tóm lấy hắn. Cũng thực sự làm khó cho đối phương rồi, nghĩ ra việc điều hắn đi Lĩnh Nam. Lĩnh Nam thực sự sóng to gió lớn, muốn hắn bị một con sóng lớn đánh ngã, mà tốt nhất là dìm chết hắn ở đó. Chủ ý quả là thâm hiểm, thực sự là cách hay. Nhưng vấn đề ở đây là, trước có nhà họ Ngô, sau có Tổng Bí Thư, lại thêm ý nguyện của hắn. Một số kẻ muốn được như ý muốn, cũng khó. Nghĩ thông suốt cả thảy,
Sau khi sắp xếp lại tất cả mọi việc, trong lòng Hạ Tưởng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, bộ dạng suy tư biến mất. Hắn dựa vào ghế, hỏi Hứa Quán Hoa. Cảm ơn anh Quán Hoa đã nhắc, trong lòng tôi đã có tính toán cả rồi. Tối nay có phải là cùng lão cổ ăn cơm không? Kẻ khác xưng hô lão cổ là cổ lão hoặc là thủ trưởng, được phép gọi thẳng lão cổ thì chỉ có đặc cách của Hạ Tưởng. Từ trước tới nay, chỉ có mình Hạ Tưởng mới dám xưng hô lão cổ, cho thấy quan hệ rất mật thiết giữa hai người. Thực ra là vì hắn quen với cách gọi như thế rồi, cũng chẳng có ý gì khác. Thủ trưởng đã sắp xếp xong rồi, tôi đến đón anh, cũng là ý của ông ấy. Hứa Quán Hoa trả lời, lại nói thêm một câu. Tuy nhiên bản thân tôi, cũng muốn đến đón anh, tiện thể cùng anh nói chuyện. Hạ Tưởng cười ha hả. Hiếm thấy, hiếm khi được anh Quán Hoa quan tâm, tối nay phải uống cho say mới được. Xe một mạch chạy thẳng đến biệt thự lão cổ, vừa xuống xe liền nhận được điện thoại của Tào Thù Lê. Anh đến chưa? Dì Tề hỏi thăm anh đấy, có thể sắp xếp thời gian đến đây ăn tối không? Con trai cũng rất nhớ anh đấy. Ngày mai đến vây, hôm nay thật sự không thể đến được. Được rồi, tùy anh vậy. Hình như anh vừa tới Bắc Kinh là rất được hoan nghênh rồi. Tào Thù Lê nửa đùa nửa trách hắn, thực ra cô cũng biết hắn ở Bắc Kinh quả thực rất được hoan nghênh. Nghĩ lại cũng đúng, bất giác, Hạ Tưởng từ khi đến Bắc Kinh chẳng có một ai quen thân, cho đến bây giờ thì khách quý chật nhà, rất được săn đón. Cũng coi như đã trải qua một hành trình gian nan. Đang nghĩ, Cổ Thu Thật đã gọi điện thoại tới. Đến rồi à? Lời của Cổ Thu Thật rất bình thường, càng cho thấy quan hệ giữa hai người không phải tầm thường. Không thấy cậu gọi điện thoại, tối nay cậu có lẽ không thoát được. Quán Hoa đến đón tôi, tối nay ở chỗ anh ta rồi. Hạ Tưởng nhắc tới Quán Hoa, là để Cổ Thu Thật biết được sắp xếp của hắn. Cổ Thu Thật liền hiểu ngay, cười ha hả nói. Trong dịp Quốc Khánh, tôi sẽ sắp xếp cho cậu gặp mặt Tổng Bí Thư. Tốt rồi, nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo. Hạ Tưởng nửa đùa nửa nghiêm chỉnh nói. Cổ Thu Thật cũng cười nói. Quốc Khánh năm nay có lẽ sẽ có không ít chuyện, cậu nên uống ít rượu, cần phải giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo. Tôi vốn không phải người thích uống rượu. Ha ha! Hắn với Cổ Thu Thật nói chuyện điện thoại xong, thấy Hứa Quan Hoa đang đứng một bên, còn Cổ Ngọc đã niềm nở ra đón. Cổ Ngọc về Bắc Kinh trước Hạ Tưởng, còn Nghiêm Tiểu thì Quốc Khánh năm nay đột nhiên thấy nhớ nhà liền quay về tỉnh Tương rồi. Nghe nói Mai Hiểu Lâm có công chuyện cũng không thể về Bắc Kinh được. Vậy thì có thể gặp Nghiêm Tiểu thì rồi. Lão Cổ đứng trong sân, tay chống gậy, nét mặt tuy rất vui vẻ, nhưng trong làn gió nhẹ mùa thu, mái tóc hoa râm khẽ hất lên, ánh mắt không còn sắc sảo như trước. Năm tháng trôi nhanh như bay, khiến cho người ta già đi. Hạ Tưởng quen biết Lão Cổ hơn 10 năm rồi, cứ coi như Lão Cổ có thể sống được 100 tuổi, bây giờ cũng đã đến lúc xế chiều rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, đời người như một cuộc tranh đấu. Ngoại trừ thực sự đem lại hạnh phúc cho nhân dân, thì những thứ mà một đời người có thể để lại quả thực quá ít. Vương hầu quý tộc, cho dù là bậc đế vương, chung quy cũng chỉ là một hạt cát trong lịch sử, rồi cũng bị lãng quên mà thôi. Hắn nhẹ nhàng kéo tay Cổ Ngọc ra khỏi tay ha trước mặt lão cổ, tốt hơn là không nên quá thân mật, mặc dù gần đây Cổ Ngọc rõ ràng dính lấy hắn rất lộ liễu bước nhanh tới trước mặt lão cổ, nhẹ nhàng đỡ lão dậy. Lão cổ ngẩn ra. Rõ ràng không muốn hắn đỡ, nhưng chỉ từ chối một lúc, liền chấp nhận. Lão gật gật đầu, sau đó thì tiến đến trước một cây du, dùng tay vỗ vào thân cây, cảm động nói. Bây giờ trong thành phố ít thấy cây du này rồi, hồi trước cây du chính là cây cứu mạng. Lõi cây ăn được, vỏ cây cũng ăn được, nhớ lại lúc khó khăn nhất, một gốc cây du có thể cứu sống cả một gia đình. Cây du này, do chính tay tôi trồng, lâu lắm rồi. Lão cổ đối với cây du này rất có tình cảm, vuốt vuốt thân cây mà khẽ mỉm cười. Từ một cái cây nhỏ giờ đây đã vươn mình cao lớn, trở thành một gốc đại thụ sừng sững, trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, được như ngày hôm nay thật không dễ dàng. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Hạ Tưởng, cậu hiện tại mặc dù cũng xem như là đã bám rễ sâu lá tốt, nhưng vẫn còn thiếu chút lão luyện. Hạ Tưởng trong chốc lát tim đập dồn dập, nghĩ đến Hứa Quan Hoa chủ động đến đón hắn. Trên đường còn khuyên hắn không nên đến Lĩnh Nam, nhưng lại không hề nhắc tới thái độ của lão cổ như thế nào. Bây giờ xem ra, trong việc đi Lĩnh Nam, thái độ của lão cổ và Hứa Quán Hoa không giống nhau. Lão cổ chẳng lẽ tán thành việc hắn đi Lĩnh Nam? Thực ra có lẽ suy nghĩ của cậu có phần hơi nóng vội,
đi lĩnh Nam chưa chắc không phải là một dịp tốt. Lão cổ cuối cùng cũng nói đến điểm mấu chốt, lão thu cánh tay đặt trên thân cây lại, đặt tay lên vai Hạ Tưởng, nói. Cổ Ngọc và Quan Hoa đều không muốn cậu đi lĩnh Nam, ý của họ đều là vì muốn tốt cho cậu, nhưng cách nghĩ lại quá bảo thủ, lại quá nặng tình. Tôi rất muốn phê bình Quan Hoa, thân là quân nhân, sao có thể không có chút dũng khí như thế chứ? Nó vừa rồi chắc chắn cũng có khuyên cậu rồi, đúng không? Hạ Tưởng gật đầu. Lời của Quan Hoa, giống như suy nghĩ của tôi. Cho dù lão cổ xuất phát từ mục đích nào đi chăng nữa, Hạ Tưởng không bao giờ cho rằng một người đường đường chính như lão cổ lại có thể bị kẻ khác xúi dục, sẵn lòng đem tiền đồ của hắn đến lĩnh Nam làm thử nghiệm. Phải nói, động cơ của lão cổ và người đề xuất hắn đến lĩnh Nam, hoàn toàn khác nhau. Nhưng hắn vẫn muốn nói cho lão cổ biết suy nghĩ thực sự của hắn, bởi vì hắn biết, nếu hắn nói thật thì chắc chắn lão cổ cũng phải nói ra chân tướng. Lão cổ cười lớn. Sao vậy, không có tinh thần nữa? Cậu mới bao nhiêu tuổi, tôi khi ở tuổi của cậu bây giờ đang cầm súng dũng cảm xông pha ngoài chiến trường. Mới có một thời gian làm phó bí thư tỉnh ủy, sao trông dáng vẻ đã già nua thế kia? Cũng phải, hầu hết phó bí thư tỉnh ủy của các tỉnh đều 5-60 tuổi. Cho dù không như lão cổ nói dáng vẻ già nua nặng nề, thì cũng là dày dặn kinh nghiệm đến một chút phấn chấn cũng không có. Việc ở tỉnh Tề vẫn chưa kết thúc, tôi làm việc không thể có đầu mà không có cuối. Hạ Tưởng muốn giải thích thêm. Cậu ấy à? Lão cổ thở dài một tiếng, nhìn thấy Cổ Ngọc bưng trà đến, Quan Hoa thì đứng nghiêm ở đằng xa, cứ như là đang thi hành nhiệm vụ. Ông bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười. Cổ Ngọc, con bé đối với cậu thật quá tốt. Tên tiểu tử cậu quá may mắn, Quan Hoa là do bị cậu dùng mỹ nhân kế nên bây giờ trong lòng vô cùng cảm kích. Tôi miễn dịch với cậu rồi, cậu có nói gì cũng không làm tôi lung lay. Nói một hồi, Cổ Ngọc tới rót trà. Lão cổ và Hạ Tưởng trong làn gió thu hưu hưu thổi, mặt đối mặt ngồi dưới gốc cây du, kê một chiếc bàn gỗ mộc, hai cái ghế, mà bàn bạc chuyện quốc gia đại sự. Cậu cũng nên hiểu rõ hai điểm. Thứ nhất, tôi hy vọng cậu tới lĩnh Nam. Chính là vì ván cuối cùng ở tỉnh Tề, tốt nhất cậu không nên nhúng tay vào. Suy cho cùng cũng không liên quan tới lợi ích cá nhân cậu, cần gì phải vì một bên mà trở mặt với bên kia. Đấu đá chính trị, bên nào cũng không phải bên chính nghĩa. Lão cổ nhấp một ngụm trà, khen. Tài pha trà của Cổ Ngọc này dạo này tiến bộ nhanh quá, xem ra còn vượt qua cả tôi rồi. Con gái quan trọng dung hạnh, cũng có nghĩa là phải biết cách pha trà và nấu ăn ngon. Hạ Tưởng không nói gì, chỉ cười, hắn hiểu rõ lão cổ nói xen chuyện Cổ Ngọc vào là vì muốn làm dịu bớt bầu không khí, cũng là vì muốn biểu lộ sự yêu mến của ông đối với hắn không hề thay đổi. Nhưng yêu mến là yêu mến, chính kiến thì vẫn là chính kiến, không thể coi là một được. Điểm thứ hai, tôi hy vọng cậu ở lĩnh Nam có thể bước vào con đường chính bộ. Quân khu Dương Thành mặc dù nguy hiểm, nhưng nơi càng nguy hiểm thì lại càng an toàn, đồng thời, càng gặt hái lớn. Cậu có kinh nghiệm đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh ở lĩnh Nam, thì khoảng cách với cục chính trị lại gần hơn không ít. Sau đó lão cổ lại nói một câu khiến Hạ Tưởng cực kỳ cảm động. Tôi với lão Ngô cũng đã nói với nhau rồi, hy vọng hai lão già chúng tôi cố gắng sống thêm vài năm nữa, bằng sức lực của đôi tay già nua, cộng thêm một chút sức lực của hai thân già, nhất định khi còn sống phải đưa cậu vào cục chính trị. Khi ăn tối, Hứa Quan Hoa ngồi ở phía dưới không nói một lời. Cổ Ngọc thì luôn tay đơm cơm, rót nước, giống như con bướm bay qua bay lại. Cổ Ngọc và Hạ Tưởng có thói quen giống nhau, không thích có người khác hầu hạ, thà mình tự động tay làm. Cho dù Cổ Ngọc có cố hết khả năng làm bầu không khí thêm phần sôi động, nhưng không có hiệu quả. Lão cổ vẫn xa sầm nét mặt, chỉ ăn vài miếng rồi bỏ đũa, trợn mắt nhìn Hạ Tưởng. Người già rồi, có lúc tính cách rất nực cười, người già trẻ nhỏ rất giống nhau. Đừng thấy lão cổ trước đây khi còn trẻ uy phong lẫm liệt, cho dù bây giờ nét mặt lập tức nghiêm nghị, cũng làm cho Hứa Quan Hoa áp lực cực độ. Nhưng Hạ Tưởng lại không sợ lão cổ, bởi vì suy cho cùng hắn cũng không phải quân dưới quyền lão. Từ đầu khi quen biết lão cổ, hắn đã không sợ lão, chính vì thế luôn cho rằng lão là một người uy nghiêm có thừa nhưng cũng không quá ngang tàng. Tuy ngang tàng nhưng vẫn giảng đạo lý, cũng có mặt thú vị và cơ trí của nó. Tuy không bằng lão Ngô gần như tính toán không lộ chút sơ hở, nhưng lão cổ vẫn là một trong hai bậc lão thành mà hắn kính trọng nhất. Nhưng vẫn là câu nói đó, kính trọng không thể thay thế cho sự lựa chọn trên chính trường. Kính nể thì kính nể,
lần đầu tiên Hạ Tưởng thể hiện sự cố chấp của mình trước mặt lão cổ, chính là vì không đồng ý với sự sắp đặt của lão. Mặc dù hắn không muốn ác ý suy đoán lão cổ hùa theo sự đề đạt của thủ tướng là nhất thời hồ đồ, thà tin rằng lão tương kế tựu kế cũng có cái lý của lão. Hắn cũng đã từng nghĩ đến nếu như đi lĩnh nam, vượt qua nguy hiểm trước mắt, qua đến nhiệm kỳ sau, Trần Ngai Thiên vào thường vụ, thuận theo tình thế mà được điều vào trung ương, đến lúc đó từ chủ tịch tỉnh thuận lợi mà lên đảm nhiệm chức vụ bí thư tỉnh ủy. Đến lúc ấy biết đâu may ra hắn lại được tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh. Tiếp đó nếu như vẫn thuận buồm xuôi gió, sau khi mãn nhiệm kỳ, lấy thân phận bí thư tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam mà bước vào cục, xem như vẫn không mất đi tiền đồ tươi sáng, có thể quang minh chính đại mà ngẩng cao đầu. Những mơ tưởng bao giờ cũng tốt đẹp, nhưng thực tế lúc nào cũng phũ phàng. Không những phải đối mặt với nguy hiểm tột cùng, mà còn phải ý thức được sự bất mãn của một số kẻ ở quân khu Dương Thành mà Hứa Quan Hoa đã nhắc đến. Giả sử hắn vượt qua hết mọi khó khăn, đứng vững được ở Lĩnh Nam, sang năm có được đảm nhận chức chủ tịch tỉnh hay không, suy cho cùng cũng là một tỉnh có nền kinh tế phát triển mạnh, lại do một kẻ chưa đầy 40 tuổi giữ chức chủ tịch tỉnh, khó mà khiến cho kẻ dưới phục tùng. Cho dù Cổ Thu Thật trước 40 tuổi cũng không leo lên đến chính bộ, tuy nói điều thần thoại cũng có thể bị phá bỏ, nhưng phần lớn những người mới 40 tuổi đã vào được chính bộ thì đều đã ở trung ương đoàn quá độ một thời gian. Đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh của một tỉnh có nền kinh tế phát triển mạnh nhất, Hạ Tưởng quả thật không dám tưởng tượng. Lão cổ nghĩ cho con đường chính trị của hắn, tuy là nguy hiểm khắp chốn, nhưng cũng thể hiện sự quan tâm chân thành của lão dành cho hắn. Chỉ có điều Hạ Tưởng muốn nói rằng, Lĩnh Nam mấy năm gần đây những người từ chủ tịch tỉnh trực tiếp thăng nhiệm lên bí thư tỉnh ủy, càng ngày càng ít, chỉ vì bí thư tỉnh ủy Lĩnh Nam nhất định phải do ủy viên bộ chính trị kiêm nhiệm. Thông thường những chủ tịch tỉnh chưa đủ tư cách vào cục, hoặc là sẽ thuyên chuyển công tác đến tỉnh khác, hoặc là sẽ trực tiếp xuống đài. Hơn nữa còn một điểm Hạ Tưởng nhất định phải cân nhắc kỹ, mấy năm gần đây đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh đều là người Lĩnh Nam, trung ương mặc dù không bổ nhiệm người Lĩnh Nam đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, nhưng giữ chức chủ tịch tỉnh vẫn là người Lĩnh Nam. Hắn không những là người bên ngoài đến, tuổi đời còn trẻ, khả năng được đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh thật rất thấp. Cũng không tiện nhắc nhở lão cổ về quá nhiều tình tiết bên trong đó, e rằng sẽ khiến cho lão cổ nghĩ nhiều. Hạ Tưởng chỉ muốn kiên quyết nói cho lão cổ biết, hắn nhất định phải ở lại tỉnh Tề, vì kế lớn bình yên đại cục ở tỉnh Tề. Hắn tốt nhất không nên rời tỉnh Tề, hắn muốn ở tỉnh Tề suôn sẻ làm đến hết nhiệm kỳ. Nhưng lão cổ cũng rất cố chấp mà nói với Hạ Tưởng, có thể ở Lĩnh Nam làm đến hết nhiệm kỳ, bởi vì hiện tại thời cơ đặc thù, không cần câu nệ một nhiệm kỳ hay là nửa nhiệm kỳ. Sang năm bầu cử nhiệm kỳ mới, là cơ hội 10 năm mới có một, bỏ lỡ cơ hội tốt này, thì không còn cơ hội nào nữa. Hạ Tưởng không nghĩ như vậy, vẫn giữ lập trường cũ, kết quả làm cho lão cổ tức giận mà phẩy tay áo bỏ đi. Mặc dù tức giận, nhưng cơm thì vẫn nên ăn. Cổ Ngọc và Hứa Quan Hoa đương nhiên biết giữa Hạ Tưởng và lão cổ có mâu thuẫn, Cổ Ngọc như con bướm vui vẻ, cố gắng làm dịu đi bầu không khí nặng nề, nhưng rõ ràng, cô rất vui. Không phải vui vì lão cổ tức giận, mà vui vì Hạ Tưởng đã khước từ lời đề nghị của lão cổ. Hứa Quan Hoa không tiện xen vào, buộc lòng đứng ngoài xem mà không nói được một lời, y cũng thật sự không có lời nào để nói. Lão cổ có lẽ nghĩ những người ngồi trong bàn ăn này, đều không có cùng ý kiến với lão, lại càng không vui, gạt bát cơm sang một bên đi vào thư phòng. Lão cổ vừa đi, không khí mới dịu xuống, Cổ Ngọc lén làm mặt hề, nói khẽ. Mặc kệ ông, có tuổi rồi nên tính khí như trẻ con, ngày mai chắc chắn lại không sao. Ông tức giận thì cứ để ông tức giận, người già rồi, tức giận cũng tốt, có lợi cho sức khỏe. Cổ Ngọc rất sung sướng, đương nhiên vì cô cho rằng Hạ Tưởng nghe theo lời của cô. Chỉ cần tốt cho Hạ Tưởng, ông nội có tức giận cũng không sao cả, biểu hiện của nữ sinh hướng ngoại thể hiện thông qua Cổ Ngọc một cách rất sâu sắc. Hứa Quan Hoa cũng nói nhỏ. Thủ trưởng dễ nóng giận, ông ấy giận anh, chứng tỏ ông ấy thực lòng quan tâm anh. Không sao, tôi ủng hộ anh. Nói xong, y còn cười khẽ, cũng là có chút đắc ý. Được, mấy người đều đứng ở phía đối lập với lão cổ vui vẻ được mới là lạ. Sau khi ăn cơm tối xong, Hứa Quan Hoa xin phép về, cũng không ở lại lâu thêm. Y cũng không muốn làm nơi chút giận cho thủ trưởng, y hiểu hơn ai hết, thủ trưởng yêu thương Cổ Ngọc, quan tâm Hạ Tưởng, chỉ có y là có thể tùy tiện bị mắng, tốt hơn hết 36 kế chuồn là thượng sách. Hứa Quan Hoa vừa rời khỏi, Hạ Tưởng cũng muốn đi.
Vừa mới bước tới cửa, lão cổ lại từ thư phòng đi ra, mặt xa sầm nói. Cậu không được đi đâu, tối nay ở lại đây, đêm nay nghĩ cho kỹ, ngày mai tôi còn có chuyện hỏi muốn hỏi cậu. Vừa nói xong liền quay lưng, đóng sầm cửa lại. Thật sự là một trẻ em già khiến cho người khác không nói được lời nào, Hạ Tưởng đành phải ở lại. Nửa đêm, nghe bên ngoài tiếng côn trùng kêu vang, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh phơ phất, cũng thật thoải mái. Nhưng Hạ Tưởng vẫn không tài nào ngủ được, vẫn đang nghĩ tới lời lão cổ nói. Thực ra hắn cũng không phải đang do dự việc có nên đồng ý hay không, mà là nghĩ lão cổ khi nào hết giận. Hắn cũng không lo lão cổ giận hắn mãi, dựa vào sự hiểu biết của hắn về lão cổ, thì ngày mai chắc chắn hết giận. Cho dù không hết giận hoàn toàn, thì cũng sẽ bớt hơn phân nửa. Nếu không hết giận, hắn có cách khác để nói lại với lão cổ, cam đoan không khiến cho lão cổ vì việc lĩnh nam mà giận hắn nữa. Đang mơ mơ màng màng, khi sắp ngủ say, bỗng cảm giác có một bóng dáng mơ hồ nhẹ nhàng vào phòng, làm hắn giật mình. Mở mắt nhìn, Cổ Ngọc mặc áo ngủ màu trắng, dưới ánh trăng thanh, nàng đi chân đất nhẹ nhàng, tựa như nàng tiên lướt vào phòng hắn. Cổ Ngọc sau khi vào phòng, nhưng lại không lên giường, mà lại rón ra rón rén đi về phía cửa sổ dưới ánh trăng, khuôn mặt cô buồn bã, ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài cửa sổ, cũng không biết nhớ tới cái gì, lúc ấy trông cô như kẻ thất thần. Nhìn từ bên cạnh, khuôn mặt cô như đắm chìm trong ánh trăng bên trong, cả thân hình như đang tắm dưới ánh trăng, mà dáng vẻ của cô khi ngắm trăng đẹp tựa hằng nga, khiến người ta vô cùng mơ tưởng. Cổ Ngọc lúc này, lộng lẫy như là một viên ngọc, không phải vì thân thể uyển chuyển, khuôn mặt thanh tú của cô, mà là thần thái. Quả thực khi ấy cô như xuất thần, đôi mắt chăm chú cùng nét mặt của cô, khiến trong lòng Hạ Tưởng bỗng cảm thán hay cho câu ngắm trăng đêm xuân, tâm hồn trở thành chim đỗ quyên. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người đẹp tựa ngọc, ngắm trăng mà nhớ người, có lẽ trong rất nhiều câu thơ, xuyên suốt qua năm tháng, vẫn có thể nhớ tới vô số những tưởng niệm buồn của người nữ nhân chi cổ. Nhưng Cổ Ngọc lúc này với ánh mắt mải miết, có hồn mà lại xa xăm, vô lo vô nghĩ, chỉ là những suy nghĩ lúc có lúc không, khiến cho Hạ Tưởng nhất thời ngây ngất. Ngoài cửa sổ tiếng côn trùng càng kêu vang, càng làm tôn lên sự tĩnh mịch và vẻ đẹp của màn đêm, ngay tại đêm thu lành lạnh mà say lòng người này. Hạ Tưởng lần đầu tiên hồi tưởng lại mọi thứ đã qua, cũng không biết giờ thế nào, người ra sao. Không biết bao lâu, Cổ Ngọc như chợt bừng tỉnh, đóng cửa sổ, quay người lại, chiếc váy ngủ trên người tuột xuống, cô như con mèo nhỏ nhẹ nhàng nằm lên giường hắn, mặt đẫm nước mắt. Em nhớ bố mẹ quá, nhớ cả bà nội, em cũng nhớ anh nữa. Cũng không biết người con gái yếu như viên ngọc, có tâm tư yếu đuối thế nào. Dù sao nước mắt của cô, trong nháy mắt cũng đã làm tan chảy trái tim Hạ Tưởng. Em còn có anh. Hạ Tưởng nói. Em hy vọng có anh mãi mãi. Cổ Ngọc vẫn rơi lệ không ngừng, thân thể của nàng lạnh ngắt, dính sát vào người hắn. Hãy ôm chặt em muốn cảm nhận được hơi ấm cơ thể anh. Đêm trăng thu, Hạ Tưởng và Cổ Ngọc lại một lần nữa hòa vào nhau, nhưng lại có được sự hòa hợp trong tâm hồn mà trước nay chưa từng có. Một người đàn ông có thể giữ được thân thể một người đàn bà, nhưng chỉ khi người đàn ông đó thật lòng quan tâm tới những tâm sự và nỗi buồn phiền của người phụ nữ ấy, lúc đó cô ấy mới là duy nhất của anh. Ngày hôm sau, Cổ Ngọc không lặng lẽ về phòng mình, mà từ sáng sớm đã đi ra từ phòng Hạ Tưởng, thoải mái mà chào hỏi lão cổ đang ngồi ở phòng khách đối diện. Ông nội, buổi sáng tốt lành. Lão cổ phút chốc sừng sốt, nhìn vẻ thản nhiên của Cổ Ngọc, lại bất đắc dĩ lắc đầu mà cười. Nhưng cũng không nói gì Cổ Ngọc, lão nhìn Hạ Tưởng đứng phía sau Cổ Ngọc, hỏi. Thế nào, đã nghĩ thông suốt chưa? Nghĩ thông suốt rồi. Da mặt Hạ Tưởng cũng khá dày, tuyệt nhiên không hề thấy ngại ngùng. Vì không muốn khiến cho Cổ Ngọc lo lắng, tôi tốt hơn nên ở lại tỉnh tề. Cậu! Lão cổ thiếu chút nữa uất nghẹn. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng nói được một câu, chí ít cũng làm cho lão cổ bớt giận. Ông nên nghĩ đến một khả năng khác. Chính là tôi tới lĩnh nam rồi, có lẽ sẽ thất bại thảm hại, cuối cùng trở thành vật hy sinh mà thôi. Dù sao lĩnh nam là chiến trường, súng đạn vô tình. Chẳng may lĩnh nam thất bại nặng nề, chẳng lẽ không phải tổn thất nhiều hơn được hay sao? Còn nữa, lĩnh nam cách Bắc Kinh quá xa, rất bất tiện mỗi lần quay về thăm ông và Cổ Ngọc. Lão cố không nói gì nữa, mà dường như đang suy tư điều gì, một lúc sau mới lên tiếng. Ăn sáng đã, ăn xong. Cậu lập tức đi đi, lão Ngô có lời muốn nói với cậu.
Chẳng lẽ ông cụ Ngô cũng tán thành việc hắn đến lĩnh Nam? Sao có thể như thế được? Hạ Tưởng không còn lời nào để nói, tại sao bây giờ người có tuổi rồi đều nhiệt huyết và mạnh mẽ hơn hắn? Sau khi ăn xong, Hạ Tưởng cũng không ở lại nữa, liền ngay lập tư xê tức lên đường. Dù sao trong dịp quốc khánh cũng sẽ rất bận, ngày kia lại là ngày vui của Hứa Quan Hoa, lịch trình của hắn sắp xếp không có thời gian rảnh. Mới đi đến nửa đường, hắn lại nhận được điện thoại của Trần Ngai Thiên. Phó Bí Thư Hạ, nghe nói anh đang ở Bắc Kinh. Hạ Tưởng rất nhức đầu, việc điều hắn đi lĩnh Nam hơi kỳ lạ, bản thân là người trong cuộc cũng chẳng hề hăng hái thì thôi, bên phía Tổng Bí Thư, phía ông cụ Ngô đều không có một chút động tĩnh. Nhưng Trần Ngai Thiên, kẻ mà hắn không quen thì lại cố ý muốn gặp hắn, rốt cuộc là do bên nào khởi xướng. Quả thật, Trần Ngai Thiên thân là ủy viên Bộ Chính trị, y có quyền trực tiếp đề cử lên Trung ương danh sách bộ máy ủy viên tỉnh lĩnh Nam. Nhưng y nóng vội như vậy, lẽ nào lĩnh Nam đã đến mức độ không thể chờ đợi được? Tôi muốn gặp ông cụ Ngô trước. Hạ Tưởng phải cung kính nói, vừa không được thể hiện quá nhiệt tình. Nếu không dễ tạo cho đối phương có cái nhìn sai, cho rằng hắn có ý đã muốn đi lĩnh Nam từ trước. Bí thư Trần có chuyện gì? Câu nói cuối cùng hiển nhiên biết rõ còn cố hỏi. Trần Hạo Thiên ha ha cười, không để bụng đối với sự kính trọng mà không dám gần của Hạ Tưởng. Được, đợi sau khi cậu gặp được ông cụ Ngô thì nhớ gọi điện cho tôi. Tôi ở cùng Thu Thật, muốn ăn cơm cùng cậu. Hạ Tưởng từ trước đến giờ chưa từng cảm thấy bản thân được coi trọng như thế này. Hai vị ủy viên Bộ Chính trị sợ bị từ chối liền cùng nhau mời hắn ăn cơm. Vinh hạnh biết bao, chẳng qua là nhiều vinh hạnh, hắn cũng biết nếu Trần Hạo Thiên đã dụ cổ Thu Thật ra mặt, hiển nhiên việc đổi chỗ cho hắn đi lĩnh Nam thật lòng là tình thế bắt buộc. Trần Hạo Thiên càng như thế, trong lòng Hạ Tưởng càng thiếu tự tin, sao lại có thể như thế? Công bằng mà nói thì lĩnh Nam phong hỏa liên thành cũng tốt, lũ lụt ngập trời cũng tốt, nhưng vẫn không liên quan tới chuyện của hắn. Hắn đã từng đảm nhận qua mấy lần vai người cứu hỏa, không muốn lại làm con thiêu thân đâm đầu vào lửa, thật lòng không muốn. Chuyện của Tỉnh Tề mới là chuyện làm hắn bận tâm nhất. Tần Khản chưa diệt được thì Tỉnh Tề còn chưa xong. Không phải Hạ Tưởng kiêu căng, cơ bản là cả Tỉnh Tề. Có thể dựa vào cá nhân hóa giải toàn bộ thế công của Tần Khản, không phải hắn thì còn ai nữa. Chẳng qua phỏng đoán thì là như thế, làm cho Trần Hạo Thiên thấy được năng lực cân đối các bên của hắn, mới tranh thủ lúc ở Tỉnh Tề đang có chút yên bình muốn điều hắn đi khỏi Tỉnh Tề. Nhưng Tỉnh Tề chỉ là tạm thời yên bình, Hạ Tưởng tin rằng, sự xung kích của làn sóng sau đang trong công tác chuẩn bị. Nhất định phải nói rõ ràng với ông cụ Ngô, không thể để ý nguyện của Trần Hạo Thiên thành sự thật được. Hắn cũng muốn một lần tự mình thực sự quyết định vận mệnh bản thân. Không ngờ vừa mới đặt điện thoại xuống thì lại có điện thoại đến. Vốn dĩ không muốn nhận thêm cuộc gọi, dẫu sao thì cũng đang lái xe. Khi nhìn vào điện thoại thì ra là nha nội, đành phải nhận điện. Phó Bí Thư Hạ đến Bắc Kinh cũng không nói một tiếng, sợ tôi mời cơm sao? Hay lại có ý kiến gì với anh em sao? Nha nội thân thiết hơn trước nhiều rồi, vẫn gọi Hạ Tưởng xưng anh gọi em. Nên biết một người có thân phận như nha nội, không phải với bất kỳ ai cũng dễ dàng xưng anh gọi em. Huống hồ Hạ Tưởng chẳng qua cũng chỉ xuất thân từ dân đen. Có thể đường đường chính chính được nha nội gọi là anh em, Hạ Tưởng quả thật cũng không đơn giản. Nào dám có ý kiến với Chủ tịch Cao, tôi sợ Chủ tịch Cao là người bận rộn, không dám lắm phiền. Hạ Tưởng nói khách khí, hắn đối với cách xưng hô anh em của nha nội rất sửng dưng. Đủ biết giữa hắn và nha nội không thể nào trở thành anh em được, trong quan trường có chỗ nào cho anh em. Chỉ có cấp sở trở xuống mới nói đến nghĩa khí giang hồ, nha nội xưng hô như thế chẳng qua thuận miệng nói cho thân thiện mối quan hệ. Hơn nữa, gần đây hắn đang đứng ở lập trường của Tỉnh Tề, có lợi lớn đối với bè cánh nha nội. Làm gì có chuyện làm phiền, xa lạ quá, Phó Bí Thư Hạ, trong dịp quốc khánh, nói gì thì nói cũng phải mời được cậu, nếu cậu không đến. Là xem thường người anh em này, cứ quyết định vậy đi nha. Tạm biệt. Nha nội cũng thẳng thắn, nói dập máy là dập máy luôn. Hạ Tưởng lắc đầu, từ khi nào hắn lại được hoan nghênh như thế ở Bắc Kinh? Chỉ là suy nghĩ còn một đống việc cần được giải quyết ngay, ví dụ như là gặp mặt với ông cụ Ngô, hay là gặp mặt với Trần Hạo Thiên và Cổ Thu Thật, lại còn ăn cơm với cô Tề. Đúng rồi, Cổ Thu Thật nói muốn sắp xếp cho hắn gặp mặt và nói chuyện với Tổng Bí Thư. Lại thêm Hứa Quan Hoa có hôn lễ nữa. Cả kỳ nghỉ lễ quốc khánh, hắn giống như con quay bận quay vòng vòng suốt ngày.
mà phải xem có cơ hội ăn cơm với nha nội không, xem lại đã rồi tính, cơm có phải ăn không tuyệt không quan trọng, mà quan trọng là nha nội có thể không nắm rõ được kế hoạch chiếm đoạt lấy Bắc Kinh là nhằm vào ai, hắn thì lại nắm rõ. Lại thêm ẩn họa mai phục từ tập đoàn Đạt Tài, giữa hắn và nha nội sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến. Hạ Tưởng hôm nay lái xe một mình, tuy hắn ở trong Bắc Kinh không dám nói là đã hô phong hoán vũ, nhưng ít nhất cũng lái được xe, tuy không cần diễu võ dương oai, cũng không cần giống như người bình thường, lại thêm sự việc đích thật có chút vội, hắn liên tục vượt xe, muốn tiết kiệm một chút thời gian trên đường. Tắc đường ở Bắc Kinh thật sự rất nghiêm trọng đến nỗi đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế quốc dân. Xe của Hạ Tưởng là loại xe phổ thông của Magotan, Magotan hơn 200.000 tệ có lẻ, ở Bắc Kinh thì tuyệt đối không phải là loại xe tốt đẹp gì, có điều động cơ 2.0T cũng không tồi, sau khi liên tiếp vượt qua mấy chiếc xe thì cũng có người ý kiến, cho rằng Hạ Tưởng cố tình gây hấn, thậm chí có một chiếc Ferrari bị Hạ Tưởng bỏ lại phía sau liền gầm lên một tiếng tăng ga rồi vượt qua. Đối phương là một người đầu húi cua tầm 30 tuổi, vẫn không phục và lườm Hạ Tưởng mấy lần. Hạ Tưởng mặc kệ y, hắn thật sự có chuyện, chứ không phải thấy chán vì vô vị mà chơi trò vượt xe ở đại lộ lớn ở Bắc Kinh, càng không phải như là bọn công tử nhà giàu hoặc con quan nhàn rỗi không có chuyện lái mấy chiếc xe thể thao. Một người có thể không có trách nhiệm đối với sinh mệnh của bản thân, nhưng phải có trách nhiệm đối với sinh mệnh của người khác. Chỉ là làm Hạ Tưởng thật không nghĩ đến là, đối phương thật muốn đối phó với Hạ Tưởng vượt xe gã cũng vượt, thậm chí tên đầu cua còn cố ý ép Hạ Tưởng đua. Ỷ vào ưu thế xe thể thao nhỏ khí lực lớn, cố ý tạo cản trở với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tức quá, vốn dĩ muốn dạy dỗ gã một chút, nhưng nghĩ lại lại thôi, dù sao cũng gặp mặt ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời lại là người gặp mặt nói chuyện với Tổng Bí Thư, cần gì phải chấp vặt với một tên tiểu tốt. Hạ Tưởng liền chạy chậm xe chuẩn bị chuyển hướng khác. Tại giao lộ ở phía trước, hắn liền chạy chậm vào làn đường bên phải, sau đó rẽ phải. Ferrari của tên đầu cua đã đi qua giao lộ, hiển nhiên muốn quay đầu lại là điều không thể, Hạ Tưởng thậm chí có thể thấy rõ, phía trước tên đầu cua ngoáy đầu lại với vẻ mặt buồn chán. Trong lòng nghĩ thật sự có nhiều người quá nhàm chán, lấy vô vị làm điều hứng thú, lấy vô tri làm cá tính. Đang nghĩ, vừa ngẩng đầu, phát hiện một cảnh tượng làm hắn dương mắt đờ đẫn. Làm cho Hạ Tưởng dương mắt đờ đẫn không phải do sau khi hắn rẽ phải mới phát hiện. Thì ra hắn rẽ vào chính là đường một chiều, càng không may đó là hắn đang đi ngược chiều, cùng lắm là quay đầu trở về là được, nhưng mà hắn nhìn thấy bên đường cảnh tượng thật khiến người ta phát hỏa. Một người đàn ông đang nắm chặt tóc một người con gái, đánh vào hai bên mặt còn không tính làm gì, còn chân liên tiếp đá vào cô ta, đều là những cú đấm cú đá thực sự. Một thằng đàn ông đứng bên đường đánh dữ dội vào một người con gái, vốn dĩ đã là một chuyện căm phẫn rất mất mặt rồi. Đàn ông đánh đàn bà thì chẳng phải là anh hùng hảo hán gì, huống hồ đến cả người cũng không tránh, đánh chẳng kiêng nể gì. Đánh thì đã đánh rồi, đằng này lại còn vừa đánh vừa chửi, lời lẽ cũng khó nghe. Kỳ thực với tính cách của Hạ Tưởng, tuy có mặt ghét cái ác như kẻ thù, nhưng cũng không đến mức quan tâm đến cả chuyện khác, nhất là ở Bắc Kinh, nhất là hắn còn có chuyện gấp, chẳng qua là khi hắn thấy rõ người con gái bị đánh đó là ai thì ngây người ra. Không ngờ là Bạch Khiết. Không sai, chính là Bạch Khiết trên máy bay chủ động bắt chuyện với hắn, rõ ràng là động cơ không trong sáng mục đích càng không trong sáng, càng không biết con người có thuần khiết không. Nếu Bạch Khiết mới chỉ bị đánh, Hạ Tưởng cũng sẽ không lập tức dừng xe bên đường xen vào chuyện người khác, hơn nữa thằng đàn ông đánh Bạch Khiết hắn cũng quen biết. Tuy nói Bắc Kinh là thành phố thân thiện, nhưng chuyện đàn ông đánh phụ nữ trên đường có khi cũng có, chẳng có gì là lạ cả. Đừng nói Bắc Kinh là thủ đô. Nhưng những người hiểu chuyện rồi kẻ tò mò cũng chẳng ít, cho nên sự kiện nam nữ đánh nhau trên đường, còn có không ít người xem, nam có, nữ có, già có, trẻ có, đều đang chỉ trích đàn ông không nên đánh phụ nữ, càng không nên đánh tàn nhẫn như thế. Nhưng người xem chỉ là chỉ trích, không có ai dám đi ra khuyên ngăn, thậm chí còn có người bấn cợt, trêu đùa rằng đánh không mạnh tay, hoặc ước đoán người đánh xuống tay quá tàn nhẫn, giống như là hung thần ác sát, không ai dám ra tay ngăn chặn. Sau đó có một gã đàn ông đầu chọc quả thật không chịu được nên đã bước ra nói. Đủ rồi, đánh phụ nữ cũng cần phân rõ trường hợp, cũng phải phân rõ nặng nhẹ, xuống tay độc ác thế không phải là đàn ông. Không ngờ người đàn ông đánh người còn lườm và bước đến trước. Con mẹ mày, ăn no rồi rực mỡ à, dám nói thêm câu nữa, có
có tin đến mày ông cũng đánh không? Gã đàn ông đầu chọc không ngờ đối phương lại ngang ngược thế, có chút chùn bước. Nhưng nghĩ đến đang ở địa bàn của mình, lại bị đối phương chửi cho một câu, có chút mất mặt, liền nói mấy câu dằn mặt. Mày tôn trọng một chút, coi chừng tao tìm người xử lý mày. Dựa vào một ông chủ cửa hàng tạp hóa kim khí như mày mà dám đứng trước mặt tao thở mạnh thế à? Con mẹ mày, mày nghĩ mày là ai thế? Đối phương vừa nói vừa trực tiếp đấm trúng mặt bên phải của gã đầu chọc. Người khác khuyên một câu liền bị đánh, thật là hung hăng hết sức. Gã đầu chọc phát hỏa, kêu lên một tiếng. Các anh em, thay tao xả giận. Từ bên cạnh cửa hàng xuất hiện mấy gã to lớn, trong tay cầm cờ lê, ống thép, khí thế hùng hổ xông tới. Tất cả mọi người đều nghĩ gã đàn ông đánh phụ nữ kia chắc chắc gặp hạn rồi, không ngờ hắn một chút cũng không sợ kêu một tiếng. Lập tức từ chiếc xe phía sau hắn có mấy người xuống xe, tuy không đông, số lượng nhiều chưa chắc đã chiếm thế thượng phong, nhưng mỗi người đều đeo kính đen, khuôn mặt lạnh lùng đứng lên phía trước, át hết khí thế của đám người gã đầu chọc. Không còn cách nào khác để so đo, đám người gã đầu chọc vừa nhìn là biết quân lính mất chỉ huy, nhìn đám người của đối phương đích thị là bộ đội. Sự khác biệt quá rõ ràng. Gã đầu chọc nhận thua. Đại ca, tôi sai rồi, tôi có mắt mà không trông thấy Thái Sơn. Quỳ xuống nhận thua thì tha mạng cho mày lần này. Đối phương đắc thế không tha, còn dùng một tay nắm tóc cô kia, một tay chỉ vào mũi của gã đầu chọc, đích thực là ngạo mạn kiêu căng. Sớm đã có người trốn đi gọi 110, kết quả là sau khi cảnh sát đến, chỉ dám dừng xe ở phía xa, không dám đến gần, chắc là nhận ra đối phương là ai. Tại địa bàn của mình, gã đầu chọc quỳ xuống, quả thật hơi khó xử, vừa mới chần chừ liền bị đối phương nói. Tao đếm đến ba, nếu mày không quỳ, người của mày đi viện, đóng cửa hàng của mày, mày xem rồi xử lý đi. Hung hăng, kiêu ngạo ngút trời. Người xem xung quanh chỉ trỏ trỏ, bàn bạc xôn xao, đều thói đời gì đây, sao vẫn còn thể loại người ngạo mạn như vậy, nhưng cũng chỉ là nói mà thôi, chẳng ai dám đủ dũng cảm đi lên trước, suy cho cùng cũng không liên quan đến mình, mạnh miệng xuất hiện, chưa biết chừng cũng giống kết cục kia. Cho nên, đừng nói là có người giúp đỡ gã đầu chọc, đến lên tiếng ủng hộ gã đầu chọc cũng hết sức mỏng manh yếu ớt, đều là những kẻ quan sát mất cảm giác. Gã đầu chọc mềm đi, mặc dù đang ở trên địa bàn của mình, vẻ mặt đau khổ, sắp quỳ xuống thì đột nhiên có người đỡ lấy gã và nói. Đàn ông dưới gối có vàng, không thể quỳ. Rồi quay đầu lại nói với đối phương. Tôi cũng đếm đến ba, nếu ông không thả người phụ nữ kia ra, nếu không biến mất trước mặt tôi. Xe của ông sẽ ở lại, người của ông cũng ở lại, tất cả hậu quả đều do một mình ông chịu trách nhiệm. Âm thanh không lớn, nhưng lại như san bằng tất cả, chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Cũng chấn kinh đến cả gã đàn ông đánh người ngạo mạn vô cùng kia. Gã vẫn một tay nắm lấy tóc người con gái kia, một tay vẫn chỉ vào ngực gã đầu chọc, vẫn đang đợi gã quỳ xuống, nghe thấy có người nói y cô biết trời cao đất dày là gì, y nheo mắt nghiêng đầu, chậm rãi quay đầu lại. Thản nhiên mà ngạo mạn nói. Ai nói mà khẩu khí lớn thế vậy, cũng không sợ gió to thổi mất đầu lưỡi, dám ngang với ta sao? Là sợi xích của ai chưa cài chặt, đã để sổng ra đấy thế này. Tại đó, mọi người nghe thấy tiếng đều cho rằng người mới đến có thế lực hoặc là đem nhiều người đến giúp, quay đầu lại xem, cũng chỉ là một người thanh niên có mấy phần khí khái nhưng mặc quần áo bình thường. Trên mặt tuy có biểu hiện vài phần nghiêm túc nhưng lại không có uy lực. Giống như là một người thân thiết qua đường. Không ít người trong lòng than vãn một tiếng, xong rồi, người thanh niên này thấy việc nghĩa là việc tốt, nhưng mà hiển nhiên không phải là đối thủ của gã đàn ông kia, dựa vào một mình anh ta, lại không phải là người có thân thể tráng kiện gì, khí lực không đủ để át đối phương, võ lực không đủ để hăm dọa đối phương, còn dám nói lớn sao? Không phải tự tìm đường chết thì là gì? Không ngờ, cảnh tượng tiếp theo phát sinh làm cho tất cả mọi người đều chết đứng. Sau khi gã đàn ông đánh người ngoái đầu nhìn người đó, vẻ mặt ngạo mạn ngông cuồng dường như đông cứng lại. Người mới đến vẫn vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí miệng còn giễu cợt mỉm cười đếm. Một, người đàn ông thực sự bắt đầu đếm. Gã đàn ông đánh người đó đông cứng lại đã dung hòa nhanh chóng, biến thành vẻ mặt hoảng sợ và khó có thể tin được. Đột nhiên vội vàng buông tóc của cô gái đó lại nhẹ nhàng đẩy gã đầu chọc ra. Dường như e sợ gã đầu chọc đứng trước mặt y sẽ càng làm cho người đó tức giận, vẻ mặt từ kinh hoàng biến thành khủng hoảng, lại từ khủng hoảng biến thành bất an.
vốn dĩ vênh váo tự đắc vượt quá trời, lại cúi đầu nháy mắt rồi cười nói lắp bắp. Phó bí thư hạ, sao lại là ngài? Tại sao không thể là tôi? Hạ Tưởng vừa đưa tay, có ý vỗ vai Quốc Hoa Thụy, không ngờ Quốc Hoa Thụy run cầm cập sợ hãi tưởng rằng Hạ Tưởng muốn đánh mình, thiếu chút nữa là ngồi xuống rồi. Ở Bắc Kinh anh thật như anh hùng hảo hán, ở thành phố Lô anh vẫn là người anh minh. Đúng vậy, gã đàn ông đánh người đó chính là Quốc Hoa Thụy. Về phần vì sao Quốc Hoa Thụy và Bạch Khiết quen biết nhau, rồi lại đánh Bạch Khiết bên đường, thì không nằm trong phạm vi suy xét của Hạ Tưởng. Hắn chỉ biết, Quốc Hoa Thụy không có chút tiến bộ, một người rõ to lại dù thế nào cũng là xứng với danh con quan, dù uống được chút rượu cũng không thể đứng bên đường đánh con gái ra nông nỗi này. Có gì thì nói ra, có thể cô gái bị đánh quả thật đáng đánh. Bình tĩnh mà xem xét, Quốc Hoa Thụy cũng không thể sợ Hạ Tưởng đến mức thế, nếu như không phát sinh chuyện trước kia ở thành phố Lỗ. Lần trước Quốc Hoa Thụy đến thành phố Lỗ, vốn dĩ vì bí mật mưu toán Hạ Tưởng mà đến. Kết quả anh ta lại là một người đen đủi, không biết sao lại có thể va chạm với thế lực địa phương ở thành phố Lỗ. Kết quả là bị đối phương đánh cho răng rụng đầy đất. Một chữ, thảm, không còn gì hơn. Nếu không phải là may mắn mà gặp Hạ Tưởng, Quốc Hoa Thụy sợ giống nha nội, cũng phải nằm ở viện thành phố Lỗ hơn một tháng. Nói ra thì cũng buồn cười, may mà Hạ Tưởng qua đường, cứu được Quốc Hoa Thụy, nếu không Quốc Hoa Thụy không chết cũng bị lột ra. Đường đường nha nội tại thành phố Lỗ thiếu chút nữa là mất mạng, huống hồ là một Quốc Hoa Thụy. Trước kia cũng không phải là không có chuyện con trai của cán bộ cấp cao trung ương bị mất mạng ngoài ý muốn ở các thành phố cấp 3, phát sinh chuyện Quốc Hoa Thụy bị đánh ngất đến sợ. Tuy đối với sự ra tay tương cứu của Hạ Tưởng không thật lòng cảm kích, nhưng lại khiến y từ đó khâm phục Hạ Tưởng như sợ hổ. Bởi vì trước mặt y, thế lực ở thành phố Lỗ giống như hung thần ác sát thì trước mặt Hạ Tưởng chỉ là con cừu non dịu dàng. Hạ Tưởng nói một lời với đối phương thì không nói nhiều mà quay người bước đi, đã để lại trong lòng Quốc Hoa Thụy ấn tượng sâu sắc không thể phai nhạt, từ cảm kích đến kính nể, từ kính nể lại đến hoảng sợ. Đúng vậy, nỗi sợ hãi xuất phát từ sâu trong nội tâm. Hôm nay khi vừa gặp Hạ Tưởng, y không có lý do dùng mình, Hạ Tưởng nói gì thì là đó, tuy là ở Bắc Kinh, tuy là ở trên địa bàn của y, nhưng y biết bây giờ Hạ Tưởng ở Bắc Kinh là nhân vật có thể hô phong hoán vũ. Là hắn chiếm giữ được ưu thế có lợi, trước mặt Hạ Tưởng cũng phải tự chủ dưới ba phần. Hạ Tưởng cũng không ngờ hôm nay nhún nhường một chiếc Ferrari vô lễ mà ồn ào, rồi lại tình cờ gặp Quốc Hoa Thụy, lại còn đánh Bạch Khiết đến tàn nhẫn. Từ sự giúp đỡ giữa Quốc Hoa Thụy và Bạch Khiết, Hạ Tưởng đoán ra được cái gì, cũng nghiệm chứng được sự suy đoán lúc trước của hắn, Bạch Khiết cố gắng tiếp cận hắn, quả nhiên mục đích cũng không trong sáng. Cũng đúng, người không trong sáng. Mục đích sao có thể trong sáng được? Bạch Khiết đúng là do Hạ Tưởng cứu, hổ thẹn không chịu nổi, che mặt mà đi. Hạ Tưởng cũng cô để ý tới cô ta, không cần nghĩ, cô ta bị đánh cũng là đáng đời, không nhận được sự đồng tình, nhưng xử lý sự việc chứ không xử lý con người, sự việc không đúng, thấy chuyện bất bình thì hắn dũng cảm mà đứng ra. Gã đầu chọc nên cảm ơn Hạ Tưởng, Hạ Tưởng xua tay, để gã đầu chọc mau đi đi, đừng làm thêm chướng mắt. Giảm bớt việc bị Quốc Hoa Thuận nhớ mặt, sẽ lại tới tính sổ sau. Hoa Thụy, uống chút rượu thì ruột để ngoài ra. Nha nội biết rồi, cũng có biện pháp với anh. Hạ Tưởng có ý vô ý đề cập đến nha nội. Nha nội rất nhiệt tình, lúc nãy gọi điện đến muốn mời tôi ăn cơm, kết quả không ngờ đổi hướng thì lại gặp anh. Tôi uống nhiều rồi, để phó bí thư Hạ chê cười. Quốc Hoa Thụy dở khóc dở cười, vẻ mặt vô cùng bối rối rồi nhưng cứ cố nói hay. Đợi khi nha nội mời phó bí thư Hạ, tôi nhất định sẽ đến nơi kính rượu nhận tội. Được rồi, anh không đánh tôi, nhận tội gì? Thôi được rồi, không nói với anh nữa, tôi còn phải đi gấp. Hạ Tưởng không muốn vì Quốc Hoa Thụy mà làm chậm trễ nhiều việc, thời gian đối với Hạ Tưởng rất quý, bây giờ biết sự tình là thế nào thì được rồi. Trước kia nghĩ Bạch Khiết là thủ đoạn bịp bợm của Tần Khản, nhưng hóa ra lại là thủ đoạn của nha nội, rõ ràng, giao tiếp với đám người nha nội. Phải luôn luôn đề phòng mấy phần. Quay người muốn đi, vừa quay đầu thì đã thấy phiền toái lại đến rồi. Một vị cảnh sát giao thông vừa đến, muốn dán vé phạt. Cảnh sát giao thông đến phạt thì không sao, dẫu sao thì Hạ Tưởng cũng đi ngược chiều, chỉ không nghĩ đến thực sự tức giận với chiếc Ferrari lúc ban đầu cũng quay lại, lại còn cố tình dừng trước xe của hắn, hiển nhiên là không muốn hắn đi. Đến Bắc Kinh, còn có thể tùy ý bị người khác ức hiếp.
Hạ Tưởng tính khí tốt, nhưng cũng không phải bị những người vô lễ ồn ào cố tình gây sự cũng không đánh trả. Hắn thấy cảnh sát giao thông chỉ chép biển số xe của hắn lại không chép biển số xe của chiếc Ferrari kia, liền đi đến trước nói. Đều là đi ngược chiều, sao chỉ phạt tôi mà không phạt anh ta? Cảnh sát giao thông rất lạnh lùng nhìn Hạ Tưởng rồi nói.